bản thế hài Liên Quân Mobile. Idol nào? Bằng idol gắn tím Sting với vị dầu ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Nam Sting gắn tím đỉnh. Một khi đã đam mê, thể hiện ngay mới đã. Lẩu Thái tôm đây, vàng danh lừng lẫy. Nào, sẵn sàng chưa? Sống modern, ngày mới đã. My life, my color. Xin chào các bạn khán giả thân mến, các bạn đang quay trở lại với những diễn biến mới nhất trong vòng thi đấu thứ 12 của Đấu Trên Danh Vọng mùa đông 2021. Đồng hành cùng với Phương Thảo và các bạn khán giả trong bàn phân tích ở trận đấu đầu tiên ngày hôm nay, xin được giới thiệu bình luận viên Hồng Quân và bình luận viên Huy Popper. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Sting, nhà tài trợ nước uống chính thức của giải đấu, cũng như hai nhãn hàng đồng tài trợ sân trang trí cao cấp My Color và Milli Modern đã đồng hành cùng với mùa giải. Và các bạn khán giả cũng đừng quên là ngoài các kênh sóng chính thức của Ga Nalongko Mobile, các bạn cũng có thể theo dõi mùa giải trên Buya Live, nền tảng livestream được phát triển bởi Garena, để có thể nhận thêm những gift code và những phần quà hấp dẫn sau khi xem đủ hai mốc thời gian là 30 và 60 phút nhé. Gift code riêng sẽ được gửi về thông báo tài khoản Buya sau 24 giờ. Và hai bình luận viên thân mến, chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngày thi đấu hôm qua 22 tháng 10. Ngày thi đấu hôm qua đã chứng kiến trận đấu kết thúc với tỷ số rất chóng vánh khi mà cả Team Flash và VGaming, những đội tuyển được đánh giá ở top đầu bảng xếp hạng, đều đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước các đối thủ yếu hơn, đó là Separate Esports cũng như là Bitrep Gaming. Chúng ta sẽ cùng hướng tới ngày thi đấu hôm nay 22 tháng 10, mở màn sẽ là cuộc đối đầu. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại bảng xếp hạng. Các ông lớn trong top 4 đều đã kiếm về 3 điểm trong vòng thi đấu thứ 11, vì vậy mà cục diện của bảng xếp hạng cũng không có gì thay đổi cả. VGaming họ vẫn đang dẫn đầu với 31 điểm, bám đuổi ngay phía sau đó là Sài Gòn Phantom. Bóc Gaming thì đang có 28 điểm và xếp hạng thứ 3, hơn đội thứ 4 đó chính là những nhà đương kim vô địch Team Flash 2 điểm. Ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng thì với việc có được một ván thắng trước Bóc Gaming, Heavy cũng đã chính thức được vượt quyền vương Separate Esports về mặt điểm số. Trong khi đó thì Bitrep Gaming vẫn còn cách khu vực an toàn 4 điểm nữa. Còn với Pháp Esports thì rất đáng tiếc là họ đã chính thức xuống hạng trong mùa giải năm nay. Vòng thi đấu thứ 12 sẽ được mở màn bằng Super Saturday ngày hôm nay 23 tháng 10. Và lúc 17 giờ ngay sau đây thì những nhà đương kim vô địch Team Flash sẽ chạm trán với gã Robin Heavy. Và ngay sau đó thì hẳn là mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào tâm điểm của hai đội tuyển đang có phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại, đó là Sài Gòn Phantom và VGaming. Đây cũng đồng thời là cuộc chiến tranh ngôi nhất bảng, khi mà khoảng cách lúc này giữa top 1 và top 2 chỉ là một điểm mà thôi. Các bạn khán giả cũng đừng quên là bước sang ngày mai 24 tháng 10 thì Separate Esports sau chuỗi trận toàn thua vừa qua sẽ có cơ hội kiếm về 3 điểm khi chỉ phải gặp một Pháp Esports đã chắc chắn xuống chơi Serie B mùa sau. Và cặp trận muộn nhất vòng 12 sẽ là cuộc đụng độ giữa Bóc Gaming và Bitrep Gaming. Đó là lịch thi đấu sẽ có trong hôm nay và ngày mai. Các bạn khán giả hãy nhớ để chú ý đón xem nhé. Bây giờ thì trước mắt Phương Thảo cũng như hai bình luận viên và các bạn khán giả sẽ là trận đấu giữa Team Flash và Heavy. Các nhà đương kim vô địch vừa có một màn hủy diệt khuyển vương Severus với tỷ số là 3-0 ở vòng 11. Qua đó thì họ chính thức chắc chắn có một tấm vé tham dự playoff. Mục tiêu của Xuân Bách và các đồng đội lúc này sẽ là kiếm về nhiều điểm nhất có thể để có thể nuôi hy vọng vươn lên một vị trí trong top 2 của bảng xếp hạng. Trước một đối thủ được đánh giá là luôn gây ra ít nhiều khó khăn cho các ông lớn, đó là Robin Heavy, thì liệu Team Flash có dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm không theo bình luận viên Huy Popper?
Tôi nghĩ rằng là với thực lực hiện tại và với phong độ vừa qua ngay trong trận đấu với cả Cerebral Esports diễn ra ngày hôm nay và ngày hôm qua, tôi tin rằng là họ sẽ làm điều đó. Team Flight có một sự thay đổi rất là khác biệt về mặt lối chơi so với khi mà họ trải qua 3 trận thua. Trong trận với Cerebral Esports ngày hôm qua thì họ đã quyết định thay đổi lối chơi, di chuyển đầu trận hợp với meta hơn rất nhiều. Rừng sẽ có mặt giờ sớm hơn mục tiêu cần tranh chấp đầu trận nhờ rơi thủ vệ ở dầu ánh sáng, còn người chơi đường giữa di chuyển nhanh sau khi hoàn thành đoạn đi đường và ghép lực cũng như tấn công mạnh mẽ hơn. Cách mà Team Flash nhập cuộc với vị trí dừng đầu trận đã không còn là đến sau nữa và là phối hợp với các đội tuyển, mà dừng đã đến trước vào cùng thời điểm các thành viên hỗ trợ và đường giữa lên cánh đường đơn để thể tham gia giao tranh được. Hiện tại thì trước đó chúng ta thấy được rằng cả Gray và cả Xuân Bách đều đang không có được cho mình một khả năng di chuyển tới hàng rơi thủ vệ thực sự nhanh. Xuân Bách thì phải chơi theo kiểu dạng là đánh trở thành người hỗ trợ thứ hai để bảo vệ cho Daim ở tuyến rộng. Còn Gray cũng như ADC thường xuyên phải di chuyển đến sau và tập trung ganh vào cánh của gấu khá nhiều, chứ không phải là ganh vào điểm nóng ở trên giao tranh là điểm có sự xuất hiện của con rơi thủ vệ. Cả Gray và Smack đều đã di chuyển rất nhanh cùng Proe lên khu vực cánh rồng và cánh rơi thủ vệ để nhanh chóng có mục tiêu trong trận đấu tại Cerebral Esports. Xuân Bách đã lấy được sự tự tin cùng đẳng cấp kỹ năng sau những ngày đi xuống rất nhiều phong độ thi đấu mà chúng ta đã nhìn thấy ở trong 3 vòng đấu gần nhất. Cái ván thi đấu của Zata, Xuân Bách ngày hôm qua là một minh chứng rõ nhất cho cách đường giữa hòa nhập meta của Xuân Bách. Anh ta lên xuyên tâm lệnh rất sớm ở ngay sau giày và tận dụng được khoảng thời điểm có được level 4 đầu trận để tấn công đối phương quyết liệt với những cú bay thiên dực mẫu mực. Nó khác với cách mà Team Flash đã khởi động trong những trận đấu trước đó, khi mà rừng đều đang không có mặt sớm ở hàng rơi so với đối phương để cùng phối hợp giao tranh, dẫn tới việc họ mất lợi thế ở những mục tiêu lớn đầu khá là sớm. Gray cũng như ADC đều có lối di chuyển khá tương đồng nhau, khi đều sẽ tập trung ganh xuống cánh đối diện, hay chính xác là cánh của gấu, để tập trung đẩy lẻ lên còn lại. Và khi đã mất lợi thế ở đầu trận thì họ sẽ mất luôn lợi thế ở những con rồng ánh sáng, là những con sẽ ra được bóng tối đầu tiên. Và tôi nghĩ rằng là với việc thay đổi lối chơi như thế này, nó khiến cho bên phía Team Flash đang dần hòa nhập và thích nghi hơn cả meta. Chưa kể là vấn đề tinh thần với phía Team Flash đã cải thiện sau trận thắng đậm ngày hôm qua trước Cerebral Esports. Về lý thuyết thì cơ hội để có thể tiếp tục cạnh tranh vị trí nhì bảng là vẫn còn ở Team Flash. Họ sẽ cố gắng tối đa hóa thật nhiều những chiến thắng để có thể cải thiện thứ hạng của mình khi chỉ còn 3 vòng đấu trước mắt, tính cả vòng đấu này nữa là vòng bảng sẽ khép lại. Dẫu cho họ đã thua trực tiếp trên những đối thủ trong top 4, nhưng họ cũng không hoàn toàn nắm được vận mệnh của mình, khi mà các trận đấu của các ông lớn trong top 4 là VGaming, Samato và Bóc vẫn đang chơi đối đầu nhau, và họ cũng đã thua trực tiếp trước cả 4 đội tuyển, trước cả 3 đối thủ trong top 4. Và sau trận thắng đậm với Cerebral Esports tỷ số 3-0 ngày hôm qua thì Team Flash đã chắc tấm vé tới với playoff rồi và sẽ không thể văng vào top 4 nữa, nên họ sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể bằng việc là tối đa hóa điểm số để có thể chờ những cuộc cạnh tranh của những ông lớn sẩy chân, và qua đó sẽ có thể bứt phá được trên bảng xếp hạng và có được những vị trí chủ chốt là nhất và nhì bảng để có được tấm vé đến với AIC. Còn với Heavy thì chiến thắng trong ván đấu đầu tiên trước Box Gaming đã giúp cho Heavy vượt qua được Cerebral Esports về mặt điểm số rồi, gần như họ đã chắc chắn có được tấm vé trụ hạng. Slot top 4 đã không thể cạnh tranh được, nhưng mục tiêu hiện tại sẽ là hạng 5, bởi vì họ còn mục tiêu là có được số tiền thưởng nữa. Khoảng cách giữa vị trí hạng 5 và hạng 6 sẽ là 20 triệu tiền thưởng. Và với việc Heavy đã kiếm về được 6 điểm trong tổng số 16 điểm mà họ có được từ các trận đấu cho các đội top 4, thì Heavy cho thấy rằng họ một đội tuyển luôn luôn có sức bật và chưa bao giờ là dễ ăn cả, nhưng có điều rằng là họ sẽ dễ ăn ở trong những ván thi đấu sau, khi mà có được một ván thi đấu thắng và những ván thi đấu sau họ sẽ gãy luôn. Kỳ vọng ở Heavy trận đấu này, tôi nghĩ rằng là tôi mong rằng là với cái động lực hiện tại bên phía của đội tuyển Heavy, thì với việc là họ cần phải bảo vệ được 170 triệu tiền thưởng thì họ sẽ cố gắng hết sức trước Team Flash. Còn để có thể có được top 4 thì gần như là đã không thể với cả đội tuyển Heavy nữa rồi. Quan trọng là họ chỉ cố gắng để cải thiện vị trí thứ 5 của mình trên bảng xếp hạng mà thôi. Và hy vọng rằng là với cái động lực đó thì sẽ là đủ để cho Heavy có thể có được quyết tâm cao nhất trước Team Flash. Như vậy là trận đấu này thì cả hai đội tuyển sẽ cần phải chắt chiu những cái điểm số rất quan trọng nếu như họ muốn cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Ngày hôm qua trong phần phỏng vấn thì Xuân Mách cũng có nói rằng là sẽ hơi khó để có thể đặt mục tiêu vào top 2 vì họ sẽ phải giành trọn vẹn trong 3 vòng thi đấu cuối cùng. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ xem là ngày hôm nay thì họ sẽ thể hiện một phần trình diễn như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với line up bên phía hai phía đội tuyển này. Đầu tiên đó là Heavy. Như vậy là Kenty một lần nữa được tin tưởng cho đội hình của Heavy, khi khoảng thời gian gần đây thì họ vẫn đang có một sự phối hợp khá nhịp nhàng. Kenty vị trí đi rừng, người đi đường giữa lách, đường tà thần Caesar đó là KA, xạ thủ chết và trợ thủ đó là Zitoto. Còn bên phía của Team Flash thì sao? Với màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với Cerebral Esports thì ngày hôm nay em Wood Gray tiếp tục được tin tưởng ở vị trí đi rừng của Team Flash. Các vị trí còn lại bao gồm đường tà thần Caesar, gấu, đường giữa Xuân Bách, xạ thủ Daim và trợ thủ Proe. Có thể nói là Gray được cho là gặp rất nhiều áp lực sau chuỗi thành tích bết bát của Team Flash trong khoảng thời gian gần đây. Với bình luận viên Hồng Quân thì anh có cho rằng việc tiếp tục để Gray đánh chính sẽ giúp cho anh chàng này giải tỏa được những vấn đề về mặt tâm lý cũng như là lấy lại được sự tự tin cần thiết trước khi bước vào những trận đấu của vòng playoff hay không ạ?
À, đúng là Gray đang gặp khá nhiều áp lực khi mọi người cho rằng là Gray chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Pháp trước khá là nhiều đội tuyển. Và chiến thắng và một danh hiệu MV trong trận gặp Cyprus Esports vừa rồi thì cũng đã giúp Gray giải tỏa được phần nào những áp lực đó. Trước một đối thủ yếu như là Heavy thì đây sẽ là cơ hội để cho Gray tiếp tục chứng tỏ bản thân. Và trong ván 3 trận Cyprus Esports vừa rồi thì Gray từ vòng dừng đầu tiên đã bị mất bùa xanh do Proe ăn nhầm, cùng với cả mất đi bùa đỏ, thua Zulat tới 2 cấp độ. Nhưng sau đó thì Gray chủ yếu là farm ở rừng và áp lực ở khu vực đứng trên kết hợp với gấu. Khoảng thời gian sau đó thì khi đã có được những món trang bị cần thiết với một lực bố như là kiếm Muramasa, đao chuồn và dìu Leviathan thì Gray đã xuất hiện thường xuyên hơn trong những cái pha giao tranh cùng với những đồng đội và liên tục có những cái điểm hạ gục rồi kết thúc bằng một pha W bắt thẳng vào hai thành viên chủ lực của đối phương và có được chiến thắng dành cho Team Fnatic trước đội tuyển Cyprus Esports. Và đó là một cái phương án xử lý rất là hợp lý của Gray ở trong bán đấu đó, chứng tỏ rằng là Gray đang có cái khả năng thích nghi meta tốt hơn với ADC khá nhiều. Thế nên với mình thì ngày hôm nay Gray ra quân sẽ giúp cho Gray rất nhiều trong việc là tìm lại phong độ của mình, cũng như là giúp Flat càng ngày càng đi lên hơn trong bảng xếp hạng. Vâng, và nhìn lại một chút thì cái phong độ sa sút của Xuân Bách trong những vòng đấu trước có lẽ cũng là một nguyên nhân phần nào dẫn đến thất bại của team Flash. Tuy nhiên thì ở trận đấu trước Cyprus vừa qua thì ông Bạch cũng đã trở lại mạnh mẽ với những tình huống thiên dực hàng tỷ sát thương cùng với con bài Zata của mình. Cái này thì bình luận viên Hipper cũng đã vừa mới nhắc ở đầu chương trình rồi. Và Keeper bên phía của team Flash ngày hôm nay đó là Xuân Bách, và anh sẽ đối đầu với bên kia chiến tuyến không còn là HuyDZ nữa mà là một Lách đang đứng đầu ở những thông số về mặt sát thương với gần 4 triệu đam được gây ra sau 10 vòng đấu. Trong một meta đang được coi là sâu diễn của những người chơi đường giữa thì bình luận viên Hugh Popper, bạn có nghĩ đây sẽ là một màn so tài đáng chờ đợi nhất ở trận đấu giữa Team Flash và Heavy ngày hôm nay hay không? Tất nhiên rồi, chúng ta cũng đã nhìn thấy những gì mà cả hai tuyển thủ làm được. Cả Lách cũng như cả Subach đều nằm trong top những người chơi gây lượng sát thương lên tướng cao nhất, với cả Lách là 3,9 triệu sát thương, người cao nhất ở giải đấu hiện tại. Còn Subach cũng không hề kém cạnh khi mà anh ta cũng nằm trong top những người cán mốc hơn 3 triệu sát thương rất là sớm tại đấu chơi hy vọng. Điều đó cho thấy rằng sự ảnh hưởng đến từ cả hai người chơi đường giữa này đang là rất lớn cho đội hình của bên phía đội tuyển Heavy lẫn cả team Flash nữa. Như đã nói ở trên thì Subach đang không có một phong độ thi đấu tốt ở trong 3 trận đấu gặp trước VK Gaming, Saigon Phantom và Box Gaming, khi mà anh ta thi đấu khá mờ nhạt trước đội đầu đó. Và tuy nhiên trong trận đấu Fnatic Esports thì anh ta là mũi nhọn tiên phong và năng nổ nhất khi luôn luôn đẩy lính rất nhanh, ganh cánh rồng cũng như gánh tà thần xe ra từ rất sớm ngay khi có cơ hội. Đây là một meta mà người chơi dưỡng có thể hưởng chọn được tên lính đường mà không nhất thiết phải nhường cho rừng nữa. Điều này giúp cho những vị tướng gánh sát thương ở đường giữa được lựa chọn rất nhiều, và Xuân Bách cũng đã lựa chọn những vị tướng tấn công và nhiều sát thương phép thuật như Zata, Rat và Lina trong trận đấu đó để có thể tự do tấn công và không bị thụ động nữa. Tỷ lệ phần trăm tham gia chiến công đầu của Subach hiện tại đang nằm trong top đầu của đấu trường vọng với gần 80%, và Subach cũng đang nằm trong top những người gây được nhiều sát thương nhất như tôi đã nói ở trước đó cùng với cả Lách. Và một con số đó 3,3 triệu sát thương, một con số rất ấn tượng với một người chơi đường giữa. Ở lối chơi theo kiểu dạng không còn là người chơi hỗ trợ thứ hai nữa của Subach sẽ giúp cho Adain được giảm tải phần nào cái áp lực về mặt sát thương. Anh ta sẽ không còn là trụ cột quá lớn ở đoạn về cuối trận đấu nữa, và khi anh ta không thể lên tiếng thì vẫn còn Xuân Bách ở bên cạnh để có thể vùng vẫy được. Chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, tỷ lệ thắng đến từ vị trí của Xuân Bách với con bài Loron đã là 100%, nhưng tôi không hiểu lý do gì mà trong ít nhất phải 4-5 vòng đấu gần đây rồi anh ta hoàn toàn là tẩy chay luôn vị tướng Lorion, khi mà vị tướng này vẫn đang khá hiệu quả. Và hy vọng rằng chúng ta thấy anh ta trở lại với quân bài này. Còn với Lách thì cái bể tướng từ vị trí của Lách kể cả trước khi meta này thay đổi và sau khi meta này thay đổi nó cũng đã có những sự thay đổi rồi, đã có những sự tương đồng rồi, bởi vì sở trường của Lách là những vị tướng tấn công, và những cái vị tướng mà Subach chơi ở trong meta này ở trong những ván thi đấu vừa qua nó cũng là những vị tướng mà Lách chơi rất là tốt. Và với việc có được 3,9 triệu sát thương thì rõ ràng sở trường của anh ta sẽ là những con bài mang dấu ấn thương hiệu cá nhân của Lách, như Tule, như Rat, như Chrissy, như Zata, như Lorion. Tất cả những vị tướng gánh ở đường giữa Lách đều có thể chơi được. Rõ ràng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu cạnh tranh về mặt kỹ năng giữa hai người chơi đường giữa có khả năng gánh sát thương phép thuật bậc nhất tại đấu trường hy vọng, đó là Lách và Xuân Bách. Vậy thì với những cái nhận định như vậy thì bạn dự đoán là tỷ số ngày hôm nay sẽ nghiêng về phía đội tuyển nào, khi đây là một cuộc chạm trán được đánh giá là rất hấp dẫn? Cái này dễ mà. Tôi vẫn dự đoán là team Flash sẽ chiến thắng với tỷ số là 3-0 trước đội tuyển Heavy, có được thêm 3 điểm nữa. Và tôi không biết rằng liệu 20 triệu tiền thưởng nó có là động lực với cả Heavy trong ngày hôm nay không. Tôi nghĩ rằng Heavy vẫn tạo được sức ép đấy, nhưng mà nó quan trọng, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái sự ngẫu hứng đến từ Trần Ngụy Giang Quỷ. Tôi thì tôi lại nghĩ rằng là sau cái phần phỏng vấn với Bách vừa rồi thì Bách nói rằng là họ không có quá nhiều quyết tâm để bước đến top 2. Nên tôi nghĩ rằng ngày hôm nay thì còn nhớ là tại đấu trường Đại học mùa đông 2020 cách đây 1 năm thì Heavy cũng đã từng tạo nên điện chấn khi mà đánh bại Flash với tỷ số là 3-2.
liệu biết đâu ngày hôm nay thì Rùa và những người đồng đội có thể làm lại điều đó. Tôi dự đoán một tỷ số khá thú vị, đó là 3-2 dành cho Heavy. Bởi vì tôi nghĩ rằng là Flash ngày hôm nay họ cũng không có quá nhiều quyết tâm để hủy diệt khi mà họ cũng đã muốn là an vị trong top 4 rồi. Còn với bình luận viên Hồng Quân, Tôi nghĩ là Heavy sẽ đánh rất hay khi mà gặp những đội tuyển lớn như là Team Flash ở trong ngày thi đấu hôm nay. Nhưng mà họ cũng sẽ chỉ một bàn thắng mà thôi, và tỷ số sẽ là 3-1 dành cho Team Flash. Rồi, chúng ta đã dự đoán rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Lần đầu tiên tôi thấy Hyper dự đoán một cái tỷ số hủy diệt đến như vậy. Không biết là ngày hôm nay thì có điều gì bất ngờ xảy ra trong trận đấu này không. Bây giờ thì có lẽ là cả hai đội tuyển cũng đã sẵn sàng ở trận đấu mở màn của vòng thi đấu thứ 12 rồi. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với giai đoạn cấm chọn ở ván thi đấu đầu tiên với sự lựa chọn ở bên phía đội xanh đến từ Team Flash. Xin mời hai bình luận viên. Vâng, chào mừng các bạn khán giả đã đến với tất cả những diễn biến đầu tiên của vòng thi đấu thứ 12 giữa Team Flash và Heavy. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai trận đấu, và mở đầu sau trận đấu Team Flash và Heavy diễn ra ngay lúc này. Và ngay sau khi trận đấu này kết thúc sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển được đánh giá là hàng đầu hiện tại, đó là VK Minh và Sài Gòn Văn Tôm. Chúng ta cùng nhau đến ngay ván thi đấu đầu tiên giữa Team Flash và Heavy. Hiện tại thì Team Flash dù họ đã chắc suất trong top 4 rồi, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ vẫn quyết tâm để có thể có được cho mình những điểm số khi mà cục diện của bản xếp hạng chưa ngã ngũ, khi mà Box Gaming vẫn có một lịch thi đấu khá khó ở những giai đoạn cuối khi họ phải gặp những đối thủ trực tiếp trong top 4. Và quan trọng là họ phải hoàn thành điều kiện cần của họ đã, đó là việc có được cho mình những điểm số tối đa, và sau đó chờ những cuộc đối đầu còn lại, đặc biệt là trận đối đầu giữa ba đội tuyển top 4 còn lại, để có thể có được cho mình một cái đường hướng chính xác cho giai đoạn playoff sắp tới. Tỷ lệ ủng hộ trên fanpage Cao Thủ Liên Quân hiện tại sẽ là 90% dành cho Team Flash. Điều này không quá bất ngờ rồi, trong bất cứ một trận đấu nào mà Team Flash tham dự thì số lượng khán giả bình chọn và tin tưởng vào chiến thắng của họ vẫn luôn luôn là áp đảo. Dẫu cho việc họ có phong độ sa sút gần đây hay có sự đi xuống khi không thích nghi được với meta, thì Team Flash vẫn là một trong số đội tuyển có lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhất tại đấu trường Hy Vọng. Đúng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với những lời cấm chọn đầu tiên của Team Flash và Heavy. Team Flash họ cần đi cho mình đó là Florentino và Airi, hai vị tướng được chơi ở cung đường tà thần sẽ ra khá là hiệu quả trong khoảng thời gian gần đây. Còn với Heavy ở bên đỏ chắc chắn là phải cầm đi Aya ở trong chót đầu tiên, và sau đó sẽ là con bài Omen có thể nằm trong tay của Gấu. Và sự lựa chọn đầu tiên của đội tuyển Team Flash đó là vị tướng Superman dành cho Gấu, một con bài an toàn có thể được pick ở trong phase 1. Nhưng với việc là Team Flash pick cho mình con bài Superman thế này thì sẽ thả ra khá là nhiều con bài mạnh dành cho AV ở trong phase chọn đầu tiên, và có thể đó sẽ là Lorion và Amelie. Nhưng có vẻ như là đội tuyển AV họ định lấy cho mình sớm vị tướng Joker dành cho chiếc thì phải. Đây không phải là một cái sự lựa chọn quá tối ưu ở trong phase đầu tiên, và nếu đây là sự lựa chọn mà Heavy quyết định phá vào thì có lẽ sẽ là một cái sự lựa chọn hơi bị chưa thực sự tối ưu dành cho đội tuyển này. Tôi nghĩ rằng họ muốn hướng tới một thế trận đánh khỏe đầu trận đấu, họ muốn áp đảo đối phương ngay. Thế nên họ mới lựa chọn cho một cặp bài trùng đường dưới nó khỏe như thế này, một cặp bài trùng cho phép họ tấn công ngay từ đầu trận đấu, đó là Joker và Amelie. Bên phía của Team Flash sẽ có ngay slot 1, đó là quân bài Superman, cặp đôi DC đã được nhà hàng đến bên phía Team Flash. Trước khi nói về cặp đôi DC của bên phía đội tuyển Team Flash, khi mà Sobach chưa khóa vào vị tướng này thì Gấu đang là người có được tỷ lệ thắng Superman tương đối ấn tượng, và Superman cũng đang là vị tướng mà anh ta chơi nhiều nhất trong tất cả những dãy tướng đường tà thần Caesar mà anh ta đã chơi, với tất cả là 7 lần thi đấu và 6 lần thi đấu mà anh ta có được chiến thắng với quân bài này. Rõ ràng Superman là một vị tướng khá thuận tay dành cho Gấu, và tôi nghĩ rằng sẽ không có biến số gì ở vị trí đường tà thần Caesar đâu. Với cái thông số như thế này, với cách mà Team Flash luôn luôn để cho Gấu được đảm nhận vị trí có khả năng bọc đầu tốt như thế này, thì nhiều khả năng Gấu sẽ vẫn là người đảm nhận vị trí này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn nhìn thấy cả quân bài Wonder Woman, một quân bài mà Sobach cũng đã chơi rất nhiều trong thời gian gần đây, một vị tướng cho phép anh ta có khả năng đánh nhau rất khỏe đầu trận đấu và cho phép anh ta đánh xông xáo hơn ở những tình huống tranh chấp rơi đầu tiên, những tình huống tranh chấp mục tiêu lớn đầu tiên. Và đó cũng là phong cách thi đấu mà Team Flash đã quyết định thay đổi trong trận đấu với cả bên phía của Cyber Esports. Qua đó thì bên phía Team Flash có một cặp đôi tấn công tiền tuyến vô cùng mạnh mẽ, bao gồm Wonder Woman ở Superman ngay trong phase thứ nhất, và kế đến là vị tướng xạ thủ ở vị trí cánh rồng dành cho Daim, chắc chắn rồi đó là quân bài Hayate. Chẳng ai bằng tay quen, Team Flash muốn tận dụng triệt để những gì mà họ có thể lấn áp đối phương ở ván thi đấu đầu tiên, và họ lựa chọn những trận tướng nặng về thế tấn công. Qua đó vẫn công vị tướng Lết khá khỏe. Giai đầu trường sẽ là một giai đoạn mà Hayate trong tay của Daim gặp rất nhiều khó khăn, khi ta sẽ bị thua kèo rất sâu với cả Joker bởi khả năng đánh đầu game của Joker khá khỏe. Nhưng Team Flash vẫn lựa chọn vào Hayate bởi họ biết rằng Daim hoàn toàn có thể sống tốt giai đoạn cuối trận đấu, thậm chí có thể gánh được team, và họ tự tin vào khả năng của mình. Bên phía đội tuyển Heavy đang khép lại đoạn cấm chọn thứ nhất của mình với việc có thêm cho mình vị tướng tấn công rất phù hợp với sở trường của Lách, người đang gây được nhiều sát thương lên tướng nhất tại đấu trường Hy Vọng. Với quân bài Tule, anh ta sắp sửa trở thành người đầu tiên
chạm mốc 4 triệu sát thương tại đấu trường hy vọng ngay sau trận thi đấu này nếu như anh ta có kết quả thực sự tốt. Lách đang chơi rất hay ở khu vực đường giữa và con bài tủ đen thì cũng là một con bài tủ mà cả Lách cũng như là Kenty có thể sử dụng ở trong bán thi đấu này. Khi tới này có thể cả đi rừng cũng như là đi đường giữa. Và đây cũng là một con bài để ngăn chặn rằng Team Flash sẽ có được cặp đôi đường giữa và đi rừng Ratulen và Wonder Woman. Cặp đôi mà Team Flash cũng đã sử dụng một vài lần ở trong mùa giải năm nay. Tới với cặp phây cầm thứ hai, Team Flash họ cầm đi cho mình vị tướng Elandor ở khu vực đi rừng của Kenty. Còn với Heavy thì họ cầm đi Lorion cũng như là Liliana. Vậy có khả năng cao rằng là vị tướng Ture này sẽ nằm ở khu vực đường giữa dành cho Lách và đội tuyển Heavy cần ưu tiên cấm đi những con bài có khả năng đi đường trên cơ hơn so với cả vị tướng Ture, đó là Lorion và Liliana. Nhưng đây vẫn chỉ là bán thiệu đầu tiên thôi. Chính vậy là Sơn Bách vẫn còn một vài vị tướng có khả năng đi đường tốt với cả con bài Ture này để pick như là QC hoặc là Rat thì cũng sẽ là những sự lựa chọn tối ưu dành cho Sơn Bách ở trong bán thi đấu này. Ngoài ra còn đó là Zata nữa. Và để khép lại phây cấm thứ hai thì Team Flash cầm đi cho mình vị tướng Yena ở khu vực đường trên. Yena cũng là một vị tướng có khả năng đối đầu tốt với cả Superman ở khu vực đường tạo thần Seja. Và KA cũng là một người chơi vị tướng này rất là tốt nữa. Vậy là những vị tướng có khả năng khắc chế khá là nhiều tướng Superman thì đều đã bị cầm đi rồi. Và cái sự lựa chọn tiếp theo của Heavy có lẽ sẽ là dành cho KA ở khu vực đường tạo thần Seja. Bên phía các đội tuyển ở Heavy đã có những lần cấm vào quân bài Lorion và Liliana. Như đã nói thì Lorion gần đây Sobek gần như không sử dụng nữa. Dù vị tướng này đã có rất nhiều những cơ hội được Team Flash sự lựa chọn. Sau 3 vòng đấu liên tiếp trước đó bị cấm liên tiếp đến Lorion thì Sobek đã bắt đầu có vẻ như tập quen dần với việc không cần vị tướng này nữa mà vẫn có thể có được chiến thắng. Anh ta hoàn toàn bỏ qua sự lựa chọn này dù có cơ hội lựa chọn. Và các người chơi đường giữa khác như Maris của VK Minh hay với cá của anh thì vị tướng Lorion vẫn là một trong số những vị tướng đường giữa rất là được ưa chuộng. Nhưng với Team Flash thì có vẻ như Sobek không cần vị tướng này sau khi vị tướng này bị cấm đi quá nhiều. Anh ta vẫn đang giữ được tỷ lệ thắng tuyệt đối với vị tướng này với tỷ lệ thắng là 100%. Nhưng Heavy vẫn dành hai lần cấm vào quân bài và những quân bài có khả năng xả đam ở đường giữa của Sobek. Họ nghi ngại rằng Team Flash hoàn toàn thể đổi. Họ hoàn toàn có thể đổi tướng xoay tua ở những giai đoạn cuối cùng của trận đấu này với việc Proe sẽ cầm cho mình quân bài Wonder Woman ở vị trí hỗ trợ. Và đó lý do vì sao mà Heavy dành nhiều sự quan tâm lên vị trí của Sobek đến như vậy, và chính anh ta cũng đang là một trong số những người chơi nguy hiểm nhất. Bên phía của Team Flash không còn Liliana, không còn Lorion nữa, vẫn còn Zata, vẫn còn Chrissy dành cho bên phía của Team Flash lựa chọn, và điều đó phụ thuộc rất nhiều vào phong cách mà Sobek sẽ sử dụng trong bán thi đấu này. Và đây sẽ là Zata. Chúng ta nói chuyện rất nhiều tới cách mà Sobek đã chuyển mình với con bài Zata như thế nào. Anh ta có một lối lên đồ rất đa dạng với Zata, đôi khi thì anh ta hướng tới một giai đoạn đi đường dài của bài Zata bằng việc lên mặt nạ Beric để cải thiện sát thương về cuối trận đấu. Những đôi khi hay đặc biệt là trong trận đấu gần đây thì anh ta lựa chọn xuyên tâm lệnh là món đồ thứ hai ngay sau giày kiên cường và tận dụng triệt để được cấp độ 4 khi mà vừa có được thiên dực để gây áp lực đến đối phương. Và bán thi đấu này tôi nghĩ rằng với một lineup khỏe cùng 4 vị tướng cho phép anh ta đánh đầu trận thì tôi tin chắc rằng Sơn Bách cũng như là Ghost và Gray cũng như là vị trí của Squadron nữa, họ sẽ tập trung đánh rất mạnh vào khu vực đường giữa thủ vệ từ ban đầu và họ chỉ có một vị tướng xạ thủ về late game, đó là Dain với quân bài Hayate mà thôi. Vậy là những sự lựa chọn cuối cùng của Team Flash và Heavy đó là lũ bố cũng như là vị tướng Kira. Hai con bài đi rừng có cái lối đánh khá là khác nhau. Với Kira của người chơi Kenty thì anh ta sẽ có khả năng vòng từ những cái bụi để có thể là bắt đi những chủ lực của đối phương của mình và tạo ra một thế đè lẻ tốt ở đường cánh nếu như đội tuyển Heavy đang ở trong một thế thua. Còn với con bài lũ bố này của Gray thì đây là vị tướng đã giúp cho Gray giành được chiến thắng cùng với Team Flash ở trong ván 3 với Cyber Esports ở trong vòng đấu vừa rồi. Thì Gray cũng đã thể hiện rất tốt với con bài này mặc dù là anh ta đã mất đi rất nhiều lợi thế trong giai đoạn đầu game. Và với một vị tướng tủ, một con bài có khả năng đánh áp lực đầu game như thế này kết hợp cùng với Zata, Wonder Woman nữa thì khả năng giao tranh ở khu vực hàng rơi thủ vệ sớm của đội tuyển Team Flash sẽ là rất mạnh mẽ. Còn với Heavy thì con bài Kira của Kenty sẽ giúp cho đội tuyển Heavy có một lối đánh đa dạng hơn. Nhưng họ sẽ có hai vị tướng pháp sư theo thiên đường, đó là Zondam ở khu vực đường giữa cũng như là ở vị trí đi rừng. Chính vậy là đội tuyển Heavy sẽ phải rất cẩn thận. Và đặc biệt về đoạn cuối game thì cái lượng đam của các thành viên bên phía đội tuyển Heavy cũng không thực sự quá tối ưu nữa khi họ chỉ có Joker ở vị trí xạ thủ thôi. Chính vậy là Heavy cần phải đánh thật nhanh và thật sớm ở giai đoạn đầu nếu như họ không muốn để thua thiệt quá nhiều so với Team Flash về đoạn cuối trận. Đó, và chúng ta cùng nhau chuẩn bị đến ngay với trận đấu đầu tiên giữa Team Flash và Heavy. Chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, ý đồ của Team Flash rất rõ ràng, muốn đánh khỏe đầu game ngay từ đầu luôn với bốn vị tướng họ lựa chọn và chỉ có duy nhất một tấm bảo hiểm về cuối trận đấu. Và thường thì phong cách đến từ vị trí Dain cũng sẽ là hở ra rất nhiều khoảng trống để anh ta Tori có thể đẩy lính và đẩy trụ ở đường còn lại.
đó là cách mà Team Flash di chuyển và thi đấu rất nhiều trong những vòng thi đấu gần đây rồi. Ở trong ván thi đấu này thì bên phía của đội tuyển Heavy cũng có một chất tướng cho phép họ đánh nhau khỏe đầu game, nhưng sát thân chủ lực của họ dọa đầu game lại chính là sát thân phép thuật. Bên phía của đội tuyển Heavy sẽ phải đối đầu với một cặp khả năng để lính rất là nhanh và linh hoạt, đó là cặp Zata và Wonderman. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang triển khai sự kiện nạp năng lượng Sting trúng quả đỉnh với cơ hội trúng quả đỉnh như gói phun tướng, phun ngọc, phun combo skin cho phù SS. Mọi người hoàn toàn thể tìm những cái link lon Sting đỏ và vàng phiên bản đặc biệt có hình tướng liên quân để có code tham dự và xem giấy khoe lon. Đặc biệt lần đầu nhận code sẽ có cơ hội nhận tới 100 Sting token. Link sự kiện các mọi người tham khảo tại sting.liênquân.gana.vn. Vừa qua một tình huống quét roi chính xác từ Poi. Và ngay lập tức là first thing kill, chính công đầu thuộc về cho Gray rất nhanh chóng, một pha kiến tạo làm bàn. Rất ăn tiền từ vị trí của đó là Proe. Ngày hôm qua thì ta cũng có những tình huống xử lý tốt với cô bài Wonderman. Với những cú quất roi thượng hạng của mình ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. G-Turtle đang bị bắt lại. Cú nhả ưng gào vòi rồng rất đau từ Phương Bách và nhanh chóng hạ gục thêm G-Turtle một lần nữa. Hai điểm hạ gục ở phút thi đấu thứ nhất. Họ đang pha người vượt thời gian và hướng tới con rơi thủ vệ này rất nhanh. Một lối đánh mà đang cho thấy sự chuyển dịch và thích nghi meta khá tốt. Đúng là Team Flash hiện tại đã hơi khó để có thể vùng lên được vị trí nhì bảng, nhưng những trận đấu như thế này hoàn toàn sẽ là cơ hội để Team Flash có thể tận dụng để thích nghi dần với meta hiện tại đang thay đổi để tiến tới playoff. Khoảng thời gian đầu game sẽ là khoảng thời gian mà đội tuyển Team Flash sẽ kiểm soát trận đấu này và cố gắng đánh áp lực nhất. Còn với Heavy thì vừa rồi họ muốn để cho Lách câu kéo và anh ta sẽ giúp cho Zito cướp con bùa xanh, nhưng ở đây thì Lách đã bị nằm xuống khi mà anh ta đã lên quá cao và bị dồn quá nhiều hữu ứng cũng như là lượng đam tới từ Team Flash. Rõ ràng là Team Flash trong khoảng thời gian đầu tiên này đã đánh rất chủ động hơn so với cả đội tuyển Heavy, và bây giờ họ sẽ có cho mình đó là con Seja nữa. Cây ấy định nhăm nhe cướp con Seja này, nhưng đó là điều không thể. First Seja Modern dành cho đội tuyển Team Flash, họ đang càng ngày càng có được những lợi thế trong ván thi đấu này. Giao thiên dựng nổ ra từ vị trí của đó Xuân Bách. Ngay lập tức một tình huống tấn công đến từ vị trí của Kenty. G-Turtle đã phải nằm xuống rồi, không làm gì được nhiều hơn cả, và Xuân Bách hạ gục được G-Turtle. Lần thứ hai mình ta nằm xuống trong ván thi đấu này với Amelie, một vị tướng có khả năng chống chịu và vô cùng cứng cáp, nhưng phải đối mặt với một chất tướng, một dàn tướng, một phong cách thi đấu áp lực cao như thế này thì rõ ràng Heavy cũng đang hơi ngợp trước cách đánh của bên phía Team Flash trong ván thi đấu này. Hiện tại thì hai người chơi có được cho mình KDA ấn tượng nhất đang là vị trí của Gray và Xuân Bách, với hai KDA là 202, chưa có ai phải nằm xuống cả trong lượt tấn công đầu tiên, và tất cả những lợi thế trên bản đồ đang nghiêng về cho nhà đương kim vô địch. Ở tuyến trên này vẫn là cú quất roi băng vào Proe để khiến cho chiếc cặp nhiều áp lực. Còn tuyến dưới này vẫn là Xuân Bách với những cú tiền dược của mình và siêu việt dành cho Xuân Bách rồi. Một cơn khát máu đến từ người trên đường giữa này sau khi tịt ngòi trong 3 trận đấu liên tiếp. Anh ta đang thực sự khát máu với con bài Zata kể từ ngày hôm qua đến giờ. Flash là đội tuyển hạ được nhiều Seja nhất sau vòng 11 với 59 con Seja. Và họ cũng đang là đội tuyển có được nhiều trung đấu nhất. Rõ ràng là những thông số ở vòng bảng lượt đi vẫn đang là những thông số quá áp đảo dành cho Team Flash trước khi thay đổi meta. Bây giờ tình huống băng vào từ bắp phi tiêu của Daim khiến cho Chiết nhanh chóng mất tốc biến để lui về. Nhưng ở phần còn lại, Chito vẫn chưa cuối lên muốn dí theo Daim. Daim hết ảnh biến rồi, anh ta còn có băng xương. Proe đang cố gắng cò quay cho Daim. Daim về được với ảnh biến được hồi. Chito bị kẹt lại, Proe vẫn còn có băng xương trên người của mình. Bật toàn đao cước để có thể hồi được máu đến từ vị trí của Chito, nhưng anh ta đã bị bay gửi xin dực của Xuân Bách và nằm xuống quá nhanh. Proe hạ gục được Chiết rồi, và qua đó thêm một lần nữa, lần thứ ba mà rùa nằm xuống trong ván thi đấu này và bá đạo thuộc về cho Xuân Bách. Hai quả cầu băng xương rất hay của Daim và Proe đã khiến cho Zitoto cũng như là Chiết rơi vào thế khó. Và khi mà Xuân Bách tới thì mọi vấn đề được giải quyết. Qua đó thì Team Flash bây giờ đã có tới 7 điểm hạ gục ở ngay phút thứ tư rồi. Một thế trận quá áp đảo và quá tối ưu dành cho đội tuyển Team Flash. 4 điểm hạ gục cùng với 2 điểm hỗ trợ dành cho Xuân Bách, anh ta đã đóng góp tới 90% tỷ lệ điểm tham gia hạ gục của đội tuyển Team Flash. Quá tuyệt vời, đó là người chơi đường giữa của đội tuyển Team Flash ở trong thời điểm hiện tại. Nhưng bây giờ thì anh ta đang bị dí bởi Zitoto và anh ta muốn quay trở lại để xả sát thương. Nhưng với sự trợ giúp của gấu thì Team Flash còn đánh hay không đây? Chúng ta đang được xem một tình huống replay, một tình huống mà đã có rất nhiều cầu băng xương được lấy đi. G-Turtle đã hoàn toàn bị counter bởi hai cú cầu băng xương từ bộ đôi đường dưới bên phía Team Flash. Không ai bên phía Team Flash phải nằm xuống cả, và người nằm xuống ngược trở lại chính là anh ta. Tiếp tục là một tình huống tương tự như vậy ở cánh trên này, nhưng lần này thì người đầu của G-Turtle lại là gấu. Gấu bị kẹt đầu bởi đó là Kenty, căng ngang vị trí Kenty rồi lấy đi mạng gấu rất nhanh. Và gấu nằm xuống rồi, sẽ có trụ cho Heavy ở tuyến trên này hay chăng đây? Còn đường dưới thì đang là băng và trụ hơi sâu đến từ vị trí của cả Daim và Proe nữa. Họ đang gây áp lực rất lớn lên cây, tiếp tục một quất roi thành công từ Proe nữa, nhưng chưa có sát thương. Và Richter một vị tướng có khả năng cứng cáp nên anh ta thể dễ dàng lui được về. Tuy nhiên turn lính đang tới gần và phút điều thứ 5 cũng đang tới gần. Nếu như turn này mà gây về để hồi máu một turn nữa thì nhiều khả năng họ sẽ có thể mất đi cái trụ. Nhưng quyết tâm đến từ bên phía Team Flash không phải là quá cao. Daim chủ động lui về và qua đó sẽ là con Seja thuộc về cho bên phía của Heavy. Gray đang có mặt, gấu cũng đã có mặt, rồi Xuân Bách có mặt ở đây để ba đánh ba tại đây. Giao tranh nổ ra,
người bị đẩy ra khỏi hạt sẽ ra đó là ba thành viên của Heavy mất đi cầu băng xương. Đến từ vị trí Kenty, Kenty bị hất tung lên bởi Gray và nằm xuống quá nhanh. Đây sẽ có sẽ ra thuộc về cho bên phía team Flash và siêu việt thuộc cho Gray rồi. Chitato muốn băng vào cũng là hơi khó, anh ta chỉ dám ném một vài cái đao ra để hồi máu. Và lại là lui về, tiếp tục là một lợi thế nữa từ bên phía của Flash. Team Flash đang cố gắng để kiểm soát toàn bộ bản đồ khi mọi di chuyển đội hình linh hoạt để cho Flash, Gấu cũng như là Gray kiểm soát được khu vực đường trên. Còn Daim với cả Rui từ đường trên thì họ di chuyển xuống đường dưới và ép thẳng vào vị trí của Richter trong tay của KA, thành ra là họ có được lợi thế ở cả hai đường. Và vừa rồi thì Heavy định khởi động cho mình đó là con Seja, tuy nhiên là team Flash cũng đã dồn người lên rất nhanh để khiến cho Heavy không thể hiện được quá nhiều và họ không thể nào mà áp đảo ở trong Na Seja ra đó. Tiếp tục là một con rơi nữa dành cho team Flash và họ đang đánh vào người của Zitoto. Zitoto chưa bị Gấu đẩy về, KA đã tới để hỗ trợ đồng đội của anh đang cực kỳ khỏe. Zitoto thấp máu quá, cấm trụ tới từ vị trí của Zitoto và qua đó thì team Flash sẽ dừng lại ở đây. Đúng rồi, trong khi đó ở tuyến dưới này thì có vẻ như bên phía của đội tuyển team Flash đang muốn ép vào cái trụ của Chiết, nhưng Lách đã tới. Lách dùng cho mình lôi điểu, anh ta bị counter bởi giáp tay cực kỳ đến từ Proe. Proe đang muốn xính theo Lách nhưng không được nữa, có bom cười đến từ Chiết để có thể ngăn cản Proe tiếp cận vào đội của anh ta. Vẫn là phòng thủ trụ tương đối dẻo nhưng Chiết bây giờ hết hơi rồi, anh ta sẽ không thể phòng ngự được cái trụ ở đường dưới này. Có lẽ sẽ chấp nhận đổi trụ, sẽ phải mất đi cái trụ này, chính xác hơn là như vậy, đến từ bên phía của Heavy khi mà họ đã dồn tất cả những gì họ có thể để phòng ngự rồi. Chiết đã hết sạch chiêu, yếu, máu đã yếu, lách xuống, không thể phòng ngự được hết, được thêm. Và cái giá phải trả là mất thêm cái trụ của đường dưới này, sẽ là cái trụ đầu tiên bị lấy đi từ bên phía Heavy. Bên phía ở team Flash vẫn đang có một thế kiểm soát là tương đối tốt, thế trận vẫn đang khá cân bằng ở thời điểm này, nhưng lượng tiền đã bị giãn cách lên quá xa. Đó là 4.000 tiền chênh lệch ở thời điểm này đến từ team Flash. Bẵng đi một cái thì khả năng kiểm soát đến team Flash thực sự là khó chịu. Họ là ngày một giãn cách với việc có được cho mình thêm nhiều điểm hạ gục nữa, thêm nhiều rơi thủ vệ cũng như là những con Seja được lấy đi liên tiếp. Tuy nhiên thì Heavy cũng đang giữ thế trận này bằng việc có cho mình hai con dầu ánh sáng trong ván thi đấu này để gỡ gạc được, và họ cũng chỉ mới mất đi một trụ mà thôi, chưa mất đi quá nhiều lợi thế. Trong khi đó ở tuyến dưới này thì vẫn là một góc di chuyển quen thuộc, vẫn là hở sườn và dành cơ hội cho Proe và Daim lấy được cái trụ này. Mình Chiết là hơi khó, tốc biến nhất là cũng rất là kỳ, quất roi được cả Chiết nữa rồi. Chiết bị dí theo bởi khiên kiếm linh kích và sẽ có được cái trụ thứ hai đứng dưới cho bên phía của đội tuyển team Flash. Chiết khó thở quá, rõ ràng là đội tuyển Heavy chi tích cho mình bị tuyến Joker này thì họ còn đánh mạnh đầu game, nhưng những gì họ làm được là chưa thể. Ở đây Gấu một nhịp đẩy rất đẹp vào vị trí của KAK đã phải nằm xuống rồi, và hai thành viên của team Flash có được cái mạng của người chơi đường trên bên phía đội tuyển Heavy. Đường dưới thì vẫn là những cái áp lực của Daim cũng như là Bowie, khi mà Daim đang rất xanh ở thời điểm hiện tại thì anh ta có thể di chuyển rộng, và với sự bảo kê của Bowie nữa thì cánh dưới của team Flash đang là một cánh hoàn toàn thắng. Và ở đây Chiết bị dính một cú bão vi tiêu của Daim và bị kéo về bởi Bowie, và thêm một điểm cùng nữa dành cho đội tuyển team Flash, tiếp tục có giao tranh nổ ra. Tình huống với quá tốt Chiết nhưng đây bị bánh nghi kẹp thịt rồi, với lên bản điểm số 1 đổi 1, cả hai sở thủ đều nằm xuống. Một tình huống hơi với từ vị trí của Chiết, anh ta đã rất cố gắng trong cuộc là phải lấy thân mình phòng ngự được hết tất cả tên lính ở đường dưới để không mất đi cái trụ siêu cấp nào, anh ta làm được điều đó. Và ít nhất có một tín hiệu lạc quan với Heavy khi mà Daim đã phải nằm xuống rồi. Đã có quá nhiều khoảng trống cho cặp đôi Bri và Daim được thể hiện. Chiến thuật 3-2 đang là quá hiệu quả với team Flash khi mà đây là một lối đánh quá quen thuộc, một lối di chuyển cũng quá quen thuộc ở giữa trận đấu đến team Flash rồi, khi mà Daim và Bri luôn luôn có khoảng trống để được đẩy ở đường còn lại. Đang là giao tranh nổ ra tại đây, Kenty mất đi quá nhiều máu với cô bài Kira tưởng chừng sẽ có lợi thế ở đoạn đầu và giữa trận đấu như thế này. Nhưng rõ ràng bên phía của tuyển team Flash đang rất cứng cáp, với việc có cho mình những nguồn sát thương chủ lực là sát thương thuận đầu trận đấu và cuối game thì lại không quá lết đến từ Joker. Thì nếu như ở trong khoảng thời điểm này Kira cho tay của Kenty không làm được quá nhiều điều thì khi mà đối phương lên những món trang bị kháng phép thì rất khó đánh đối với cả bên phía của đội tuyển Heavy. Chưa kể rằng bên phía team Flash có một lineup có rất nhiều vị tướng đấu sĩ và điều đó cho phép họ lên những món đồ kháng phép khiến cho Kira bị suy giảm rất nhiều và sức mạnh. Đây sẽ có dòng ánh sáng thứ 3 dành cho Heavy cho ván thi đấu này, hay chăng đây câu trả lời là chưa, khi mà Proe kịp thời tới và đẩy lui Heavy ra khỏi hàng rồng này, họ chấp nhận bỏ. Đây sẽ con dòng ánh sáng đầu tiên dành cho Flash trong ván thi đấu này. Không thể tiếp cận thành con dòng ánh sáng đó là bên phía đội tuyển Heavy. Rõ ràng là bên phía đội tuyển Team Flash đã có một chiến thuật cực kỳ hợp lý khi mà họ đánh nhanh và đánh mạnh ở đầu game. Và bây giờ khi mà lợi thế đang hơn rất nhiều, đó là 4.000 tiền, thì những gì Team Flash làm là kiểm soát toàn bộ mục tiêu ở trên bản đồ. Và đội tuyển Heavy chỉ gỡ được hai con dầu ánh sáng cấp độ 1 mà thôi. Heavy đang có những bước di chuyển để nhằm gỡ được thế trận bằng cách là để 4 người của họ lên khu vực đường tạo thần Seja và lấy cho mình những cái trụ. Nhưng team Flash thì lại có cái bước di chuyển hay hơn, khi mà họ thả con Seja ở đây họ sẽ có được trụ đầu tiên ở khu vực giữa, một cái trụ rất quan trọng. Wade đang băng vào rồi, Kenty sẽ phải nằm xuống. Một tình huống mà Kenty đã quá chủ quan và bây giờ mất người thì gần team Flash sẽ có nhiều hơn thế. Kenty thực sự yếu nếu như đứng so sánh cùng với Gray.
Và đúng là như vậy, anh ta lên bảng điểm số ngay khi Gray kích hoạt được chiến thần. Đúng là có những sự chủ quan thực sự từ vị trí của Kenty. Bay lên từ phiên rừng có cấm trùng từ bên phía Heavy, Gray kẹp và hơi sâu. Smash nằm xuống quá nhanh, Black phản công rồi, Gray đang ngang tại đây. Không còn người trên đường giữa nữa, chấm dứt thành công và sát thân cuối cùng thuộc về cho Chiết. Một pha phòng ngự là cần thiết với cả bên phía team Heavy ở thời điểm này, khi mà đối phương đang bay một cách tương đối là áp lực ngay ở trong những phút thi đấu đầu tiên. Smash có một cú bay với thiên rừng của mình, đối phương có cấm trụ và nhanh chóng là khai thác được sơ hở của team Flash khi mà Smash hạ cánh với thiên rừng. Và ngay lập tức khi Smash nằm xuống thì team Flash không còn thế để ép được sự cấp nữa. Heavy rất cần những điểm hạ gục như thế để có thể khiến cho trận đấu bị đóng băng thế trận, và nó giúp cho bên phía của Heavy tranh thủ thời điểm này có thể đẩy lính cao trở lại và hướng tới mục tiêu lớn, có thể cố gắng làm kinh tế. Họ vẫn đang thua 4.000 tiền với đối phương kể từ thi đấu thứ 8 đến tận thời điểm này, nghĩa là đã 3 phút thi đấu trôi qua rồi và họ vẫn đang thua tiền, một lượng tiền là bền vững cách biệt đến từ team Flash. Luôn luôn là 4.000 tiền dành cho bên phía team Flash với việc có tất cả những dàn trụ ngoài, gần như là có tất cả dàn trụ ngoài. Heavy muốn đánh nhau tại đây, tập trung cả 5 người ở khu vực bùa đỏ của họ, còn ở tuyến dưới vẫn đang hở sườn để cho Daim và Bri dễ dàng có được chủ. Việc cứ cử mãi mà mình chết xuống phòng ngự, đồng ý là Joker vị tướng có khả năng tự phòng ngự rất tốt, nhưng đối phương có cả Proe nữa, áp lực là rất lớn và họ buộc phải cử thêm người về mà thôi. Chito đang đi hơi xa và để cho mình chết quá đơn độc trong nhập phòng ngự cái trụ sơ cấp này. Tiếp tục bay lên với tiền dực của Smash, đối phương còn cấm trụ, Proe kẹt và hơi sâu. Smash không còn quá nhiều sát thương, bị dí theo bởi đó là Chito. Anh ta bật cú bằng cước lên rồi, anh ta đã bị dí theo bởi Daim, anh ta đá được Smash, Smash nằm xuống rồi. Nhưng Chito liệu còn chiêu hay không đây, Daim bắn rất đau với con bài 2 nhân tê của mình, nhưng anh ta vẫn có thể chống chịu được thành công và Smash một lần nữa nằm xuống. Tình huống thứ hai mà bên phía team Flash muốn ép vào cái trụ sơ cấp này, nhưng đối phương còn cấm trụ và cũng là lần thứ hai mà anh ta bay lên với tiền dực của mình và nằm xuống. Tiếp tục một pha phòng ngự thành công đến từ Heavy. Lại là một lần nữa Jitoto sử dụng thành công cái cấm trụ để khiến cho Sunback phải nằm xuống, cũng như là Pui ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và rõ ràng Heavy đang có những cái bài để có thể phòng ngự được trước sức tấn công của team Flash. Đường trên đây là một tình huống 2 đánh 2, Kenty, KA, Gấu, Gray. Tuy nhiên là hai thành viên của Heavy có khả năng lùi về khá là nhanh, và bây giờ họ có thể quay trở lại khi mà Chiết cũng như là Lách đã có mặt rồi. Nhưng có vẻ như là Flash biết và họ không muốn đánh ở đây, Gray bị hất tung bởi đó là KA. Nhưng có vẻ như là đội tuyển Heavy chưa thể nào mà dồn lên quá nhanh được. Chính vậy là team Flash đã có thể được lùi về được thành công. Nhưng phải nói rằng là trong khoảng thời gian vừa qua thì Heavy đã phòng ngự một cách kiên cường ở khu vực đường dưới, và team Flash trong khoảng thời gian này khi mà những mục tiêu lớn chưa ra thì họ lại quá là vội vàng trong việc là ép trụ. Bây giờ thì là thời điểm để cho con rồng ánh sáng cũng như là con sen da xuyên trở lại rồi, và team Flash lập tức khởi động cho mình đó là con rồng ánh sáng. Một phong cách đánh rất nhanh và rất pressing tới từ team Flash, tuy nhiên là đang dần dần bị có một chút nhược điểm tới từ đội tuyển này. Kenty lại bị solo kill bởi Daim. Đây là tình huống xương sống cho bên phía Flash trong bàn thi đấu này, có thể sẽ là dấu ánh sáng hay thậm chí là cả mục tiêu lớn trong tương lai nữa, với việc Kenty thất bại ở việc ám sát được Daim. Daim là người đã counter thành công được người trên đi rừng bên phía đối phương, và cái giá phải trả sẽ là hơi đắt. Heavy sẽ thiếu đi một người, mất đi dấu ánh sáng và mất đi cả thế chủ động này. Ở tuyến trên vẫn là đẩy lính từ vị trí của Gấu, đang là những bắn rất đau từ Daim. Chitato sẽ không thể chống cự được những tình huống truy phi tiêu có kèm theo sát thương chuẩn đến từ người chơi này. Team Flash tiếp tục tràn vào khu vực đường giữa này, sức sát thương đến là 5 người, đối phương vẫn còn cấm trụ. Heavy đang tiến lên tại đây, bật chiến thần từ vị trí Gray. KA đang đơn độc quá, anh ta quá yếu ớt. Dù cho cả có cả công thủ toàn diện rồi, Smash bay lên thiên rừng của mình để có thể làm đường giúp Team Flash có được đường xuất cấp đầu tiên. Anh ta bị dí theo bởi lôi điểu nhưng đối phương đứng che rồi, Proe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để che đạn cho Smash, và Heavy đã mất đi đường xuất cấp đầu tiên. Cái giá phải trả mất thêm mạng của KA nữa, lúc nào cũng cho trạng thái thiếu người. Cũng chỉ là 4 người mà thôi, trước đó là Kenty nằm xuống, lần này là Kay nằm xuống cho một pha phòng ngự không thành công tại tuyến giữa nữa. Lính tạm thời được giải tỏa. Và khoảng thời điểm này là khoảng thời điểm chín muồi để team Flash có thể trở về nhà hồi phục. Khi mà phút thi đấu thứ 15 đang tới, trời sẽ tối dần. Và với việc có cho mình tất cả những dàn trụ ngoài bên phía đối phương, thì tầm nhìn và tầm kiểm soát ngang sâm từ team Flash sẽ là lợi thế rất nhiều so Heavy. Họ hoàn toàn có thể có được cho mình con Caesar bạo chúa, nếu như giao tranh tốt hay thậm chí kết thúc luôn đối phương ở tình huống giao tranh ở hang Caesar bạo chúa. Heavy điều đầu hiểu điều đó. Họ cũng nhanh chóng di chuyển lên đây để có thể ngăn cản đối phương hướng tới con Caesar bạo chúa. Áp lực của team Flash là rất nhiều, chỉ từ một tình huống solo kill thành công của đây mà khu vực đường dưới thôi thì liên tục là những áp lực để lấy được toàn bộ những dàn trụ ngoài dành cho team Flash. Và bây giờ khi mà con Caesar chuẩn bị ra rồi thì đội tuyển team Flash có thể áp lực ở khu vực này, nhưng mà Heavy đang chọn cho mình đó là một cái bước di chuyển là kiểm soát. Bởi Zitoto anh ta đang đứng trong cái bụi và Gray bị phát hiện rồi. Gray có thể sẽ là mục tiêu của các thành viên bên phía đội tuyển Heavy, và giao tranh có thể nổ ra ở đây. Giao tranh đã nổ ra rồi, Smash còn ít máu quá, anh ta bay lên tiếp sức anh ta bị dí theo bởi Zitoto rồi. Smash lên
với cả cú thiên sực của mình, nhưng khi anh ta lên thì lượng máu không còn là quá nhiều nữa và Sunbeck bị khai thác thành công. Kenty đang tới ở tuyến sau, mất đi Sunbeck chưa chắc con sẽ ra lại thuộc về cho bên phía của đội tuyển Team Flash. Nhưng Team Flash cũng rất nhanh chóng và cơ hội họ có Superman. Họ sẽ dùng gấu với áp lực cao của bài Superman để tiếp tục đẩy lính và làm vệ tinh. Qua đó thì đó sẽ là tình huống tấn công 3-3 tại đây. Gray giữ chặt một người rồi bắn phi tiêu băng vào, từ đó Daim hạ cũng có thành công chín tơ tổ. Điểm vào vòng thứ 5 liên tiếp dành cho đội 4, chiến bị kẹt lại tuyến sau. Gấu đã tới căng ngang rồi double kill thuộc về cho Gray. Superman nằm xuống không phải vấn đề quá quan trọng bởi Heavy đã nhanh chóng thua pha giao tranh sau đó. Bắn phi tiêu từ Daim ở thời điểm này đang là một bài toán quá khó giải. Và khi đối phương đã có những cái đùi gà, chính xác hơn đây là có cho mình một cái giáp Gaia trên người của Superman và hai cái huân chương choi trên người của Lữ Bố và Wonder Woman. Mọi thứ đang là quá nan giải, thậm chí Daim cũng có huân chương choi luôn. Giao tranh đang nổ ra tại đây, Daim không còn nhiều máu nữa, Daim bị hạ gục rồi. Lạnh hạ gục thì Daim con sinh ra này không thuộc về cho bên phía Team Flash. Gray còn ít máu, Gray hạ gục được Kenty được không? Câu trả lời là không. Gray vẫn đi sau một mình Kenty, lách qua được anh ta còn ít máu quá. Proly dí ba gục thì Kenty rồi, Gray vẫn còn sống. Anh ta quay trở lại đáp trả. Gấu đang quá khỏe và thần thánh cho Gray. Anh ta chỉ mất đi cho mình đó là cái giáp hộ mệnh mà thôi. Quét sạch cho bên phía Team Flash, họ đang tràn vào. Bên phía Heavy mất đi 4 người rồi, chiết đang ra. Và bây giờ thì Heavy chỉ còn 2 người. Đó là bộ đôi xạ thủ và đứng dưới bên phía đội tuyển này. Chitato và chiết mà thôi. Team Flash đang có đủ cả 4 thành viên, không có Daim vẫn có thể kết thúc ván thi đấu này. Với việc họ có cho mình thành viên thứ 6, đó là con sẽ ra bạo chúa này. Gấu đẩy Chitato ra khỏi nhà chính bên phía đối phương. Vẫn còn cấm trụ từ Chitato. Nhưng lính đã hết rồi. Đang là những nỗ lực tương đối mong manh từ Chitato với khả năng miễn cưỡng của quân bài Amelie. Nhưng anh ta chỉ có một mình mà thôi, và anh ta lên bàn đánh số rồi. Điểm cũng siêu việt thuộc về cho gấu. Chiết đang đơn độc quá, đang là cú bay lên từ vị trí số bách 200 đây. Bỏ người đánh nhà, vẫn còn xe lính này. Và 1-0 dành cho Team Flash. Một trận đấu quá áp đảo của Team Flash trước Heavy. Khi ngay từ những giây phút đầu tiên của ván thi đấu này thôi thì Team Flash đã thể hiện mình một cái lối đánh rất hổ báo và áp lực. Liên tục là những tình huống cướp rừng cũng như là những tình huống áp lực vào từng khu vực đường của đội tuyển Team Flash đã giúp cho đội tuyển này có được rất nhiều những cái lợi thế trong đoạn đầu game. Và đội mặc dù là bên phía đội tuyển Heavy cũng có được cho mình đó là hai con rồng ánh sáng ở trong giai đoạn đầu, và cùng với đó là những cái điểm hạ gục gỡ gạc sau những cái tình huống băng trụ của Team Flash thất bại ở khu vực đường dưới. Tuy nhiên chừng đó là không đủ khi mà Daim là quá khỏe với bão phi tiêu của mình, và trong những cái pha giao tranh cuối cùng mặc dù là Daim đã phải nằm xuống, tuy nhiên là sức mạnh của những Gray, những Superman là quá khỏe. Chính vì vậy là đội tuyển Team Flash đã giành được chiến thắng trong ván đầu mà không phải bỏ ra quá nhiều công sức. Và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn về những vấn đề trong ván đấu vừa rồi, chúng ta sẽ tới và bình luận cùng với MC Minh Thảo. Như vậy là 1-0 dành cho Team Flash trước Heavy rồi. Mặc dù là Heavy họ đã có những pha phòng ngự thành công để có thể kéo dài trận đấu này, nhưng đó là không đủ. Và tôi thắc mắc muốn xem lại cái pha giao tranh cuối cùng ở hang tà thần Seja. Khi đó thì rõ ràng là Heavy họ tràn vào và đã lấy được mạng của một vài thành viên bên phía của Team Flash, nhưng mà tại sao họ lại cuối cùng họ lại thua, và cái quyết định này có đúng hay không theo bình luận viên Hip Hopper? Đơn giản là bên phía của đội tuyển Team Flash quá khỏe ở thời điểm đó, họ chỉ có thể lấy được cái mạng của Daim mà thôi, và tất cả những chiêu cuối mà họ sử dụng lên người của Gray cũng chỉ có thể lấy đi cái giáp hộ mệnh của Gray mà thôi. Khả năng hồi chiêu với chiến thần của Gray là rất nhanh, anh ta nhanh chóng sống lại với giáp hộ mệnh của mình và càn quét đối phương. Gấu cũng đã có khả năng cứng cáp rất là tốt rồi. Ở trong tình huống giao tranh đó thì dù Daim phải nằm xuống nhưng Gray vẫn đóng vai trò chủ lực và sát thương. Và khi mà Kenty hạ gục thành công Daim thì anh ta cũng còn ít máu quá, anh ta bị hạ gục bởi Proly ngay sau đó, dẫn tới việc bên phía Heavy cũng không có mấy sát thương để hạ gục được Gray nữa. Và Gray cũng là người có lẽ là nổi bật nhất bên phía Team Flash trong ván thi đấu này, bên cạnh những cái tên là Sunbeck ở đoạn đầu trận đấu hay Daim ở đoạn giữa trận đấu. Chúng ta cùng nhau nhìn thấy thông số của ván thi đấu này, cả ba nòng cốt về sát thương là Sunbeck, Daim và Gray đều có những con số sát thương rất cao, đều là trên 70.000 sát thương. Và điều đó cho thấy rằng trong ván thi đấu này Team Flash tuy là có một chút những sự cồng kềnh ở những pha ép trụ khi mà Sunbeck nằm xuống hơi nhiều. Đối phương đã phòng ngự được thành công hai tên cấm trụ liên tiếp và đã có những vấn đề khi mà bên Team Flash đã hơi chủ quan, dẫn tới việc họ bị bắt lẻ ở hang Seja bạo chúa, và chúng ta nhìn thấy ở trong tình huống highlight trước đó. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng là Flash vẫn tỉnh táo để có thể đủ bản lĩnh và kết thúc trận đấu này. Còn với phía Heavy thì ngày hôm nay một ngày thi đấu mà ngay trong ván đấu đầu tiên thì cặp đôi Kenty và He và Chieto đang không có một màn thể hiện tốt. Chieto anh ta tập trung vào khả năng tấn công quá nhiều với quân bài Amelie và anh ta bỏ quên mất chiết. Chiết luôn luôn phải phòng ngự một mình ở tuyến dưới trước áp lực rất lớn được tạo ra từ Fury và Daim, và đôi khi chỉ có mình chiết được người được cử về mà thôi. Một xạ thủ quá mong manh để phòng ngự. Cái thứ hai nữa là Kenty đang thực sự thi đấu không quá nổi bật với quân bài Kira trong ván thi đấu này, khi mà vị tướng này khỏe ở đầu đến giữa trận đấu nhưng anh ta lại không làm được gì ở thời điểm mà anh ta khỏe. Và ván thi đấu này một ván thi đấu mà Team Flash đã thành công với những vị tướng đấu sĩ có khả năng hồi phục tốt, điển hình như là Gray của bài Lữ Bố.
Chính xác là như vậy. Nếu đặt lên bàn cân kèm đối đầu giữa hai người đi rừng thì so với việc Kenty không thể hiện được điều gì quá nhiều trong trận thi đấu này thì Gray là MVP bên phía của Team Flash với con bài lữ bố của mình rất đáng gờm. Điểm MVP là 15.8, KDA là 7.08 và tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 75%. Nếu Xuân Bách phải bỏ lại khá nhiều mạng của mình ở phía cuối trận đấu thì Gray xuyên suốt cả hơn 12 phút vừa qua anh không phải nằm lại bất cứ một mạng hạ gục nào cả. Bình luận viên Hồng Quân, anh đánh giá như thế nào về lữ bố trong tay của Gray trong ván thi đấu vừa rồi? Với lữ bố một vị tướng đấu sĩ mà lại không phải nằm xuống bất cứ một lần nào, chứng tỏ rằng là Gray đã giữ mạng rất tốt, cùng với việc là anh ta đã có một cái áp lực đủ mạnh, anh ta đã có đủ đồ để có thể chơi với cả các thành viên của bên phía đội tuyển Heavy. Và tôi nhớ không nhầm thì tới phút thứ 7 thì Gray đã có cho mình đó là một cái huân chương choi rồi. Và khi có được những cái món trang bị kháng phép như vậy thì rõ ràng là Gray có một cái sức mạnh vượt trội, một khả năng chống chịu tốt. Và tới những cái pha giao tranh cuối cùng, mặc dù là có những cái áp lực tới từ Heavy, nhưng những gì mà Heavy có thể làm được với Gray cũng chỉ là lấy được một cái quả cầu băng xương của Gray mà thôi, cũng như là một cái giáp hộ mệnh nữa. Rõ ràng là Gray đã thể hiện rất tốt trong ván thi đấu này, tương tự như những gì mà Gray đã làm ở trong trận đấu với cả đội tuyển Cyprus Esports trước đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến ván thi đấu thứ 2 để xem là lần này thì sự phối hợp giữa Zitoto và Kenty và Chiết có thể phát huy được tác dụng hay không để họ có thể cân bằng lại tỷ số là 1-1 cho Heavy trước cả đối đầu với Team Flash hay không. Và với sự lựa chọn bên phía đội xanh, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến phần thể hiện của hai đội tuyển này ở ván thi đấu thứ 2. Xin mời hai bình luận viên. Sting, phiên bản thế hại liên quân mobile. Idol nào? Bằng idol gắn tím Sting với vị dầu ngon sảng khoái, cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Nam Sting gắn tím đỉnh. Ace Cook. Một khi đã đam mê, thể hiện ngày mới đã. Lẩu Thái tôm đây. Vàng danh lừng lẫy. Nào, sẵn sàng chưa? Modern ngày mới đã. Yeah. When my love takes me home. My life, my color. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tới về ván đấu thứ hai của đội Heavy trong khuôn khổ lượt về của đấu trường danh vọng. Và trong ván đấu đầu tiên thì chiến thắng dành cho Team Flash với một thế trận cực kỳ áp đảo. Với đầu tàu là Gray, anh ta liên tục kiểm soát những mục tiêu lớn dành cho Team Flash và giúp cho đội tuyển này có được quá nhiều lợi thế trước Heavy. Mặc dù là Heavy cũng đã có được một vài tình huống phòng ngự cái trụ ở khu đường dưới tốt, tuy nhiên chừng đó là không đủ. Và cuối cùng thì Team Flash kết thúc bằng một pha giao tranh ở khu vực đường Tà Thần Seja. Tới với cả ván đấu thứ hai này, Heavy sẽ trở bên phía đội xanh, một bên mà Heavy có thể đưa ra được những cái bài đánh nhất định của họ. Và rõ ràng ở trong meta hiện tại thì bên xanh sẽ là một bên có một chút lợi thế hơn trong việc là đưa ra một bài đánh để có thể là áp đảo đối phương của mình. Và lực cấm đầu tiên, Heavy sẽ cấm đi những con bài ở đường tàu thần xe ra trong tay của gấu. Vị tướng đầu tiên đó là con bài Florentino, con bài đang rất áp lực của khu vực đường tàu thần xe ra và hiếm có một kèo nào có thể đối đầu một cách trực diện với cả vị tướng này. Còn với Team Black cũng tương tự là con bài Superman mà gấu đã chơi rất hay ở trong ván thi đấu vừa rồi. Với Heavy liên tiếp là những con bài đấu sĩ được cấm đi tới từ cả hai bên, Omen và Tachi sẽ là hai vị tướng ở khu vực đường hỗ trợ bị cấm đi tới từ Heavy và Team Flash. Wow, vậy là chúng ta đã nhìn thấy sự xuất hiện của con bài Aya rồi. Nếu như tính thêm lần này nữa thì sẽ là lần thứ 3 mà Aya xuất hiện, một lần chiến thắng trong tay của Cyprus Esports và một lần thua. Đó là một ván thi đấu cũng tương đối ẩu đến từ đội tuyển, nếu như tôi nhớ không nhầm là Fast Esports. Và ngay lập tức là bên phía của Heavy cũng đang có được cho mình quân bài Aya rồi. Nhìn chung thì Aya là một sự lựa chọn rất nguy hiểm ở vị trí đường giữa. Anh ta kết hợp cùng những vị tướng đấu sĩ tấn công thực sự nguy hiểm, như là Amelie, như là Veres, hay những vị trí tanker như Tara và Arthur đều khá hiệu quả. Đây là một trong số những vị tướng cộng sinh hot nhất ở thời điểm hiện tại. Và vị tướng này đã bị cấm đi quá nhiều và chỉ có 3 lần xuất hiện duy nhất kể từ khi vị tướng này được thi đấu tại đấu truyền vọng từ ngày 13 tháng 10 mà thôi. Kế đến thì Frantino là sự lựa chọn đến từ phía Heavy bị cấm đi. Frantino đang là vị tướng đầu tiên cán mốc 100 lực cấm tại giải đấu năm nay. Rõ ràng là sự nguy hiểm của vị tướng này vẫn là rất đáng kể, dù vị tướng này đã bị đụng chạm vào sờ gáy, chỉnh sửa sức mạnh qua quá nhiều phiên bản rồi, nhưng đây vẫn là vị tướng phải nói là quá khó chịu ở vị trí đường tà thần Seja. Bên phía Team Flash đang hướng tới cho mình đó là Van Hen.
một sự lựa chọn không còn quá phổ biến tại đấu trường danh vọng gần đây nữa. Nhưng nếu các bạn khán giả có theo dõi những trận đấu playoff của giải đấu GCS mùa hè 2021 thì đây là một sự lựa chọn mà mẹ team hay sử dụng cho những kèo đấu bo bẩn, và 022 đã đem nó quay trở lại trong một vài những bàn thi đấu trở lại đây. Họ sẽ hướng tới một thế trận đánh áp lực cao ở ngay trong những phút đầu tiên với quân bài Van Hen. Van Hen là một trong số những vị tướng có khả năng khắc chế rất là hiệu quả với những vị tướng kiểu dạng như Arthur. Đây là một Arthur kết hợp cùng với Aya nữa, mọi thứ rất khó nói, thậm chí là cả quân bài Natalia nữa. Natalia thì chưa có một lời lý giải nào hợp lý, nhưng đây cũng là một trong số vị tướng có khả năng dồn đam, có lẽ là mạnh bậc nhất ở những cấp độ đầu tiên trước cấp độ 4 rồi. Nhưng để cho Sobek đem vào chơi, để cho ông Bạch chơi trong một trận đấu chuyên nghiệp như thế này, tôi nghĩ rằng là cũng khá bất ngờ đến từ bên phía của Team Flash. Đúng là khá bất ngờ. Nhưng mà với bài Aya và Arthur này thì hoàn toàn có những cái cách khắc chế bằng việc là chọn những vị tướng khả năng dồn đam thẳng vào mục tiêu của Arthur. Và khi mà Arthur nằm xuống thì Aya cũng sẽ không thể làm được một cái gì nữa cả. Và rõ ràng là Team Flash đang có những cái tính toán của mình ở trong ván thi đấu này khi mà pick cho mình cả Natalia cũng như là vị tướng Vanen, hai vị tướng rất ít được sử dụng ở trong những giải đấu chuyên nghiệp ở trên thế giới. Và tới với cả phây cấm thứ hai thì Heavy họ cấm cho mình đó là vị tướng Greg, một con bài mà Zitato anh ta chơi rất tủ. Cũng khá là khó hiểu khi mà Pri không hẳn là một vị tướng không hẳn là một người chơi rất thích chơi vị tướng Greg này. Nhưng quyết định của đội tuyển Heavy vẫn là cấm đi con bài Greg. Còn với Team Flash thì sao? Họ cấm đi hai vị tướng xạ thủ có khả năng đè đường và áp lực lớn vào con bài Van Hen, đó là Elsu và Violet, những lượt cấm rất hợp lý của đội tuyển Team Flash. Và liệu Heavy sẽ cấm đi con bài gì cuối cùng để hoàn thành cho mình đó là phây cấm chọn này? Heavy có thể cấm đi một con bài hỗ trợ nữa của Bowie, nhưng quyết định của họ sẽ là cấm đi vị tướng VOS ở khu vực đi rừng trong tay của Gray. Khá bất ngờ. Tôi đang thực sự cảm thấy phấn khích với sự lựa chọn của cô bài Natalia bên phía của đội tuyển Flash. Sunback thực sự khá là ngẫu hứng cho ván thi đấu này. Biết đâu là một bài đánh để phần nào đó giảm tải được sự khó chịu đến từ Aya thì sao? Khi mà Aya đang làm vị tướng mà các đội tuyển vẫn đang chưa tìm ra được cách để hóa giải vào sự khó chịu của vị tướng này, dẫn tới việc vị tướng này bị cấm không chỉ tại đấu chơi vọng nhiều và tại GCS và APL Thái Lan thì giải đấu thì vị tướng này bị cấm với tần suất rất cao. Và có lẽ là Team Flash cũng cần phải có những sự nghiên cứu, và với một đội tuyển như Heavy thì Team Flash có thể tự tin tìm những bài đánh để khắc chế phần nào vị tướng Aya. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu với hai quân bài đánh khỏe đầu trận đấu rất mạnh như thế này, có khả năng dồn thẳng đam vào Arthur là Van Hen và Natalia, thì liệu Team Flash có thể cản được một cặp combo cực kỳ khó chịu, khả năng cản quét hay không. Sáng nay tôi cũng có một trận đấu với cả anh Quân. Trận đấu đấy anh Quân cũng chơi quân bài Arthur phun sát thương kết hợp cùng với Aya, trận đấu TNK anh ta bất tử luôn, có điểm hạ gục thần thánh với hơn 12 điểm hạ gục. Rõ ràng là con số rất ấn tượng với cái sự hiệu quả của vị tướng Aya này khi kết hợp cùng những vị tướng hồi phục hay những vị tướng có khả năng càn quét trong giao tranh như là vị tướng Arthur. Bên phía của đội tuyển Team Flash đang hướng tới sự lựa chọn thứ tư sẽ là một khả năng teleport bất ngờ đến Team Flash để có thể có lợi thế hơn người trong những pha ép trụ với quân bài Roe dành cho Proe, một đội hình mà bên phía Team Flash vẫn đang chưa hở ra vị trí đi rừng của mình, và những sự lựa chọn mà họ lựa chọn đều không phải những sự lựa chọn tối ưu hay ở tier 1 trong ván thi đấu này cả. Họ đang rất mạo hiểm và họ cũng đang rất thoải mái trong việc thử nghiệm những chiến thuật để có thể khắc chế vào những vị tướng nằm trong meta của bên phía đối phương. Mặc dù họ đang dẫn trước đối phương tỷ số 1-0, và nếu như họ có chiến thắng 2-0 trong ván thi đấu này thì Team Flash sẽ lợi tướng rất nhiều trong ván thi đấu thứ ba, và họ hoàn toàn có thể tạo ra những cách để khắc chế vị tướng Aya bên phía đối phương. Có vẻ như là Team Flash đã có cái sự chuẩn bị để đối đầu với cả bài Aya với Arthur rồi, khi mà Team Flash đem vào rất nhiều con bài dị như là Natalia, Van Hen và cả Rui nữa. Bởi vì là Rui thường xuyên là được kết hợp cả Elandor và một số vị tướng khác thôi, chứ để Rui kết hợp với một cái đội hình như thế này thì rõ ràng là không có cái sự tối ưu và cái sự liên kết quá là chặt chẽ. Nhưng bây giờ với Elandor thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều dành cho Gray ở khu vực đi rừng. Elandor và Rui kết hợp cùng với cả ba con bài có khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu khá tốt, thì đây có thể sẽ là một cái miếng đánh để đội tuyển Team Flash khắc chế đi cặp đôi Aya cũng như là Arthur của đội tuyển Heavy. Nhưng ở khu vực đi rừng của đội tuyển Heavy thì bây giờ cũng đang khá là khó đoán khi mà Lữ Bố cũng như là Aeron đều có thể đi rừng được. Vị tướng ở khu vực đường giữa có lẽ sẽ là Aya, và để cho Arthur đi hỗ trợ và lên cho mình đó là một món trang bị theo thiên hướng, đó là giải khống chế. Như vậy thì sẽ tối ưu khả năng lao vào của Arthur hơn, và Aya cũng sẽ có được nhiều món đồ tăng cái sát thương phép hơn, và khả năng băng bạc của Arthur sẽ cần rất nhiều, đó là những món trang bị chống chịu. Với tôi thì tôi lên full sát thương để thử xem rằng là cái khả năng của con Arthur với Aya nó như thế nào thôi. Chứ thực ra thì Arthur với Aya nếu lên theo kiểu đó là chống chịu thì khả năng băng càn và cái lượng khống chế của hai vị tướng này vẫn rất là nhiều. Và đây sẽ là một đội hình mà Heavy theo như tôi đánh giá là mạnh hơn, còn với Team Flash dị hơn, độc hơn, có thể họ sẽ tìm ra một cái bài đánh để có thể khắc chế đi cặp đôi này rất hiệu quả.
Đúng là như vậy, đúng là dễ hơn, đập hơn thật. Nhưng hai sự chọn cuối cùng với thể tiêu Flat thì lại có cơ sở hơn một chút rồi. Đó là sự kết hợp rất cơ bản giữa Elandor và Rowey. Nhưng mà Rowey có thể kết hợp rất tốt với những tướng có khả năng di chuyển, có khả năng cơ động và khỏe đầu đến giữa trận đấu. Gray đang được team Flat rất quan trọng và coi trọng cho mình một sự ưu tiên ở vị trí đi rừng trong những trận đấu gần đây. Và rõ ràng là Gray cũng đang chịu rất nhiều áp lực từ dư luận trong những chuỗi ngày thua vừa qua. Và những chiến thắng như thế này đang là những động lực rất lớn dành cho người đi rừng trẻ bên phía đội tuyển team Flat. Ở trong ván thi đấu này thì bên phía của Flat đang thực sự gây bất ngờ với số bách đường giữa của bài Natalia. Một bài hiện tại đang rất nổi tại TikTok khi mà có rất nhiều những người nổi tiếng với việc chơi con Natalia này tốt. Trong đó có một vài những người chơi có một cái tên con gái chơi cũng rất hay con bài Natalia này, tôi cũng khá hâm mộ. Và chúng ta cùng nhau đến ngay ván thi đấu thứ hai giữa đội tuyển Heavy và team Flat. Một ván thi đấu mà Sumat sẽ chơi con bài có khả năng dồn đam tốt nhất trước cấp độ 4, đó là con bài Natalia, và anh ta cũng đang khép góc được chiến. Đây là những lối di chuyển rất cơ bản mà tôi thường hay gặp ở trận đấu xếp hạng rồi, khi mà Natalia di chuyển đến rất sớm, liên tục spam chiêu với những tình huống ác quỷ hội tụ của mình và những cú ném cầu để có thể khép góc đối phương, và sát thương tạo ra từ những tình huống ác quỷ hội tụ của Xuân Bách ngay ở trong những tình huống giao tranh đầu tiên trước cấp độ 4 là rất đáng kể. Ngay lập tức thì bên phía của đội tuyển Team Flat cũng có được một khả năng hỗ trợ phần dừng cho Elandor trong tay của Gray để anh ta có thể di chuyển nhanh hơn, và anh ta đã có mặt ngay ở thời điểm mà con rơi thủ vệ chỉ còn vài giây nữa sẽ xuất hiện. Rõ ràng đây là lối chơi mà Team Flat thường hay không chơi ở trong những cuộc đối đầu với cả những đội tuyển lớn, nhưng ở thời điểm này thì họ thường xuyên có mặt tại khu vực đường rơi thủ vệ. Giao tranh nổ ra ở đây sẽ có lợi thế hơn người cho team Flat, đây sẽ có rơi thủ vệ thuộc về cho Flat rất dễ dàng mà thôi. Heavy đã có xuất hiện đến từ Aya và Gigital rồi, nhưng rồi thì họ cũng nhanh chóng lui sau khi thấy đối phương có được con rơi đầu tiên trong ván thi đấu này. Aya và Arthur chỉ thực sự mạnh khi ở cấp độ 4, và bây giờ thì đội tuyển Heavy cần phải tối ưu cấp độ dành cho hai vị tướng này mà họ đang sở hữu. Còn với team Flat thì với những Van Heen, với những Elandor thì rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tiên của ván thi đấu này thì họ đang đánh một cách nhanh và đánh một cách áp lực hơn rất nhiều. Con rơi thủ vệ đầu tiên đã dành cho team Flat, và bây giờ họ chỉ cần đợi tới phút thứ hai và quyết định mục tiêu nào để ăn thì là quyết định của team Flat. Và có vẻ như họ còn băn trụ ở trong tình huống thi đấu này khi chết bị dí và bị bắn rất đau ở đây, cùng với cả những cú sóng quỷ của Xuân Bách và lấy được chiến công đầu first thing kill dành cho team Flat. Và bây giờ sẽ là cả con Caesar first Caesar một đường dành cho team Flat nữa. Quá áp lực, đó là những gì mà team Flat đã gây ra ở khu vực đường cả con Caesar. Đổi lại thì đội tuyển Heavy có được cho mình đó là con rồng ánh sáng. Đổi mục tiêu như thế này thì không quá lỗ dành cho Heavy. Tuy nhiên về mặt lượng tiền cũng như là về mặt chiến công đầu thì rõ ràng Team Flat đang làm tốt hơn. Đúng là như vậy, họ đang làm rất tốt ở thời điểm này. Bên phía Team Flat vẫn đang có áp lực rất lớn của một tuyến trên này. Chiết vẫn đang tương đối khổ sở với cô bạn Caffeine để có thể dọn dẹp được tên lính. Ở ván thi đấu này thì người cầm luyện kim duy nhất trên cái bản đồ này đang là vị trí của Aya trong tay của Lách, người đang sống cộng sinh cùng Gigeto. Nếu như một vài khán giả nào mà không quen hay lâu ngày mới theo dõi giải đấu thì sẽ nhận ra một điều rằng Heavy sẽ hơi thương người một chút. Bởi đơn giản rồi, Aya đang ngồi trên đầu của Gigeto. Và đây là một cặp combo thường thấy khi mà các đội tuyển lựa chọn Arthur kết hợp cùng với Aya, một pha băng vào với chiến thần khiến Xuân Bách mất đi chuẩn bị cú tốc biến của mình rồi. Anh ta có cú sấy, anh ta bị dí quá đau bởi Kenti, nhưng Kenti đã mất đi quá nhiều máu. Bật chuẩn bị thần vực lên để ship người tới vị trí của đó là Proe. Ta ship được gấu tới, nhưng khi gấu tới thì Heavy kịp thời lui hết rồi. Sự thiếu cơ động đến từ Xuân Bách chính là nhược điểm lớn nhất của vị tướng Natalia. Và cờ vừa qua chỉ cần một pha bật lên đó là chiến thần đến từ Kenti mà thôi. Anh ta nhanh chóng hạ gục thành công được Xuân Bách, dẫu cho việc Xuân Bách kịp thời kích hoạt cho mình đó là chữ cuối để xây đối phương. Wow, thì phía đội tuyển Heavy đã ra và vào rất nhanh, lấy được cái mạng Xuân Bách. Và khi Xuân Bách mất tốc biến rồi thì con bài Natalia này rõ ràng là một con bài rất là tù. Ở đường dưới có một tình huống mang trụ tới từ đội tuyển Heavy, cấm trụ được sử dụng bởi Zitoto. Nhưng gấu là khá trâu, gấu đang lùi về, gấu đang cố gắng lết về từng bước, nhưng anh ta có vẻ sẽ là hơi khó rồi. Gray đã có mặt ở đây, cây bị trụ bắn khá nhiều, tay đại đao là chuẩn xác và cây hồi lại một lượng máu đủ để anh ta có thể rút ra khỏi giao tranh. Vậy là đội tuyển Heavy mặc dù không có được cái mạng của Jaina trong tình huống thi đấu vừa rồi, nhưng họ vẫn có được một cái áp lực lớn để cho cánh dưới của người chơi cây thoải mái hơn rất nhiều. Ở trên thì sao, đã in cùng Xuân Bách lại một lần nữa kết hợp để cố gắng bắt vào Chiết, nhưng lần này thì Chiết đã tỉnh táo hơn và né đi được cú làm choáng của Xuân Bách. Qua đó thì anh ta có thể lùi về, và bây giờ có thể sẽ một tình huống giao tranh ở hang rơi hay chăng? Chưa phải là một tình huống giao tranh khi mà Zito cùng với Aya đang là khá áp lực, và khi mà Van Heen cũng như là Xuân Bách đã không còn đủ những cái chiêu thức nữa rồi thì họ sẽ phải mất đi con rơi này mà thôi. Khi thử đội hình thì việc mạo hiểm là rủi ro đem về rất cao. Trong ván thi đấu này có vẻ cũng là như vậy. Ngay trong những bước trận đấu đầu tiên thì Heavy hoàn toàn không nào đúng với những chất tướng họ đang có thời điểm này. Gấu công tướng gây được rất nhiều sát thương. Anh ta có thùng quyền trả nữa, cây là người phải lui về.
KA đang thực sự áp đảo cuộc đi lên đỉnh này, nhưng anh ta có khả năng hồi phục tốt. Và vừa qua là một tình huống thi đấu slow giữa hai người chơi này. Bắt đầu từ căng ngang đến vị trí tổ sẽ là thế hơn người, khi mà đây là cả Aya nữa. Cú chiêu cuối từ vị trí của Arthur và bắt định của bạn Sương đến từ Gấu rồi. Gấu cố gắng dùng chiêu thức để bỏ chạy, Kenty bọc đầu từ tuyến sau. Gấu anh ta dùng cho mình chiêu cuối và đến kịp thời thành công, qua đó thoát nạn được tất cả thành viên bên phía Team Flash, đều không ai phải làm số pha giao tranh vừa qua. Họ di chuyển rất nhanh lên tuyến trên này và sẽ có được cái trụ này. Tôi tin là như vậy bởi đây phút thi đấu thứ 5 rồi và họ có lợi thế đến 4 giây ở nửa cánh trên bản đồ này. Gấu tìm về được nhà thành công. Pha outplay cực kỳ khó chịu, rất cơ bản nhưng lại hiệu quả. Team Flash và nhanh chóng với việc có cho mình những trận tướng đánh khỏe đầu game, đều là hai nòng cốt chủ lực đánh sớm là Van Hen và Elandor, thì họ cũng không khó để đem cho mình con Caesar ở cánh thi đấu thứ 5 này. Heavy cũng cố gắng gỡ gạc và vì có được chuẩn bị con rồng, nhưng vừa qua là một tình huống mà bên phía đội tuyển Heavy phải thừa nhận một điều rằng họ đã có tình huống tổ chức tấn công thực sự tốt, khi mà Chito bất ngờ xuất hiện với một cú chiêu cuối vào Gấu. Gấu đứng săn lúc lâu, nhưng với việc có cho mình Rowy ở trên đội hình thì tôi cũng không quá bất ngờ cú săn vừa qua, nhưng tôi bất ngờ việc là Team Flash đã kịp thời xoay chuyển tình thế rất nhanh để có mặt ở tuyến trên này và lấy được cái trụ với giải tay đến từ Van Hen và Elandor. Thực ra là Heavy biết rằng là Team Flash có thể làm như vậy. Tuy nhiên là họ nghĩ rằng là mình đủ khả năng để có thể là hạ gục Gấu trong một khoảng thời gian ngắn, và Rui trước kỳ chưa thể làm được điều đó. Nhưng mà đội tuyển Team Flash đã xoay chuyển tình thế rất là nhanh khi mà ship Gấu trực tiếp từ vùng đường dưới lên vùng đường trên và có được cho mình đó là cái trụ. Đổi lại thì Heavy cũng có được cái trụ đường dưới và cả con rồng nữa, như vậy thì không quá lỗ. Daim có thể có nguy hiểm ở đây. Kenty đang có rất nhiều sát thương, bấm của cầu băng xương đó là Kenty, nhưng Team Flash ship người lên đây là quá nhiều và có lẽ là Team Flash chưa thể giao tranh ở đây khi mà thành viên của đội tuyển Heavy đang là rất mạnh. Diệt tổ mất đi cho mình đó là một nửa cây rồi, cây mất cho mình đó là mắt ma và anh ta sẽ phải lùi về. Tay đã đau là chuẩn, nhưng anh ta còn quả cầu băng xương không thể sống được quá lâu. Mạng dành cho Gấu và lập tức là biến về nhà với cái chiêu thân môn của vị tướng Rui này, liên tục đi ra đi vào đó là các thành viên của đội tuyển Team Flash. Nhưng ở đường giữa thì Heavy đã có được cho mình đó là cái trụ đầu tiên, một cái trụ rất quan trọng. Mặc dù là Team Flash đã có được những cái bước di chuyển khôn khéo để phản công lại những tình huống tấn công của đội tuyển Heavy, nhưng với việc là mất đi cái trụ đường giữa rồi thì có lẽ là Team Flash đang thua thiệt hơn so với Heavy trong tình huống thiếu đó. Đó là một tình huống mà họ đầu tư rất đông người lên tuyến trên để phòng ngự cho vị trí của Daim đang bị dí theo bởi chiến thần của Kenty. Rõ ràng sự thiếu cơ động vẫn là nhược điểm lớn nhất đến từ hai vị tướng Van Hen và Natalia. Một khi hết bổ trợ, một chiến thần của Kenty thôi có thể đè bẹp được hai người chơi này luôn. Nên cả Xuân Bách lẫn Daim đều cẩn thận. Đối phương đều đã có thông tin ở việc rằng Daim đã vừa mất đi chiến binh cú tốc hành, và đó sẽ là một thông tin vô cùng đáng giá với cả đội bên phía đội tuyển Heavy trong tình huống tấn công tiếp theo, khi đối phương Heavy có những chất tướng có khả năng lao vào càn quét rất khỏe. Đó là mắt ma của Aeron, có khả năng tiếp cận rất nhanh đến những mục tiêu thiếu đi sự chủ động bên phía của Team Flash. Và đó là cả Lữ Bố nữa, một tình huống mang nhanh cho năm số tên Pro E rồi. Anh ta không kịp về với thân môn đặt ra ngay dưới chân của mình. Khả năng dồn đạn từ Heavy là quá khó chịu đi. Họ đang càng vào tình huống đứng giữa này. Chiết đang có cặp đánh thoải mái hơn khi mà cặp đôi Aya và Arthur đang liên tục khiến cho Team Flash gặp nhiều khó khăn. Kenty đang nhồng lên với cái chiến thuật của mình. Gray bị lựa chọn là mục tiêu, anh ta mất đi nhiều bao quá. Vẫn còn 3 lần sức tố để lùi về đến từ Kenty. Gấu đã có mặt tại đây, Chito là quá khỏe, rõ ràng là khả năng đánh càn quét với những vị tướng đấu sĩ bên phía đội tuyển Heavy đang là ác mộng thực sự. Với những vị tướng bên phía của Team Flash, vị tướng không quá khỏe đầu trận đấu, không thực sự quá mạnh đến giữa trận đấu và cũng không thực sự tối ưu sức mạnh dọn cuối trận đấu. Đây một pha băng vào với chiêu cuối của Heavy, chính xác hơn là Chito ở đường dưới này vẫn có trụ cho KA, chính xác hơn ở khu vực đường giữa này cũng đã có thêm trụ nữa cho bên phía của Heavy rồi. Tất cả những dàn trụ ngoài đã bị cấu đi rất nhanh đến từ Heavy. Heavy KA định lấy cho mình nốt cái trụ ở khu vực đường tà thần xe ra, nhưng mà anh ta chưa kịp làm bởi vì các thành viên của Team Flash ra là quá nhiều. Nhưng mà nhìn vào cái bài đánh này của Team Flash có vẻ như là họ đang chưa thể khắc chế được bộ đôi Aya cũng như là Arthur. Zitoto đang khá là thoải mái trong việc di chuyển cũng như là băng vào đội hình bên phía đội tuyển Team Flash. Và nên nhớ là Zitoto ở trong màn thi đấu này, anh ta lên cho mình đó là một cái bộc phá. Chính vì vậy là khả năng kết liễu đối phương của đội tuyển Heavy sẽ rất bất ngờ. Và nhìn vào những gì mà đội tuyển Heavy đã làm trong khoảng thời gian vừa qua thì rõ ràng là họ đang thậm chí là hơn so với Team Flash ở thời điểm này. Họ đang hơn đối phương mình đó là 1.500 tiền, và người đang có được lượng tiền nhiều nhất ở trên bản đồ đó là vị trí của Chiết cũng như là Kenty, hai người chơi chủ lực của đội tuyển Heavy ở trong ván thi đấu này. Và với việc là Team Flash đang chưa thể ngăn cản được bộ đôi Zitoto cũng như là Aya thì thế trận đang càng ngày càng khó cho đường dưới. Hai xạ thủ của đội tuyển Team Flash lấy được cho mình cái trụ đầu tiên và họ được ship về bởi thần môn của ai, của vị tướng Rui. Và đúng là Team Flash họ có bài để có thể là chơi, tuy nhiên là với những gì mà đội tuyển Heavy đã thể hiện được trong khoảng thời gian vừa qua thì thực sự cái bài này thực sự chưa hiệu quả cho lắm. Đúng là như vậy, nó đang chưa hiệu quả ít nhất là thế trận khi mà bên Team Flash mất đi hết dàn trụ rồi.
đội hình của họ cũng không có một thời điểm nào là cực thích sát thương là quá mạnh. Nếu như họ đánh mạnh đầu game, họ đánh mạnh từ đầu đến giữa game luôn, áp đảo luôn, nhưng vì họ đã thất bại trong việc đánh đầu game nên bây giờ thế trận đang là quá khó. Đối phương có những chất tướng quá khỏe, việc thả ra Aya tiếp tục cơn áp bọc với team Phan đã có được sự cấp đầu tiên cho bên phía Heavy rồi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ cần pha can vào mà thôi. Đứng lên rất cao là Chieto đứng ôm đạp, tạo ô biết sát thương đến từ bên phía của hợp team Flash và thế là đủ. Họ có được một đường sư cấp đường giữa và họ hài lòng kết quả này, nhanh chóng lui về. Như đã nói thì Heavy thực sự rất cần những điểm số dù họ không còn khả năng vào được top 4 nữa. Nhưng khoảng cách giữa vị trí hạng 5 và hạng 6 là 20 triệu đồng. Và khi họ cán mốc và bảo vệ thành công vị trí hạng 5 của mình, họ sẽ có được 170 triệu. Đó là động lực lớn nhất cho Heavy trong ván thi đấu này, cũng như là khả năng trụ hạ của họ tại mùa giải năm nay nữa. Rõ ràng là Heavy đang thực sự có quá nhiều cơ hội để có thể chiến thắng trong ván thi đấu này. Họ đang được phương đến 3.000 tiền một chất tướng ủng hộ cả đoạn đầu đến cuối trận đấu luôn. Khi mà chiến đang khỏe lên từng ngày, Kenty đứng đây cân đôi đối phương đây. Gray bị dí theo, Gray nằm xuống quá nhanh, không lết được về thành công rồi. Và Elandor của Gray bốc hơi chỉ với một lần bật chiến thần đến từ Kenty mà thôi. Thực sự đây một bữa nhậu đến từ Kenty trong ván thi đấu này, khi đối phương có đến 3 vị tướng mà anh ta chỉ cần bật chiến thần lên là hạ gục thành công. Đó là Elandor, đó là Natalia và đó là Van Hèn. Còn bài lưỡi bố này của Kenty được pick trong slot cuối cùng quá chí mạng, có thể khắc chế được tới 3 vị tướng của team Flash. Và bây giờ là một tình huống lao vào tới từ đội tuyển Heavy, họ không mất đi quá nhiều máu gì, tồn tồn như một con trâu vậy, và anh ta không bị chịu quá là nhiều sát thương của đội tuyển team Flash. Và qua đó team Flash mất đi cho mình đó là hai thành viên của Ray. Bây giờ mới ra, đội tuyển Heavy đã có được thêm cái trụ xuống cấp ở khu vực đường tạo thần xe ra rồi, và bây giờ thì quá đơn giản dành cho Heavy, họ sẽ lùi lại, họ có thể là chờ đợi tới hai mục tiêu tiếp theo hoặc là lùi về hồi phục và sau đó tiến thẳng vào khu vực đường dưới. Đội hình ba vị tướng khá là yếu ớt của team Flash sẽ rất khó để chống đỡ trước Arthur, Aya cùng với cả Aeron cũng như là cả lưỡi bố nữa. Ba con trâu này của đội tuyển Heavy hoàn toàn có thể càn vào mà không gặp phải bất cứ một cái khó khăn gì cả. Thật sự thì team Flash tới thời điểm này có lẽ là họ đã nắm cái phần thua tới 90% rồi, và bây giờ thì những gì team Flash có thể phải làm chỉ là phòng ngự mà thôi. Thật sự mà nói tôi cũng nghĩ rằng là Bách có trụ qua được 5 phút hay không. Thực sự mà nói trong ván thi đấu này bên phía của Heavy đang quá áp đảo rồi. Để mà nói lên một tia sáng cuối con đường cho team Flash với chất tướng như thế này, với thế trận này là quá khó. Càn vào Chieto, anh ta có quá nhiều chất tướng, Smash mất tốc biến rồi. Anh ta không còn nhiều máu nữa, sẽ là cơ hội để phía Heavy dễ dàng có trụ xuống cấp này khi mà các team Flash không còn quá nhiều máu nữa. Bật thần môn, thần vực lên, tất cả các kiểu thể loại thần lên nhưng không thể nào phòng ngự được thành công. Heavy vẫn đang tiến vào rất sâu, đó là Gray, đó là Kenty. Kenty kẹp vào hơi sâu rồi, anh ta có nhắm tới trên người, anh ta thoát ra được, anh ta chịu đam trụ, Gray đang tới hạ gục thành công Kenty rồi. Và cuối cùng Kenty đã phải nằm xuống sau một khoảng thời điểm rất dài, anh ta thống trị với quân bài lưỡi bố của mình. Nhưng bây giờ thì vẫn là càng lên quá khỏe từ Aya và Arthur và bán hạ thủ mới chết rồi. Muốn vẫn là chia rồi, đứng ôm đạp bỏ người đánh nhà từ Heavy và sẽ có chiến thắng cho ván thi đấu này thuộc về cho bên phía của Heavy, với việc còn đủ cả 4 người. Và trong khi đó bên phía đối phương chỉ có Proe mà thôi. Một đều dành cho Heavy. Heavy vẫn luôn luôn là một đối thủ khó chịu. Họ là một trong số đội tuyển rất thích lấy điểm cho những đội tuyển nằm trong top 4. Và hạng Flash cũng không phải ngoại lệ. Dù cho Heavy có thể là một tia sáng lé loi, nhưng mà tuy nhiên trong ván thi đấu này họ hoàn toàn áp đảo đối phương từ thế cấm chọn, cho nên cách đánh nhau và vận hành chiến thuật trong ngay ván thi đấu này. Và chiến thắng này là một chiến thắng rất xứng đáng dành cho bên phía của Heavy. Một chiến thắng khá dễ dàng dành cho Heavy khi mà họ sở hữu cho mình đó là cặp đôi Arthur và Aya. Thật sự với một chiến thuật như thế này thì rõ ràng là đội tuyển Team Flash với một bài đánh độc dị đó chưa thể làm được quá nhiều điều trước đội tuyển Heavy ở trong ván thi đấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi quay trở lại với cả bản phân tích sau trận đấu. We'll be right back.
nay hay mai. Đến khi nào thì cửa vinh quang đọc lối ăn sâu vào từng chi tiết, mang theo sứ mệnh cần phải đi tiếp, đừng hòng cản chân tao, mày chẳng biết được sức uy hiếp đến từ từng cơn sóng nối. Yeah, I'm not a slayer, nô lệ cảm xúc bứt phá từ chân đáy. Darth Vader nhìn xung quanh từng ánh mắt đang chứa sự nghi ngờ, tao vẫn sẽ không ngừng viết cho dù là last paper. Tự nhủ rằng ý chí không mai một, đứng yếu đuối trong vài thọt không lý lý khi nghe vẫn chỉ easy. I'm legend, ta cố gắng và luyện tập không ngừng nghỉ để máu trâu mang trong người ý chí cùng chi khi lớn không ai ngăn được nó đâu. Ta vượt lên, ta vẫn đang làm phải mạo hiểm không có an toàn, chuẩn bị thêm để ta bẻ nát những kẻ khác đâu chúng an nhàn. Có trời thấu khi ta ngó lên ngày phủ nắng kể cả gió đêm, ta vẫn mãi miết vẫn câu giải tiếp cho dù phải biết game này khó thêm. Và ta cứ bước đi dẫu khó khăn vẫn đang xoay vào. Ừ, không có gì ở ngoài kia để ngăn được của tao cả. Tỏa sáng như ngôi sao rơi cho bầu trời kia tối đen. You shine bright like a fucking star. Bao tác phong ba có bao nhiêu thăng trầm. Yeah, I wanna be on the top. Yeah, I'm gonna break, break the through. Nào, sẵn sàng chưa? Cùng Modern, ngày mới đã. My life, my color. Về những diễn biến tiếp theo, trước mắt chúng ta là ván thi đấu thứ 3 diễn ra giữa team Flash và Heavy khi mà tỷ số lúc này đang được cân bằng là 1-1. Quay trở lại với ván thi đấu thứ hai vừa qua thì có vẻ như là cái bài đánh dị của team Flash không mang lại hiệu quả cho họ khi để cho Heavy càn lướt quá mạnh mẽ trong ván thi đấu vừa rồi.
Xét về bể tướng thì cái chiến thắng vừa rồi nó là do Aya quá mạnh của bên phía Heavy hay là do việc lựa chọn Van Helnata ở bên phía Team Flash nó ảnh hưởng nhiều đến thế trận theo bình luận bên Vbook hơn? À, đối với tôi thì trong ván thi đấu vừa qua là một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng là Team Flash họ muốn thả Aya ra để họ tìm bài khắc chế. Để cá nhân tôi nghĩ là như vậy thôi. Ở ván thi đấu vừa qua thì nếu như xét tiệu chung lại, Team Flash cũng không mất đi quá nhiều những vị tướng mạnh. Họ cũng chỉ mất đi một vài những vị tướng có thể được coi đáng chú ý như kiểu Yena dành cho gấu hay là Elandor dành cho vị trí của Gray. Nhưng đều không phải là vị tướng quá khỏe trong meta. Họ để đối phương có được một cặp combo quá khỏe. Aya, Arthur, Aeron, Lữ Bố, những vị tướng chỉ lao vào trong giao tranh là có thể càn quét được. Điều này sẽ khiến cho Team Flash bất lợi một chút, họ sẽ đối phương cân bằng tỷ số. Nhưng đổi ngược lại thì họ hoàn toàn có thể không bị áp lực bởi việc phải cấm Aya nữa. Ở ván thi đấu sau thì kể khi họ bên phía phần sân đỏ họ vẫn có thể là đội tuyển không cần cấm Aya, mà nó sẽ khiến cho áp lực phải cấm Aya dành cho bên phía của Heavy. Ngược lại họ Heavy bây giờ bên phía phần sân xanh hay phần sân đỏ thì vẫn phải cấm đi Aya. Và đó là một động thái mà tôi nghĩ rằng với một đội tuyển Team Flash nó cũng quá bất ngờ cách lựa chọn bên phía Team Flash, tại vì họ là một đội tuyển thích tìm ra những bài đánh để khắc chế những con bài khó chịu trong meta. Nhưng có vẻ là với Natalia và với Van Hen thì đây không phải là những lựa chọn hàng đầu ở thời điểm này có thể ngăn chặn được sự cản phá đến từ quân bài này. Rõ ràng là Heavy đã có một cặp tướng quá mạnh và Team Flash đơn giản là họ thua quá trong vánh với việc thử nghiệm đội hình của mình. Cũng là một cái lời giải thích khá là hợp tình hợp lý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với MVP của ván thi đấu vừa qua ở bên phía Heavy, đó là Zitoto với con bài Arthur của mình. Một sự cảm quét rất mạnh mẽ đến từ Toto cùng với sự hỗ trợ của Aya. Và MVP, điểm MVP của anh là 12.1, KDA là 205 và tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 77.8%. Bình luận viên Hồng Quân có ấn tượng gì với Toto cùng với con bài này cũng như là các thành viên còn lại bên phía của Heavy trong ván thi đấu thứ hai? Ra trong ván thi đấu này đơn giản là Zitoto quá khỏe và quá dễ chơi khi mà có Aya trên đầu của mình liên tục tạo giáp, liên tục tăng tốc độ chạy và có một lượng đam tới từ vị trí của Aya, thì Zitoto cứ thế mà lao vào không bị mất đi một lượng máu nào, kể cả anh ta băng vào cả nhà chính của đối phương như thế này. Thì rõ ràng là điểm MVP vừa rồi là khá là dễ dàng dành cho Zitoto mà thôi. Không có, mình cũng không quá nhiều điều để nói về Zitoto, bởi vì đội tuyển Team Flash pick như thế này thì họ cũng thực sự là đã thua ngay từ ban pick rồi. Chính vì vậy là đội tuyển Heavy dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đúng là một ván đấu dễ chơi, dễ trúng thưởng với Heavy. Và sau khi giành được danh hiệu MVP đầu tiên trong trận thi đấu ngày hôm nay thì biết đâu Toto sẽ có sự quay trở lại mạnh mẽ trong ván thi đấu thứ 3 để Heavy lại vươn lên dẫn trước thì sao? Quả thực đây là một ẩn số mà chúng ta đang rất tò mò. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với ván thi đấu thứ 3 diễn ra giữa Heavy và Team Flash. Và vâng, đúng như dự đoán của anh Huy thì Flash họ lựa chọn bên phía phần sân màu đỏ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là nó có ảnh hưởng như thế nào phần ban pick của hai đội tuyển này trong ván thi đấu thứ 3. Xin mời hai bình luận viên. Vâng, và chúng ta cùng nhau đến ngay với ván thi đấu thứ 3. Ván thi đấu được coi là bản lề trong kèo thi đấu bóng năm này giữa hai đội tuyển Team Flash và Heavy. Vừa qua là một trận đấu mà bên phía của Team Flash để thả ra khá nhiều tướng mạnh cho Heavy. Nổi bật nhất là sự chọn vào quân bài Aya, vị tướng bị cấm đi quá nhiều và mới được dùng có 3 lần mà thôi. Nhưng mà Zitoto và các đồng đội đã tận dụng tốt được vị tướng này và đem về chiến thắng bên phía Team Flash cho bên phía của Team Heavy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến ngay ván thi đấu thứ 3. Ở bên phía của Team Flash bây giờ họ sẽ không phải chịu áp lực ở việc phải cấm đi Aya khi ở phần sân đỏ nữa. Và họ cũng đã không mất đi quá nhiều vị tướng mạnh ở trong ván thi đấu vừa qua. Đây là một động thái tôi có thể hiểu được, bởi hiện tại thì Team Flash có gần như là không còn quyền để có thể tự quyết được vị trí của mình khi lên đến nhì bảng nữa. Dĩ nhiên là về lý thuyết họ vẫn còn cơ hội, nhưng họ phải chờ đợi kết quả của những trận đấu còn lại với những đối thủ trực tiếp cạnh tranh họ trong top 4. Và vì thế thì họ đã có được vị chắc suất đánh playoff rồi, họ có thể có được những sự thử nghiệm. Và vừa qua một sự thử nghiệm đến như vậy và họ đã thả ra quân bài Aya. Bây giờ thì đội tuyển áp lực về việc phải cấm đi quân bài này lại đang phía Heavy. Team Flash giành lượt cấm đầu tiên và quân bài Hayate ngay sau khi họ tận dụng một lượt cấm Aya mà họ đã để đối phương có được trong ván đấu trước đó. Liệu Heavy có cấm đi con bài Aya không, khi mà trước đó thì Heavy đã cấm chung chung đó là Amelie rồi. Thay vì cấm Aya thì Heavy lại lựa chọn cho mình đó là cấm đi Amelie và Arthur. Khá là hợp lý thôi, khi mà Aya là vị tướng có khả năng kết hợp với vị tướng, với những vị tướng này là khá tốt. Nhưng mà Aya vẫn có thể kết hợp với cả Tara, và hoặc là kết hợp với cả những con bài châu châu kiểu dạng là Aeron cũng hoàn toàn có thể được xảy ra.
nhưng có vẻ như là Heavy cũng không quá quan tâm nếu như mà Team Flash có được bài đánh này. Còn với Team Flash, họ cầm đi vị tướng cuối cùng của mình ở trong phê chọn đầu tiên, phê cầm đầu tiên, đó là con bài Omen của Z-Total hoặc là KA. Sự chọn đầu tiên của đội tuyển Heavy đó là con bài Irie. Đây là con bài mà tôi đã nghĩ rằng đội tuyển Team Flash sẽ pick ở trong bản đấu trước, khi mà Irie kết hợp cùng với Tulen là hai tướng có khả năng dồn đam sát thương đơn mục tiêu vào vị trí của Arthur rất khỏe, để Team Flash có thể khắc chế được cái bài Arthur và Aya. Tuy nhiên thì Team Black không làm như vậy. Và tới với cả ván này thì Heavy sẽ là đội tuyển lấy cho mình vị tướng Irie trước. Có lẽ sẽ là Irie ở khu vực đường tạo thần Seiza dành cho KA. Còn với Team Black thì sao? Họ đang rất suy nghĩ vào hai sự chọn đầu tiên của mình. Đối đầu với Irie thì Team Black cần phải có những con bài có thể đi đường tốt với cả vị tướng Irie này, và sau đó là một đội hình có khả năng ra vào một cách hợp lý. Nếu không sẽ bị những lượng sát thương chuẩn rất kinh khủng vị tướng Irie này đè bẹp. Và Florentino có thể sẽ là một con bài hợp lý ở khu vực đường tạo thần Seiza dành cho gấu để đối đầu với Irie. Đây sẽ chắc chắn là một cái kèo trên dành cho vị tướng Florentino. Đúng mà, như vậy vị tướng đầu tiên chạm mốc 102 lời cấm mà nó đang tiếp tục gia tăng ngay ở trong cơ hội và có quyền để giữ Aya, thì bên phía Heavy cũng không ngần ngại cấm vào vị tướng này ngay trong sự lựa chọn đầu tiên. Team Flash sẽ có quyền được lựa chọn vị tướng này ở sự lựa chọn cuối cùng trước khi khép lại dọn cấm chọn thứ nhất. Còn không, chắc chắn sang đến dọn cấm chọn thứ hai, tôi tin chắc rằng Heavy sẽ cấm đi Aya. Heavy cũng đã tự tin cấm đi hai vị tướng mà họ cho rằng là khi kết hợp với Aya là đủ nguy hiểm và khó chịu, là Amelie cũng như là Arthur. Bên phía Team Flash có hai vị tướng, một vị tướng khá thuận tay, vị tướng thương hiệu trong tay của Daim, đó là quân bài Elsu. Vị tướng còn lại là Frantino, vị tướng đã bị cấm nhiều nhất tại đấu trường hy vọng. Bên phía của Heavy có cho mình thêm một vị tướng nương có khả năng gây đam ở tuyến giữa rất mạnh, là quân bài Iki nằm trong tay của Lack. Lack ở trong hai ván thi đấu trước đó đang chưa cho thấy được một phong độ thực sự ấn tượng như những vòng thi đấu trước đó, dù bên phía Heavy vừa mới gỡ gạc được một điểm hạ gục xong, được một ván thi đấu xong. Bên phía của Team Flash đang tiếp tục hướng tới Gray, lựa chọn rất nhanh dành cho Gray với Aoi. Họ hoàn toàn không có bất cứ một giây nào để suy nghĩ về bài đánh ở trong ván thi đấu này cả. Ở ván thi đấu này, Team Flash quyết định lựa chọn đội hình khỏe, mạnh và cực kỳ sung sức. Những vị tướng nằm trong meta nó trái hoàn toàn với cách mà họ đã sử dụng những vị tướng để đối đầu với cả Heavy trong ván thi đấu trước đó. Khi mà họ để đối phương có được cho mình Aya, và đúng là như vậy, khi mà Team Flash không lấy đi Aya ở trước khi đoạn cấm trận thứ nhất kết thúc thì Heavy nhanh chóng cấm đi. Rõ ràng là ai cũng biết sợ vị tướng này cả. Và hiện tại thì Heavy vẫn vừa mới chỉ cân bằng tỷ số với Team Flash mà thôi, họ cũng sẽ không quá mạo hiểm để đem vị tướng này ra cho một trong số đội tuyển hàng đầu tại đấu trường danh vọng. Hai lực cấm còn lại Team Flash hướng tới đó sẽ là hai quân bài Butterfly ở vị trí đi rừng và Q ở vị trí đường tà thần Seiza, và đó tính đến hai vị tướng ở cánh đường tà thần Seiza của KA đã bị cấm đi rồi. Đây là những con bài phần nào đó có thể là khắc chế đi vị tướng Florentino và xuất sát thương vào con bài Elsu nữa. Đội tuyển Heavy đã có những sự chuẩn bị ở trong ván thi đấu này để khắc chế đi vị tướng Elsu bằng cách là lấy Iki dành cho Lack. Nếu không thì cặp đôi Elsu cũng như lấy Iki sẽ là một cái lượng sát thương cầu máu từ xa thềm giao tranh là rất khỏe. Và để đổi lại thì Team Flash sẽ đưa ra vị tướng Lorion dành cho Xuân Bách, con bài mà như chúng ta đã biết được rằng là Xuân Bách đã có thể thắng 100% với con bài Lorion này, và nó đã biến mất trong hoàn toàn những cái ván đấu vừa qua, những cái vòng đấu trước. Và bây giờ thì Xuân Bách sẽ đem nó trở lại ở khu vực đường giữa, một kèo đấu về đoạn đi đường ở đoạn đầu game không quá tốt tuyệt dành cho cả hai bên. Nhưng về khả năng giao tranh tổng thì rõ ràng là Team Flash đang có một khả năng giao tranh tổng mạnh mẽ hơn hẳn so với cả Heavy. Và đội tuyển Heavy họ sẽ cân nhắc tới bài đánh mà đội tuyển Team Flash đã chơi trong ván đấu vừa trước đó, đó là Elandor cùng với cả Rui. Với bài đánh này kết hợp cùng với cả Irie, Sumen cùng với Iki nữa thì đây sẽ là một đội hình rất mạnh của đội tuyển Heavy. Elandor và Rui chính là hai quân bài mà Team Flash đã chơi trong ván thi đấu trước đó. Về phía của Heavy có những sự cải tiến hơn về mặt vị trí còn lại, khi mà không còn là những vị tướng nằm ngoài beta, những vị tướng đời đầu nữa, và thay vào đó là những Irie, những Iki, những Superman rất khỏe ở những cánh còn lại. Heavy vẫn muốn chơi một thế trận all in trong ván thi đấu này với hàng loạt những vị tướng nằm trong meta, một thế trận đánh sớm đầu trận đấu đến từ Elandor trong tay của Rowe, trong tay của Kenty nhiều khả năng là như vậy. Rõ ràng là bên phía của đội tuyển Heavy đang có một đội hình khá bất ngờ. Với tình hình cách xếp đội hình như thế này, tôi chưa chắc rằng họ sẽ để Elandor vị trí dừng tay Kenty. Họ hoàn toàn có thể để cho Kenty đi dừng với quân bài Irie và đẩy Superman lên đường tà thần Seiza dành cho KA, và di chuyển quân bài Elandor xuống vị trí đường rồng như cách mà rất nhiều những đội tuyển hiện tại tại GC đang chơi, đó kết hợp giữa Elandor và Rowe ở tuyến đường rồng. Gần đây chúng ta thấy những vị tướng ngày xưa được lựa chọn rất nhiều tại vị trí đi rừng đang quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, đó là đánh ở vị trí đường rồng, đó là Lindis, đó là Elandor. Và trong ván thi đấu này thì đó là cách sắp xếp đội hình mà tôi nghĩ rằng là hiệu quả nhất nếu như họ vẫn muốn để cho chiếc đánh vị trí sát thủ tay dài trong đội hình. Bên phía Team Flash cũng đã hoàn thành đội hình mình, với đó là Batman dành cho Pori. Không biết bao nhiêu lâu tôi mới nhìn thấy Batman trong tay Pori nữa, có lẽ là cũng khá lâu rồi. Anh ta là một trong số những người đã từng
chơi cột bài Batman này đầu tiên ở vị trí hỗ trợ. Bây giờ nếu mà tính chính xác ra cũng phải đến 3 năm rồi, từ 2018, từ cuối 2018 tới thời điểm này là cũng rất lâu rồi mới thấy Rory đem cột bài này ra một lần nữa ở vị trí hỗ trợ, khá là hoài niệm. Và một sự quay trở lại cũng khá là ấn tượng đến từ cột bài Lorion của Xuân Bách, có vẻ như sao mà cách lòng. Sau khi bị cấm nhiều quá thì anh Xuân Bách bỏ luôn Lorion và đến thời điểm này anh ta mới đem cột bài này vào. Tôi tưởng rằng như anh ta muốn cất luôn Lorion để thể bảo toàn được tỷ lệ thắng 100% bình thường này luôn, thì Xuân Bách nói không. Team Flash sẽ đưa Batman dành cho Chloe cũng khá là bất ngờ, nhưng cũng dễ hiểu mà thôi khi mà Team Flash đang có một tâm lý thoải mái với một đội hình mà đội tuyển Team Flash đã pick ở trong bán kết thi đấu thứ hai, thì con bài Batman ở trong bán kết thi đấu thứ ba này tôi cũng không quá là lạ lùng, mà cũng hơi bất ngờ một chút bởi vì là bốn vị tướng trước đó của Team Flash đều là bốn vị tướng mạnh ở trong meta. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cả ván thi đấu này, ván thi đấu thứ ba giữa đội tuyển Heavy và Team Flash. Đây bây giờ tỷ số đã là 1-1 rồi, hai đội đều có được lợi thế là một bàn thắng. Và ở ván thi đấu này sẽ là một cái ván đấu bản lề, và chắc chắn rằng là Heavy sẽ là tuyển có nhiều những cái mục tiêu hơn và họ sẽ có cái sự quyết tâm cao hơn so với Team Flash một chút, bởi vì họ đang có quá là nhiều cái mục tiêu để có thể hướng tới. Và ngay ở những phút đầu tiên thì Chiết cũng như là Zito áp lực vào thẳng khu vực bồ xanh của đội tuyển Team Flash, còn với Team Flash thì họ áp lực ngược lại vào vị trí của Kenty. Kenty giữ được cho mình đó là con bồ xanh, nhưng mà những gì mà Daim, Prui cũng như là Smash đang làm ở đây là rất khó chịu. Ngay lập tức là những lợi thế đầu tiên cho Team Flash trong ván thi đấu này. Lách mất đi khá nhiều máu, bên phía Team Flash chủ động di chuyển ở bộ xanh đối phương rất nhanh. Với việc họ có cho mình Pro E là Batman, một vị tướng cho phép ta đảo đường rất linh hoạt ở ngay cấp độ đầu tiên, và đó lý do vì sao mà họ tự tin di chuyển phụ bộ xanh đối phương đến như thế. Ở khu vực tiền dưới này thì đúng là Chiết sẽ chơi xạ thủ với Endo kết hợp cùng Gito trong ván thi đấu này. Và họ di chuyển đổi đường rất nhanh với sải tay dài để có thể áp chế ở vị trí của Frantino. Frantino bị bọc đầu rồi khi mà Lách đang tới với cô bạn của mình, đã tốc biến theo sau muốn dí đầu gấu. Chiết quay trở lại dí vào vị trí của gấu rồi, gấu mất đi nhiều máu quá và chiến cơ đầu thuộc về cho bên phía của Heavy rồi. Lách không còn quá nhiều máu nữa, Smash đến từ tuyến sau anh ta đổi mạng được thành công. Mỗi bên có một điểm hạ gục, Chiết vẫn đang muốn bắn vào. Kenty đã tới tại đây, chưa có được cú kiếm khí nào để giữ chân Smash cả. Và mỗi bên dừng chân lại ở một điểm hạ gục. Bên phía đội tuyển Team Flash mất đi một người, đó là gấu. Còn bên phía đội tuyển Heavy cũng đã mất đi một người. Mặc dù là Heavy đã có được cái điểm hạ gục của gấu, tuy nhiên là với việc Team Flash có sự xuất hiện của Xuân Bách thì anh ta cũng gỡ lại được một điểm hạ gục của phía đội tuyển Heavy. Một thế trận cân bằng đang diễn ra ở khoảng thời gian này, Bui bị phát hiện bởi đó là Kenty. Nhưng bước di chuyển của người chơi hỗ trợ bên phía đội tuyển Team Flash đang là dễ đoán dành cho đội tuyển Heavy. Và bây giờ thì họ đang hướng tới con rồng này, Bui đang check tầm nhìn, anh ta mới chỉ có level 3 mà thôi. Đây đứng đằng xa vẫn cho mình đó là cú vĩnh chi kích, và con rồng thuộc về Kenty. Ở khu vực đường trên thì Gray lấy được cái mạng của KA, một cái mạng khá là dễ dàng khi mà AOI ở thời điểm này đang rất mạnh. Lách đang gặp những sự nguy hiểm, anh ta chưa phải nằm xuống, nhưng đó vẫn là cái những áp lực rất nhiều của Rui. Quay trở lại đây thì Kenty với chiếc cuối kiếm vụ của mình, anh ta lấy được cái mạng của Batman và lập tức bấm cho mình đó là thần vực, quay trở xuống khu vực đường dưới và lấy cho mình đó là cái trụ. Một chiến thuật đánh rất là nhanh và gọn của đội tuyển Heavy, và giúp cho họ có được rất nhiều điểm hạ gục, cùng với những cái lợi thế ở đây. Thần môn sử dụng là hợp lý để Heavy có thể biến về với Ivy và Rui, qua đó thì họ không mất đi quá nhiều thứ. Chiết ngay lập tức đang bị áp lực ngược trở lại vì Xuân Bách đã có mặt tại đây. Nhưng vừa qua là những tình huống giao tranh được coi là tương đối lả lướt và kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa Gito và Chiết. Gito và Kenty đôi khi có những tình huống xử lý nó khá là tấu hài, nhưng mà khi mà kết hợp với Chiết thì có vẻ như Gito điềm tĩnh hơn rất nhiều. Kenty thì dám lao vào nhưng Chiết có được sự điềm tĩnh, và điều đó cũng sẽ giúp cho cái đầu lạnh của Gito bớt đi sự húng lưu của mình trong những tình huống giao tranh gần đây. Và rõ ràng rồi, chúng ta đã nhìn thấy một sự cẩn thận đến từ người chơi hỗ trợ bên phía Heavy trong những pha di chuyển vừa qua. Bật thần môn rất hợp lý kết hợp cùng với Chiết để tạo ra thế đi đường có phần có lợi, dù bên phía Team Flash đã có thêm sự hỗ trợ đến từ Lorion rồi. Đu dây rất hợp lý từ đi chích Ray, nhưng Lách vẫn còn máu, anh ta chưa phải nằm xuống. Bác từ trường nâng lên từ Xuân Bách để dọn lính này. Xuân Bách mất đi tốc biến để bỏ đi rồi, áp lực từ đối phương vẫn là quá lớn và sẽ có được cái trụ này khi mà vẫn còn tơ lính này chăng đây. Heavy nhanh chóng quay trở lại, với đó là cả Chiết, với đó là cả Gito nữa, và sẽ có trụ đầu dành cho Heavy ở tuyến dưới này. Một trụ khá là dễ dàng dành cho đội tuyển Heavy ở khu vực đường dưới. Với những pha thần môn kết hợp cùng với cả Elendor là lướt nữa thì đội tuyển Heavy đã có được cái trụ rất quan trọng ở khu vực đường dưới. Bây giờ thì có thể hoàn toàn đổi cho Elendor lên khu vực đường trên, nhưng quyết định của đội tuyển Heavy vẫn là để Elendor đường dưới để tiếp tục có những cái áp lực ở đường giữa này. Thì Lách bị dí bởi Pro E, Lách đã bị hạ gục Pro E rồi, nhưng mà rất may mắn là Zito anh ta sử dụng kịp cái thần môn của mình để có thể lùi về. Những tình huống liên tục bắt lẻ của đội tuyển Team Flash đang giúp cho họ không bị trôi quá xa trong ván thi đấu này. Kenty chưa bị ất tung bởi Xuân Bách,
và qua đó thì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm quyền soát của đội tuyển Heavy, mặc dù là họ đang là đội thua về một điểm bảng gục so với đội tuyển Team Flash. Chiết đang đẩy khu vực đứng dưới này quá là mạo hiểm, người ta bị bắt bởi Gray. Zitoto thì có thần môn, người ta lui video thành công, lại là một pha tẩu thoát rất ngoạn mục của Zitoto, nhưng mà người đồng đội của anh ta thì không may mắn như vậy. Vừa qua là một tình huống đu hai lần nhịp long chảo rất là lướt từ vị trí của Gray và sau đó kết hợp thêm cùng với viên chiến kích của Elsu, chúng ta đã im để lấy đi mạng của Chiết rất nhanh. Chiết còn quá ít máu, vẫn muốn dướn lên để có thể lấy trụ, đem pha đu long chảo tiếp theo đến từ Gray nhưng không vướng theo vị trí của KDKA rồi. Kenty đã tới tìm mục tiêu, mất đi cầu băng xương đến từ Gray. Gray nằm xuống quá nhanh, Lách đang tới báo lì hủy diệt của mình, hạ xuống từ hai người. Và đó là tình huống mà cả hai người chơi bên phía Team Flash đều phải nằm xuống cùng một thời điểm. Diễn tiến mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếp tục một chiêu cuối đến từ Lách nữa, bão từ trường kích hoạt từ Xuân Bách kích hoạt và nâng được vị trí của Kenty lên. Chỉ khác hơn đó là Chitato, anh ta mất đi cầu băng xương rồi. Gấu đang tới những cú phun băng của mình, Gấu kịp thời hạ cũng tấn công lên Chitato và Chùa nằm xuống quá nhanh. Ở tuyến trên này sẽ có cho mình những từ phòng ngự trụ đến từ Daim, đã là đảo đường từ cả hai xạ thủ rồi. Chiết thì vẫn đang tập trung vào việc lấy trụ, còn Daim vẫn phải đứng, vẫn phải đổi đường cùng với Chiết để có thể phòng ngự những cái trụ còn lại tránh bị hở sườn. Khi mà khả năng lấy trụ của Heavy chính xác hơn đấy là Chiết. Khi mà lính tràn vào, anh ta lấy trụ rất nhanh trước từ Elandor của mình. Nhưng đây là một tình huống phi tiêu rơi kết hợp rơi đêm tốt đến từ vị trí Prori và hạ cũng thành công được Lách thêm một lần nữa. Rõ ràng là dù cho Prori có thể có những vài tình huống xông xáo và nằm xuống, nhưng mà tuy nhiên thì đây là một trong số vị tướng ít cần đồ mà gây được sát thương nhiều nhất ở vị trí hỗ trợ. Tôi nghĩ là như vậy. Một pha combo rơi đêm tốt, một tình huống phi tiêu rơi tốt trước đó, một pha combo rơi đêm với chiếc cuối để dứt điểm đối phương là sẽ đủ để làm tiền đề giúp cho bên phía Team Flash lấy được những điểm bảng gục của những người chơi yêu máu bên phía đối phương. Và họ đã làm được hai điểm bảng gục đem về cho Prori và anh ta cũng đã phải nằm xuống đến hai lần. Hiện tại lượng tiền đang không chênh lệch quá nhiều khi đang là nhỉnh hơn chỉ nghìn tiền thôi dành cho bên phía của Flash. Heavy vẫn đang có một thế đánh tương đối ổn. Ở đường trên này Chiết đã bị kẹt đầu lại rồi. Xuân Bách đã đến cú tốc biến của mình, anh ta counter được pha giật bóng tay chiều Chiết. Vài ta cũng thấy có được Chiết rồi. Một tình huống mà Chiết đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng ta không thể thoát được một khả năng tiên tri từ vị trí của Xuân Bách rồi. Prori đã tới tại đây hạ cùng cả Lách. Một cú đẩy từ cây đẩy được Xuân Bách vào sâu quá. Xuân Bách đã bắt tốc biến từ trước đó nên ta lấy bản điểm số quá nhanh để vụ thua về cho Prori. Và phần còn lại Kenty đang dùng long kiếm để lui về. Kenty chưa phải nằm xuống, Gấu bắc vào phun hoa đối phương thành công. Và Irie cũng đã phải nằm xuống. Đu long trả từ Gray đến từ tuyến sau, cây không còn nhiều máu nữa. Hai người chơi là cây và Chito đang phải thoát nạn, đã phải tìm đường để lui về đến từ hai người chơi này. Gray vẫn đang muốn băng vào nhưng đối phương về nhà được thành công. Vừa qua một tình huống nâng bão từ trường rất hay đến từ Sơn Bách. Chiết đã tính toán trước, anh ta đã tính đến đường lui của mình rồi. Mà dù anh ta vẫn muốn phòng ngự cái trụ đó, nhưng đó lẽ rằng là một động thái hơi có phần hơi tự tin từ vị trí của Chiết. Anh ta đã quá cẩn thận trong việc tính toán đi đường lui, nhưng đường lui của anh ta lại bị tính toán ngược trở lại bởi đó là Sơn Bách và anh ta đã có mặt đến ở thời điểm đó. Xuyên biệt dành cho vị trí Gấu, anh ta hạ cũng được cả Chiết rồi. Chiết nằm xuống một lần nữa quá nhanh. Chiết nằm xuống hai lần liên tiếp ở khoảng thời điểm rất sát nhau. Đúng vậy, Prori chọn mục tiêu là rất tốt, liên tục bắt vào vị trí của Chiết cũng như là vị trí của Lách, khiến cho hai người chơi chủ lực của đội tuyển Heavy phải nằm xuống rất nhiều lần trong khoảng thời gian vừa qua. Và Team Flash sẽ có thêm cho mình đó là con tàu Caesar nữa, còn với Heavy thì nó sẽ đổi lại bằng con rồng này. Về điểm bảng gục thì rõ ràng là đội tuyển Team Flash đang hơn so với cả Heavy, nhưng mà về lượng tiền với 2.000 tiền như thế này thì những cái chất tướng về late như kiểu Irie của Kenty, anh ta vẫn có thể đảm bảo được rằng là về cuối game đội tuyển Heavy vẫn có thể chơi được. Nhưng những gì mà đội tuyển Team Flash làm được trong khoảng thời gian vừa qua là quá áp lực, tổ bị dính một tình huống rơi quỷ rơi đêm của Prui. Và anh ta mất cho mình đó rất nhiều máu, bão từ trường tung ra của Xuân Bách không mất tung được Lách. Và qua đó thì Team Flash sẽ lùi về. Những nước đi của Team Flash vào thẳng khu vực rừng của Heavy cho thấy là họ đang tự tin với sức mạnh của mình ở khoảng thời gian hiện tại. Và với con bài Batman của Prui, cái việc check map ở trong khu vực rừng của đối phương là quá dễ dàng. Và chỉ cần một thành viên của đội tuyển Heavy đi lẻ như là Zitoto, Lách hay là Chiết thôi thì lập tức Team Flash sẽ có một pha tổ chức bắt lẻ tới từ đội tuyển này. Và qua đó thì Team Flash sẽ càng ngày càng có những cái lợi thế. Và đúng ở phút thứ 8, 15 điểm bảng gục tới từ hai bên đã chứng minh cho điều đó. Đúng là như vậy, vẫn là cản vào có thêm một trụ nữa. Chiết bị kẹt lại lần thứ 3 nằm xuống anh ta rồi, phá kén để có quay thêm một chút thời gian mà thôi. Lần thứ 3 mà Chiết nằm xuống Belando trong màn thi đấu này rồi, khoảng cách ta nằm xuống giữa những lần phải nằm xuống thời gian là rất sát nhau. Người ta chết liên tục trong những khoảng thời điểm vừa qua, ít nhất là 3 phút gần nhất rồi. Người ta nằm xuống 3 lần liên tiếp. Rõ ràng đây là một tín hiệu không hề hay một chút nào cả khi người ta là người quan trọng nhất trong chiến thuật di chuyển để lấy trụ của Heavy. Nhưng khi mà Chiết nằm xuống nhiều đến như thế này thì khả năng lấy trụ và năng suất lấy mục tiêu lớn đến từ bên phía của Heavy cũng bị ảnh hưởng tương đối ít nhiều. Bởi rõ ràng Heavy đang xây dựng một đội hình đánh xoay quanh vị trí Elandor rất nhiều thời điểm đầu trận đấu. Và đến cuối trận đấu thì mới là Kenty với những pha gánh mà sát thương. Còn một khi bạn đã lấy Elandor và Rowie, chắc chắn rồi mục tiêu của bạn sẽ là tập trung lấy trụ rất nhanh. Kenty bị dí theo bởi đó là rơi đêm, bởi đó là Gray với Aoi nữa. Sát thương cuối cùng thuộc về cho Aoi, Gray hạ gục được Kenty.
Vừa mới nói đến Katie xong thì ta lên bản điểm số rồi. Đây sao giờ ánh sáng thuộc về cho bên phía tỷ flat. Niềm hy vọng của Heavy ở tiền vệ lại chỉ có thể đập vào Kenty thôi, chứ với một đội hình đánh sớm như là Elandor với cả Iki như thế này mà Heavy không thể làm được gì quá nhiều thì rõ ràng là họ đang thua thiệt hơn rất nhiều so với đội tuyển Team Pháp. Còn với những con bài như là Elsu tướng thủ đây, anh ta đang khá thoải mái trong việc là nhắm những cú viễn chinh kích, và với hai cú viễn chinh kích chính xác của mình thì chết cũng như là Diệt Tuần mất rất nhiều máu của đường giữa, qua đó là Team Pháp sẽ có một cái lợi thế hơn trong việc là kiểm soát khu vực đường giữa này. Cả hai mạng bùa đỏ cũng như là bùa xanh của Heavy đều đang được kiểm soát, lượng tiền đang càng ngày càng được giãn ra bởi Team Pháp. Các thành viên của Heavy biết là Team Pháp đang ở trong cái bụi đó, qua đó thì Heavy sẽ phòng ngự được trong khoảng thời gian này, nhưng những đường cánh đang được đẩy cao. Suman anh ta đang đẩy rất cao ở khu vực đường dưới, và anh ta sẽ có được sự hỗ trợ của Rui nếu như mà anh ta gặp những cái sự nguy hiểm. Chết liên tục bị cầu máu đường giữa này, anh ta mất đi cho mình đó là 2/3 cây máu. Thần vực được sử dụng bởi đó là Rui để hỗ trợ cho Suman lùi về, nhưng đây là một tình huống mà Xuân Bách anh ta báo thị trường quá đẹp để hất tung được hai thành viên của Heavy. Lại là một tình huống tiên tri nữa của Xuân Bách, và anh ta lấy được cái mạng của KA. Xuân Bách vẫn cho thấy một sự quả dẻo với quân bài Lorion. Đối phương mất đi cho mình cầu băng xương rồi. Lách quay chạy sản tư rất đánh đá của Rui. Anh ta có rất nhiều đam ở đây. Nhưng vừa qua là một tình huống tấn công mà có lẽ sát thương đến từ Dain còn là đáng chú ý hơn. Anh ta liên tục có những pha viễn chi kích nhắm thẳng vào vị trí của Chiết, để khiến cho Chiết lúc nào cũng phải dùng phá kén để lui về. Chiết đang thực sự rất thọt trong màn thi đấu này với quân bài Elandor. Và khi mà Elandor khổ ở đầu trận đấu như thế này đến cuối trận đấu, Elandor cũng gần như không được chơi. Phun hoa tự chiêu gấu, gấu đang tìm thấy Kenty rồi. Phun hoa rất là lướt, đối phương bật long kiếm để bỏ chạy, hồi được thêm lượng máu nữa nhưng không ăn thua. Gấu có thể cũng bá đạo rồi, cây đã tới để có thể ước muốn giải nguy cho đội của mình nhưng không được nữa rồi. Xuân Bách ở đây bắn rất đau bởi đó là Chiết mất đi cầu băng sư của mình, bão từ trường với kích hoạt đến Xuân Bách. Nhưng Chiết cũng không thể coi thường được những phát bắn của anh ta, và những người chơi yếu máu bên phía đối phương vẫn là tương đối đáng kể. Pro E kìa, suýt nữa phải nằm xuống nhưng anh ta bị kẹt lại trong hành lang ngõ hẹp tại đây rồi. Anh ta chưa phải nằm xuống bởi gấu đã tới. Gấu có thể sẽ phải nằm xuống thuê cho Bichibuli hay chăng đây. Anh ta còn cầu băng sờ trên người, anh ta tìm nhịp hoa vào cây ấy. Anh ta có chiếc cuối để lui về thành công, và cả gấu Capri vẫn về được. Đây hết sót thành công cây ấy rồi. Cây muốn đuổi theo Pro E, muốn đuổi theo gấu nhưng lại không gặp được bất cứ một ai cả, mà anh ta phải là người nằm xuống cho một pha phản xạ tốt đến từ Dai. Có lẽ bây giờ niềm hy vọng số 1 của Liên Quân, chính xác hơn là niềm vọng số 1 của Heavy đang là vị trí của Kenty mà thôi. Nó cũng giống như cách mà tôi hay bảo anh Tùng khi ta chết hạ cùng tôi, và những kết cục anh ta rất giống với anh Tùng. Và Kenty nằm xuống quá nhanh của bài Irie này. Niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Heavy ở khoảng thời điểm cuối trận đấu đã nằm xuống rất nhanh, chỉ một cú long kiếm mà thôi. Quá dễ dàng để cho Team Fast trong khoảng thời gian vừa qua. Kenty anh ta dường như đang không giữ được cái điều lệnh của mình, khi mà anh ta ở khu vực dưới cũng như là trong tình huống khu vực đường giữa đó thì anh ta cũng liên tục phải nằm xuống. Và với niềm hy vọng số 1 của Heavy phải nằm xuống nhiều lần như vậy thì rõ ràng là Team Flash đang càng ngày càng dễ chơi. Họ sẽ có được cho mình con Seja thứ 3 của ván thi đấu này. Và với một thế trận dễ dàng như thế này thì những công trình của đội tuyển Heavy bị vào đi sẽ là thời gian thôi, quan trọng là thời gian dành cho Team Flash mà thôi. Trụ ở giữa này không còn quá nhiều máu, Diệt Tổ đang giơ mặt của mình ra để có thể chống đỡ. Anh ta bị dính một tình huống rơi đêm của Rui, nhưng mà anh ta vẫn có thể lùi về. Nhưng với cái trụ còn ít máu như thế này thì rõ ràng là đội tuyển Team Flash sẽ dễ dàng lấy nó mà thôi. Đội hình đã được giải quyết. Có lẽ là mục tiêu của Team Flash sẽ là hướng tới con rồng ánh sáng. Thần vực đã được sử dụng bởi Diệt Tổ, cây sẽ rơi vào một tình thế nguy hiểm. Vậy đang dí vào vị trí ok cây về kiểu gì đây? Anh ta có lẽ là hướng tới việc cò quay câu càng nhiều thời gian càng tốt thôi. Nhưng mà lượng sát thương của Gray là quá nhiều. Bori cũng như là Daim đang bọc đầu. Cây đang sử dụng tất cả những gì mình có để có thể lùi về. Tốc biến giật bắn đó là Daim chưa thể hạ được cây A. Và đây là một tình huống 6994 sát thương tới từ cú viễn chinh kích của Daim. Quá là nhiều sát thương đó là Daim, và lấy được cái mạng của cây A. Lập tức tả con xe ra cũng tổng giờ máu luôn. Và sẽ tiếp tục ép lên nữa. Âm cả máu luôn từ vị trí của nó. Ôi đau quá. Những tình huống viễn chinh kích rất sát. Tôi cảm nhận được những tiếng kêu từ bên phía Heavy cho những pha bắn vừa qua. Bên phía đội tuyển Team Flash vẫn là Daim. Vẫn là Daim anh ta đang lao vào. Cực kỳ áp lực đến từ bên phía Team Flash. Đối phương còn cấm trụ, có thể kéo dài thêm khả năng phòng ngự nữa. Nhưng đây là một con Seja đã hết đi khả năng tấn công rồi. Vẫn là trà vào Team Flash, họ đang cực kỳ mạnh mẽ. Với đó là Gray, cú đu long chảo dẻo của mình mất đi cơ băng xương từ Lách. Lách có thể lưu được về thành công. Nhưng chết thì không may mắn được như thế rồi. Đây sẽ là chiến thắng trong bàn thi đấu này thuộc về cho bên phía Team Flash, đang là đẩy đối phương ra nhưng không ăn thua. Và trước khi nằm xuống thì gấu cũng đã có một tình huống hạ gục điểm chuỗi thứ 5 liên tiếp. Xuân Bách có điểm thứ 3 liên tiếp trong bàn thi đấu này, và đó sẽ là 2-1 dành cho bên phía Team Flash trong một kèo thi đấu mà Heavy thực sự đã gặp quá nhiều những áp bức. Một chiến thuật mạnh về di chuyển nhưng xương sống của chiến thuật này là chết nằm xuống quá nhiều, và Heavy phá sản với Elandor và Rowie.
Với Team Flash thì với một con bài độc dị tới từ Bruy, sau 3 năm anh ta không sử dụng thì bây giờ anh ta quay trở lại với con bài này và anh ta có một được chiến thắng khá là thuyết phục. Và con bài Batman của Bruy đã gây ra được rất nhiều khó chịu đối với cả đội tuyển Heavy. Khả năng check map tốt, khả năng dồn down lên mục tiêu và bắt lẻ mục tiêu đơn lẻ của đối phương là cực kỳ tốt. Và với những tình huống tiên tri của sân Bách nữa thì đội tuyển Team Flash sẽ có một chiến thắng khá là dễ dàng trong bàn thi đấu vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ở bàn phân tích sau trận đấu với MC Phương Thảo. Vâng, như vậy là có thể nói rằng sau một khoảng thời gian chia tay ngắn thì Xuân Bách và Lorion đã gặp lại nhau. Và một thời gian ly thân rất là dài thì Broly đã tìm lại Batman trong trận thi đấu ngày hôm nay. Cùng với đó là Elsu rất khét trong tay của Daim nữa. Chúng ta đã có một chiến thắng 2-1 với lần dẫn trước đến từ Team Flash. Và điều gì khiến cho bình luận viên Hồng Quân ấn tượng nhất trong ván thi đấu vừa qua? Có lẽ là con bài Batman của Broly, em xin phép Phương Thảo ạ. Rất lâu rồi thì chúng ta mới chứng kiến Batman của Vi quay trở lại và đúng là anh ta chơi rất hiệu quả với con bài này. Check map liên tục và bắt lẻ được những lách, những chết, những chủ lực của đội tuyển Heavy. Ngoài ra thì Xuân Bách cũng có hai pha tiên tri nữa. Anh ta sử dụng báo từ trường vào thẳng khu vực mà cái thần vực của con bài Rui được sử dụng và anh ta lấy được hai điểm ở cục rất là hay dành cho đội tuyển Team Flash trong hai pha giao tranh. Và sau những tình huống thi đấu hay như vậy thì đội tuyển Team Flash càng ngày càng khỏe và càng về sau chết càng yếu. Kenty thì không thể được mình, anh ta có những pha lao lên hơi ngờ nghệch. Và sau đó thì đội tuyển Heavy để thua một cách khá là chóng vánh. Chính xác là như vậy, Heavy trong ván thi đấu vừa rồi họ đã bị đàn áp khá là nhiều và thực sự là không thể hiện được điều gì quá nhiều để khiến cho Team Flash họ có một chiến thắng xứng đáng trong ván thi đấu này. Và có vẻ như là sau một khoảng thời gian chia tay rồi quay lại thì người ta lại thể hiện được tốt hơn thì phải, khi mà ngày hôm nay cả Batman trong tay của Bruy và Lorion trong tay của Xuân Bách đã tỏa sáng. Và Xuân Bách cũng chính là MVP của ván thi đấu thứ hai. Điểm MVP là 12.3, KDA là 4.18 và tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 57.1%. Có lẽ là phần lớn những pha highlight trong ván thi đấu vừa qua sẽ có sự có mặt của Xuân Bách với Lorion. Và sự quay trở lại của Lorion trong tay Xuân Bách ngày hôm nay có làm cho bình luận viên Huy Popper phải thất vọng không ạ? Tất nhiên là không rồi, anh ta đã nhanh chóng chứng minh được rằng chạm mạch không bằng tay quen lâu ngày vẫn cứ là yên tâm khi cầm cho mình Lorion. Đặc biệt là tình huống anh ta hack não được vị trí của trên của tuyến trên, thực sự một tình huống phải nói là rất kỹ năng từ vị trí Xuân Bách. Xuân Bách vẫn chắc cú với quân bài Lorion và anh ta vẫn đang bảo toàn tỷ lệ thắng 100% của mình với vị tướng này. Rõ ràng là sau khoảng thời điểm lâu ngày bị cấm đi vị tướng này quá thì Xuân Bách dỗi luôn, không muốn pick nữa. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì đối phương đã dành quá nhiều những lượt cấm và những vị tướng nằm trong meta mà quên mất rằng người chơi giữa Team Flash đánh quân bài này nguy hiểm mức nào. Và đây, trong một ván thi đấu có Lorion thì Xuân Bách đã thực sự tỏa sáng với quân bài này. Chính xác là như vậy. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hướng tới ván thi đấu thứ tư, ván thi đấu mang tính chất quyết định rồi, để xem là ngày hôm nay thì nội tại 3-1 có quay trở lại với những nhân đương kim vô địch Team Flash hay không, hay Heavy sẽ một lần nữa cân bằng tỷ số, đó là 2-2. Và với sự lựa chọn bên phía đội đỏ của Heavy, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến phần thể hiện của hai đội tuyển này ở ván thi đấu thứ tư ngay sau đây. Xin mời hai bình luận viên. Sting, phiên bản thế hại Liên Quân Mobile. Idol nào? Bằng idol gắn tím Sting với vị dâu ngon sảng khoái, cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Nam Sting gắn tím đỉnh. Ace Cook. Một khi đã đam mê, thể hiện ngay mới đã. Lẩu Thái tôm đây. Vàng danh lừng lẫy. Nào, sẵn sàng chưa? Một modern ngày mới đã. Yeah. When my love takes me home. My life, my color. Vâng, và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu bước ngoặt và thi đấu có lẽ là quan trọng nhất trong kèo thi đấu này giữa Team Flash và Heavy. Hiện tại thì sau khi để xảy chân một ván thi đấu với việc thử nghiệm đội hình thì bên phía Team Flash đang vừa lên dẫn trước tỷ số 2-1 một lần nữa trong ngày thi đấu này, và chỉ cần một ván đấu nữa thôi thì họ sẽ có được 3 điểm trong ngày hôm nay. Và họ sẽ cùng với cả chúng ta theo dõi trận thi đấu tâm điểm giữa hai đội tuyển đang đứng đầu bảng hiện tại, đó là VK Minh và Simon Tom. Ở trong ván đầu tiên thì đội tuyển Team Flash đã có một chiến thắng khá là dễ dàng với những tình huống thi đấu hay của Xuân Bách, Daim
cũng như là Gray để có được một bàn thắng hủy diệt trước đội tuyển Heavy ở trong bàn thi đấu vừa rồi. Có lẽ trong bàn đấu thứ tư này thì đội tuyển Team Vác vẫn sẽ có một cái tâm lý thoải mái thôi, vẫn sẽ đưa ra những cái vị tướng độc lạ, những bài đánh độc lạ để có thể đối đầu với cả Heavy. Còn với Heavy thì họ chắc chắn là muốn thắng ở trong bàn đấu thứ tư này để kéo dài cái cặp đấu này ra tới bàn đấu thứ năm và có được nhiều điểm số nhất ở trong bài thi đấu hôm nay, bởi mục tiêu của họ vẫn là trụ hạng cũng như là có được một cái số tiền thưởng cao hơn, từ tứ hạng cao hơn ở vị trí trên của mình nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đây, không biết được rằng là đội tuyển Heavy sẽ chuẩn bị như thế nào để có thể là đối đầu với Team Vác trong bàn đấu này. Chứ nhìn những cái gì mà họ đã chuẩn bị, mặc dù là có được những cái con bài phù hợp với meta và có được những cái bài đánh cố định, nhưng cảm giác như là khi Team Vác đánh một cái bài đánh sở trường và một cái bài đánh mạnh hơn thì Team Vác vẫn là đội trên cơ hơn so với Heavy. Đúng là như vậy, Team Vác sau khi sốc được những vị tướng khỏe làm cho meta thì họ nhanh chóng lộ nguyên hình là một đội tuyển nằm trong top 4. Họ dễ dàng đè bẹp được Heavy. Heavy đã rất cố gắng rồi, họ đã chuyển qua đánh một cặp bài Lorion, xin lỗi bạn, đó là Elandor và Rowie, một cặp bài nặng về tính di chuyển và nòng cốt chủ lực dẫn đầu trận đấu thế thuộc về cho vị trí Elandor. Nhưng khi mà chiếc bị nằm xuống liên tục như vậy, khi mà chiếc bị khai thác quá nhiều như vậy thì bỗng nhiên khả năng di chuyển và lấy trụ đến từ vị trí của Heavy, cái cách mà họ muốn trận đấu nó diễn ra theo chiều hướng như vậy, nó đi ngược lại. Và về sau thì khoảng thời điểm đó, khi mà chiếc nằm xuống quá nhiều và khi mà Genki chưa có được những lượng đồ cần thiết để có thể trở thành một Airy gánh, thì Team Flash dễ dàng có được chiến thắng với việc cả năm vị trí đều đang đánh rất hay. Một ngày thi đấu trở lại hay đến từ Lorion, cuộc sống bắt một ngày thi đấu trở lại cũng rất hay đến từ quân bài Batman trên thành Tori. Chúng ta cùng nhau đến ngay với bán thi đấu thứ tư và thi đấu giữa Team Flash và Heavy. Lần này thì Heavy sẽ là đội tuyển nằm về phía phần sân đỏ, dù phần sân đỏ hay xanh thì họ vẫn phải cầm đi Aya mà thôi. Và với việc Team Flash đã chấp nhận là để đối phương có được Aya thì bây giờ họ sẽ không bị gánh nặng mà việc phải cấm đi vị tướng đó nữa, và nhanh chóng là một lượt cấm rất cơ bản từ Heavy. Bên phía của Team Flash cũng có những lượt cấm và quân bài Frantino, lượt cấm mà Frantino trong tay của Gấu đã chơi rất ấn tượng trong bàn đấu vừa qua và thi đấu mà chúng ta vừa mới theo dõi. Quan trọng là Team Flash sẽ cấm đi thêm những con nào mà thôi. Họ có thể cầm đi những vị tướng họ đã sử dụng ở trong bàn đấu trước. Tuy nhiên là Team Flash sẽ cầm đi cho mình vị tướng Mina, có vẻ như là Team Flash sẽ lấy Omen ở trong bàn thi đấu này nếu như mà Heavy không cầm đi vị tướng này. Và với Omen được vượt đường tà thần xe ra dành cho Gấu lên tinh linh nữa thì đây sẽ là một con quái vật ở vượt đường tà thần xe ra và rất khó có vị tướng nào có thể đối đầu, bởi vì là KA, chính xác hơn là Genti, cũng đã sử dụng con bài Airy ở trong bàn thi đấu vừa rồi. Rồi và bây giờ thì đội tuyển Heavy sẽ cầm đi vị tướng Lavil và thả ra Hayate thì cũng có thể sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý dành cho đội tuyển này. Team Flash họ sẽ lập tức lấy cho mình đó là Omen dành cho gấu rất hợp lý mà thôi. Omen với tinh linh ở khu vực đường tà thần xe ra sẽ đem tới một cái sự cứng cáp cũng như là một cái khả năng gây sát thương là rất tuyệt vời. Còn với Heavy họ sẽ lấy những vị tướng nào đây? Có thể đó sẽ là Roshi dành cho Zitoto. Bên phía của đội tuyển Team Flash đã có cho mình, nếu mà các đội tuyển khác mà pick con Omen này tôi còn suy nghĩ, nhưng mà khi mà Team Flash pick con Omen này tôi tin nó dành cho Gấu, tại vì thời gian gần đây thì Gấu chơi con Omen này rất nhiều và đó cũng là một trong số những quân bài ấn tượng nhất của Gấu ở đoạn lượt đi. Anh ta đã có những tình huống cân 2, cân 3 hay thậm chí là cân 4 luôn với quân bài Omen này và rất khỏe. Đây cũng là vị tướng đang có một tỷ lệ thắng khá ổn lượt đi, nhưng bây giờ không còn giữ cho mình một tỷ lệ thắng ấn tượng nữa khi mà Gấu đã sẩy chân trong hai trận đấu gần nhất với quân bài Omen này, và tỷ lệ thắng của vị tướng này đang chỉ dừng lại 50% mà thôi, nhưng đó vẫn là một trong số vị tướng mà anh ta chơi nhiều nhất tại đấu trường hy vọng tính đến thời điểm này từ đầu buổi đến giờ. Đến phía Team Flash hướng tới cho mình Slim, một vị tướng đánh khá late game. Khi mà Thorn không được sử dụng nữa thì những cái vị tướng như thế này đang là những sự chọn khá là ưu tiên. Khi mà bên phía đội tuyển Team Flash đã chọn Hayate, đã chọn Elsu những vị tướng tốt nhất cho Daim rồi, thì nó hướng tới những ưu tiên dưới một chút và sự chọn được họ hướng tới cái an toàn sẽ là quân bài Slim. Kế đến sẽ là vị trí đường giữa. Bên phía của Team Flash, hay chính xác hơn là Sumac đang lựa chọn hộ bên phía của Team Flash vào một vị trí đường tà thần xe ra hoặc là vị trí đường hỗ trợ, đó là quân bài Richter. Bên phía Team Flash thì họ có thể đánh được cả Richter ở đường trên và Omen ở đường trên, thậm chí là hai vị tướng này đều có thể đánh ở vị trí hỗ trợ cho Tempori được, nên đây sẽ là một sự chọn tương đối khó đoán từ bên phía của Team Flash. Cũng là như vậy, Omen giờ này cũng đã được sử dụng ở khu vực đường hỗ trợ khá là nhiều, và Free hoàn toàn có thể đem vị tướng Omen này đi hỗ trợ trong bán thi đấu này. Còn với Heavy thì họ cũng có một sự lựa chọn mở, đó là Roshi KA cũng chơi được và Zitoto cũng chơi được, nhưng với phong cách của Zitoto anh ta muốn chơi công nhiều hơn thì có thể anh ta sẽ lấy một vị tướng hỗ trợ theo thiên hướng công ở trong những cái slot tiếp theo của đội tuyển Heavy. Và sự lựa chọn thứ ba của đội tuyển Heavy để hoàn thành lượt chọn đầu tiên đó là con bài Veres ở khu vực đi rừng. Khi mà Team Flash đã sử dụng cho mình đó là lữ bố đi rừng rồi thì bây giờ Veres sẽ là một vị tướng đấu sĩ còn lại ở khu vực đi rừng khá là mạnh mẽ trong việc kiểm soát cũng như là tạo ra áp lực đầu game.
và tới với cả phây cầm thứ hai, cả hai bên đều ưu tiên cấm đi những con bài ở khu vực đường giữa. Impact thì cấm đi Illumia, còn với Heavy là cấm đầu tiên họ cấm đi con bài Kira và sau đó thì là QC của Sunback. Veres là đi rừng cho tay Kenty, tôi nghĩ là như vậy ở thời điểm này. Thực tế mà nói thì KA cũng không phải là anh ta có một cái sở trường quá tốt khi đánh những vị tướng theo kiểu dạng là đánh thủ ở cánh trên. Rowe thì đang được lựa chọn không ở chỉ ở vị trí đường tà tấn diễn ra mà gần đây đang được nhá tới vị trí đường hỗ trợ rất là nhiều trong tay của Chitato. Nhưng mà chúng ta cùng chờ xem liệu bên Heavy sắp xếp đội hình như thế nào. Với những sự chọn đầu tiên thì cơ bản họ vẫn đang có một cấu trúc lựa chọn tướng rất là giống bên phía Team Flash, đều có những vị tướng theo kiểu giả là làm tiền tuyến trước đã, khả năng chống chịu và tấn công đầu trận đấu đã và kèm theo đó với tướng xạ thủ. Không có bất cứ một sự thể cấm chọn nào quá khác biệt về cấu trúc tướng giữa cả hai bên trong ván trong cấm chọn đầu tiên, trong giai đoạn cấm chọn đầu tiên. Phải đến phase thứ hai chúng ta mới nhìn thấy một sự nhá hàng và quân bài Wonder Woman. Việc có thêm vào Wonder Woman nữa, tôi nghĩ rằng là hoàn toàn họ có thể đẩy cho hai giả thiết xảy ra ở đây. Một là hoàn toàn họ sẽ đẩy cho KA ở vị trí đường trên với quân bài Rosie và sau đó sẽ để cho Wonder Woman trong tay của vị trí Chitato ở khu vực hỗ trợ, hoặc có thể họ hoàn toàn thể hướng tới Wonder Woman đi rừng dành cho vị trí của Kenty. Thực tế mà nói thì những vị tướng mà Heavy lựa chọn cũng như Team Flash lựa chọn đều có thể rất đa năng ở nhiều vị trí khác nhau. Mà tuy nhiên thì bên phía của Heavy đang đảm bảo được cho mình một khả năng hồi phục và tấn công rất mạnh mẽ vì có những cặp bài trùng đánh khỏe trong giao tranh tổng là Veres và Wonder Woman. Trái ngược lại bên phía Team Flash đang hướng tới một đội hình có được sự cứng cáp đầu trận đấu rồi, bây giờ họ muốn cải thiện thêm một chút mà sát thương mà thôi. Sẽ là Iggy dành cho Xuân Bách ở tuyến giữa và cuối cùng sẽ là Airi này. Với cách sắp xếp đội hình này thì Team Flash thì có thể khẳng định được rằng chắc chắn Gray sẽ đi rừng với Airi. Chỉ có điều rằng chúng ta sẽ phân vân không biết rằng liệu Proe sẽ đánh hỗ trợ với quân bài nào, hay chính xác hơn thì gấu sẽ đi đường với vị tướng nào ở khu vực đường tà thần xảy ra. Nó phụ thuộc vào việc đổi tướng đến từ vị trí của Proe và gấu. Chứ còn lại ba vị trí là Slim, Iggy hay là Airi, nó đã quá rõ ràng bên phía Team Flash rồi. Heavy cuối cùng cũng có cho mình một sự lựa chọn tủ dành cho Lách. Đó là quân bài đã giúp cho anh ta có được điểm số hạ gục rất cao và là nằm trong số những người chơi có sát thương lên tướng hàng đầu tại đấu trường Linh Vọng. Quân bài Zata, vị tướng rất hợp sở trường đến từ Lách. Heavy rất muốn thắng trong ván thi đấu này. Chính vì vậy họ đem ra một bài với ba vị tướng đấu sĩ ở phía trên, đó là Rosie, Veres cũng như là Wonder Woman, đảm bảo rằng là đội tuyển này sẽ có một tuyến trên rất mạnh mẽ. Ngoài ra thì Zata có bài tủ của Lách, một con bài mà anh ta gây ra rất nhiều sát thương ở trong đấu trên Linh Vọng năm nay, sẽ một lần nữa xuất hiện ở trong bản đấu thứ tư của đội Heavy và Team Flash. Còn với Chiết và con bé Elsu thì đơn giản đây là một vị tướng mạnh ở trong meta hiện tại mà đội tuyển Heavy cần phải lấy mà thôi. Còn với Team Flash thì sao? Gray sẽ chơi vị tướng Airi ở khu vực đi rừng đường trên gấu với con bài Omen đường giữa Iggy kết hợp cùng với cả Daim như thế này. Với vị tướng Slim nữa thì có thể đối đầu với cả con bài Elsu của Chiết là khá dễ dàng, chỉ cần một tình huống ném lao chuẩn của Daim thôi kết hợp cùng với cả một pha pháo lửa hủy diệt của Sunback nữa thì Chiết sẽ mất đi cho mình ít nhất phải là nửa cây, và đó sẽ là một cái món vũ khí rất lợi hại của đội tuyển Team Flash để có thể đối đầu với con bài Elsu của Heavy ở trong ván thi đấu này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với cả những diễn biến đầu tiên ván đấu thứ tư giữa cuộc đối đầu của đội tuyển Team Flash cũng như là Heavy. Đã có một vài những sự cố nhỏ nhỏ. Thật may mắn rằng nó diễn ra ngay ở đầu trận đấu nên nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện trận đấu cả. Và bây giờ chúng ta phải cùng nhau tạm nghỉ cho một vài giây trước khi mà chúng ta khắc phục được sự cố. Có lẽ là sự cố nó cũng rất bình thường thôi, với những trận đấu đánh theo kiểu dạng là online như thế này thì việc có những trận đấu mà một vài những sự cố xảy ra về đường truyền mạng là một điều rất là bình thường. Hay thậm chí là và nó không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu là được. Còn quay trở lại thì theo một vài thông tin thì có thể rằng nó playoff hay thậm chí là vòng chung kết chúng ta sẽ không phải bình luận online như thế này nữa, thì có lẽ là lúc đó chất lượng cải thiện nó tốt hơn. Nhưng ở thời điểm này thì các đội tuyển đều đang phải thi đấu tại gia và nó cũng đang những cái sự cố ngoại cảnh như thế này đều không thể tránh khỏi được. Đặc biệt như các bạn đã biết thì cái tầm khoảng độ 5:30 đến 6:00 chiều như thế này thì cái băng thông nó bị bóp rất là cao và qua đó thì chất lượng mạng cũng sẽ không được quá đảm bảo. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta có thể yên tâm bởi trận đấu này cũng chưa bắt đầu. Anh Quân thì nghĩ sao? Tôi thì cũng nghĩ như vậy thôi. Nếu mà chúng ta có thể là xử lý những cái vấn đề ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu này thì trận đấu sẽ không bị gián đoạn quá là nhiều. Còn với cuộc đối đầu giữa Team Flash và Heavy này thì tới ván đấu thứ tư thì không biết là Huy nghĩ về đội hình của hai bên như thế nào, nhưng mà với tôi thì tôi thấy rằng là đội hình của bên phía đội tuyển Heavy là một đội hình rất là tiềm năng,
đứng rất là tiềm năng để cho Heavy có thể là đánh song phẳng với Team Flash ở trong bán thi đấu này. Chỉ cần tuyến trên của đội tuyển Heavy làm tốt với những Vered, Rossi và Golden Woman thôi, bắt được vào những chủ lực của đội tuyển Team Flash thì thực ra những con bài như kiểu Omen hay Rutter của Team Flash cũng không thực sự có khả năng áp đảo so với cả tuyến dưới của đội tuyển Heavy. Thành ra là Heavy hoàn toàn có cơ sở để giành được chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Và họ có thể quân bình tỷ số 2 đều và hướng tới ván thi đấu thứ 5. Đúng là như vậy, ở ván thi đấu này tôi cũng không thấy có một sự khác biệt nào hay một sự chênh lệch nào quá lớn về bề tướng cả. Cả hai bên đều có những vị tướng tấn công rất tốt. Bên phía của đội tuyển Team Flash thì là Omen Richter, bên phía đối phương thì là Rossi rồi Veres. Những vị tướng đó hoàn toàn có thể đủ sức để giao tranh đấu, chiến đấu rất là khỏe với cả bên phía của đội tuyển Team Flash. Chưa kể rằng họ cũng có thêm cả Wonder Woman nữa, một vị tướng rất là mạnh về khả năng giao tranh. Rõ ràng đó sẽ có nhiều sát thương hơn, khả năng co quay và hồi phục ở trong giao tranh đến bên phía của đội tuyển Heavy ở những tình huống đầu tiên sẽ là ấn tượng hơn so với cả bên phía của Team Flash. Nhưng nếu như để bên phía Team Flash kéo được dẫn đến cuối trận đấu thì hoàn toàn bên phía Team Flash một đội hình rất cứng cáp. Đó là Omen rất khỏe dẫn về cuối trận đấu, đó là một Richter rất là mạnh dẫn cuối trận đấu, đó là những vị tướng tấn công theo kiểu dạng gây áp lực cao. Có thể kể đến là Irie, một vị tướng đấu sĩ cũng rất đáng chú ý ở đoạn về sau của bán thi đấu. Đội hình của bên phía đội tuyển Team Flash sẽ rất mạnh ở khoảng nửa sau của bán thi đấu này. Còn với bên phía của Heavy thì điểm đầu đến giữa trận đấu sang thời điểm mà họ hoàn toàn có thể áp đảo lối chơi và áp đặt cái cách di chuyển của mình lên bên phía đối phương. Rõ ràng cả hai bên đều có những lợi thế ở nhiều thời điểm khác nhau. Quan trọng là liệu Heavy có thể quay trở lại trong bán thi đấu này hay không. Cá nhân tôi vẫn muốn Heavy quay trở lại trong bán thi đấu này. Họ là một đội tuyển luôn luôn có tiềm năng. Và trong mùa này thì ít ra họ cũng đã cho chúng ta thấy được rằng là họ có sức bật. Họ có sức bật chứ không còn là một Heavy có phần bạc nhược như ở mùa thi đấu trước nữa. Và có vẻ như phải trải qua đến 3 mùa giải thì Heavy bắt đầu mới có được những sự kết nối. Cũng phải thông cảm cho họ thôi, bởi vì họ thay dừng quá nhiều. Và mãi về sau đến mảnh ghép Kenty tôi mới thấy rằng là họ bắt đầu cảm thấy hòa nhập hơn. Nhưng Kenty thì vẫn đang chưa có quá nhiều kinh nghiệm tại giải đấu cấp cao nhất của đấu trường Anh Vọng. Nhưng ít ra thì đây cũng là một sự bổ sung phải nói là vô cùng chất lượng của Heavy so với những vị trí đi dừng trước đó mà họ đem về những mùa giải trước. Và đội tuyển Heavy thì còn có đó là Kenji nữa, mà rất hơi đáng tiếc cho một chút, đó là Kenji thi đấu chưa thực sự tốt ở trong những vòng đấu mà anh ta được ra quân. Chính vì vậy là Kenji bây giờ là chưa được xuất hiện tiếp tục trong những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Heavy, và đó là Kenty. Kenty thì từ những trận đấu của vòng thăng hạng trước khi mùa giải bắt đầu thì anh ta đã thể hiện được rằng là mình là một người chơi có kỹ năng. Tuy nhiên là khi vào một giải đấu lớn như đấu trường Danh Vọng như thế này thì cảm giác là Kenty hơi bị ngợp một chút. Trong một số trận đấu quan trọng thì anh ta đánh cảm giác là chưa thực sự là ăn khớp với cả những người đồng đội của mình thôi. Còn về kỹ năng, về tư duy thì Kenty là một người chơi đi rừng rất có tiềm năng ở đội tuyển Heavy. Còn với Team Flash trong mùa giải năm nay thì Gray và EDC là hai người chơi đi rừng được hoán chuyển với nhau khá là nhiều. Hơi đáng tiếc cho EDC một chút là ở đoạn lượt về thì đội tuyển Team Flash, đặc biệt là vị trí của EDC, chưa thực sự hòa nhập với cả meta hiện tại. Chính vì vậy là trong những trận đấu có EDC thì đội tuyển Team Flash đang chưa giành được một chiến thắng nào ở đoạn lượt về cả. Còn với Gray thì có những trận đấu thua mà cũng có những trận đấu thắng thì Gray đang là người có khả năng thích nghi tốt hơn. Và tới thời điểm hiện tại thì Gray đang là người đánh chính của đội tuyển Team Flash. Và tôi cũng đang rất mong chờ rằng cái sự quay trở lại của EDC nữa thì Team Flash sẽ càng mạnh mẽ hơn ở trong giai đoạn playoff. Đúng là như vậy, bên phía của Team Flash đang phải rất cố gắng để thể có những điểm số tối đa sẽ ảnh hưởng tới playoff. Và chúng ta cũng chỉ còn đâu đó tuần này và tuần sau nữa thôi thì vòng bảng của đấu trường Hy Vọng sẽ chính thức khép lại. Thì có thể rằng là đến những ngày thi đấu cuối cùng thì mọi thứ sẽ lộ diện. Ở thời điểm này top 4 lộ diện rồi, chỉ có điều rằng thứ hạng của đội tuyển vẫn chưa là chắc chắn mà thôi. Rõ ràng là chúng ta đã trải qua một vòng bảng phải nói là nhiều những cảm xúc, những bất ngờ đã xảy ra và chuẩn bị hướng tới vòng playoff. Các bạn đừng quên rằng thì vòng playoff của năm nay chúng ta sẽ áp dụng thể thức là nhanh thắng nhanh thua, và hai đội tuyển nhất và nhì bảng sẽ chắc chắn có vé đến với cả giải đấu quốc tế AIC 2021. Còn hai đội tuyển ở vị trí hạng 3 và hạng 4 sau khi vòng bảng kết thúc sẽ phải đánh một trận playoff nữa để phân định được tấm vé cuối cùng. Qua đó thì đội tuyển nào cũng muốn có được cho mình vị trí nhất và nhì bảng để có thể chắc chắn mình sẽ ra quốc tế. Tại vì tấm vé quốc tế là một tấm vé mà tôi nghĩ rằng là bất cứ một đội tuyển nào tại đấu trường Hy Vọng đều muốn có nó cả. Nó đều rất là quan trọng. Còn ngay sau trận đấu này thì các bạn cũng đừng quên rằng trận đấu tâm điểm ngày hôm nay sẽ diễn ra. Một trận mà tôi có thể tự tin gọi nó là bây giờ đã là derby phương Nam rồi, giữa VGaming và Sài Gòn Phantom, khi mà hai đội tuyển này sẽ chạm trán với nhau. Sài Gòn Phantom hiện tại đang cho thấy một phong độ hủy diệt của mình, nhưng mà trước khi họ có được chuỗi thắng đó thì họ đã vấp ngã trước đội tuyển VGaming. Còn với VGaming thì họ cũng đang cho thấy rằng họ là đội tuyển cực kỳ mạnh và trở thành một thế lực tại mùa giải năm nay. Nhưng mà về cá nhân của tôi thì tôi đang dành rất là nhiều những cái sự quan tâm và cái sự niềm tin của mình cho những bóng ma Sài Thành trước tư thế của VGaming. Mình còn nghĩ rằng
Với tôi thì tôi thấy rằng là Sài Gòn Tôm đúng là đã có một cái cuộc lột xác ngoạn mục ở giai đoạn lượt về. Khi ở giai đoạn lượt đi chúng ta thấy được rằng là Sài Gòn Tôm hay để thua trước những đội tuyển được đánh giá là ngang cơ như kiểu là Vi Kim Minh hay là Tipfat. Còn ở trong lượt về thì họ đang thắng liên tục các đội tuyển này để có thể là chính xác là họ đang thắng liên tục để có thể là quay trở lại với cả ngôi nhất bảng ở trong giai đoạn lượt về. Rõ ràng những gì mà team Sài Gòn Văn Tôm đã thể hiện cho thấy được rằng là họ thích nghi với cả meta rất tốt. Vi Kim Minh cũng tương tự như Sài Gòn Văn Tôm, cả lượt đi cả lượt về họ đều đánh ngay. Và với những gì mà hai đội tuyển đã thể hiện ở trong những vòng đấu đã qua thì rõ ràng đây sẽ là một cái cuộc đối đầu tâm điểm giữa hai thế lực của miền Nam, hai thế lực của miền Nam. Và chắc chắn rằng trận đấu này sẽ rất gay cấn. Không biết là Huy Popper suy nghĩ gì về kết quả của ngày hôm nay nhỉ Huy nhỉ? Dạ, tôi cũng vừa bảo tôi đã nghiêng về Sài Gòn Văn Tôm rồi. Tôi nghĩ ngày hôm nay thì tỷ số ra 3-1 cho đến từ Sài Gòn Văn Tôm. Tại vì các bạn là gần 3-1, đây 3-1 đúng không? 3-1 nhiều, thành ra là mình cũng, đúng rồi, cũng tự tin. Cũng tự tin lắm. Chung là như tôi thì tôi cũng thật sự là tôi cũng đang rất là nghiêng về bên phía Sài Gòn Văn Tôm nhiều hơn. Tôi cũng mong rằng là Sài Gòn Văn Tôm sẽ có được một chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đội tuyển Vi Kim Minh, sẽ là một trận đấu gay cấn hơn, chứ nếu mà nó kết thúc với một cái tỷ số nó ngắn quá thì chúng ta xem chưa được đã. Nhưng mà Vi Kim Minh thì cũng rất là khó lường khi mà Vi Kim Minh đang càng ngày càng thể hiện rõ ra là mình là một đội tuyển có tiềm năng như thế nào ở trong giải đấu năm nay. Những cái chiến thuật vừa độc lại còn vừa hiệu quả nữa thì còn Sài Gòn Tôm thì lại bám sát vào meta hơn, có một cái lối đánh phù hợp hơn. Và Yiwei ở trong đoạn lượt về này tôi rất bất ngờ với anh ta, khi mà Yiwei đang là thành viên tỏa sáng ở đội tuyển Sài Gòn Tôm với rất nhiều trận đấu mà anh ta thi đấu hay rồi. Và với những ngôi sao trẻ của mình lại có được phong độ cao như thế này thì thật sự cái ngôi đầu bảng dành cho Sài Gòn Tôm ở thời điểm hiện tại là rất xứng đáng. Đúng là như vậy. May quá, đang chuẩn bị hết chuyện với cả anh Quân. Sau khi mà chúng ta đưa ra dự đoán thì trận đấu đã quay trở lại rồi. Và chúng ta cùng nhau đến ngay với bán thi đấu thứ tư giữa Team Black và Heavy. Một bán thi đấu mà do sự cố diễn ra ngay từ đầu nên nó không ảnh hưởng quá nhiều với các tuyển thủ. Nếu mà cũng lắm, nếu mà có vấn đề thì cũng chỉ đơn giản là cấm chọn lại thôi, chứ cũng chả có vấn đề gì cả. Và ngay lập tức là những tình huống di chuyển đầu tiên, khi mà chúng ta đã thấy rồi ở khu vực tuyến giữa này thì Black đang di chuyển khá tự tin. Anh ta có mặt, chính xác hơn là Xuân Bách, anh ta có mặt sớm hơn, có mặt tại đây. Gấu đang tấn công rất đau và cây AK mất đi tốc biến rồi. Xuân Bách đã tới, Xuân Bách đang thả diều, vẫn thiếu đi một chút đam nữa và chưa có điểm gục đầu tiên, chưa có chiến công đầu thuộc về cho bên phía Team Flash. Team Flash đã chủ động giao tranh ngay từ những phút đầu tiên và suýt chút nữa họ đã lấy được cái mạng của người chơi KA bên phía đội tuyển Heavy. Nhưng mà vẫn chưa có quá nhiều những cái điều khó khăn dành cho đội tuyển Heavy, khi mà bây giờ thì họ vẫn đang kiểm soát được ở tất cả các khu vực đường. Ở trong ván thi đấu này thì đội tuyển Team Flash sẽ để cho Slim của Daim lên khu vực đường trên kiểm soát con rơi trước, còn để cho Omen xuống khu đường dưới để đối đầu với Elsu. Elsu đang cười lên lính rất nhanh và ta đang có những bước di chuyển lên khu vực phía trên rồi. Bên phía đội tuyển Heavy chuẩn bị cho hang rơi thủ vệ này là khá kỹ. Kenty đang băng vào đầu tiên, anh ta đã có những tình huống quất roi, tuy nhiên là Bree chưa bị giữ lại. Bên phía của đội tuyển Heavy đang tập trung rất đông người lên khu vực rơi thủ vệ này và họ là người có được con rơi này. Team Flash đang có mặt với đủ cả 4 người, một cú ném kiếm khí tốt tới vị trí của đó là Gray nhưng chưa góc vào. Đối phương có cho mình huyết xích rồi. Ở ván thi đấu này thì người chơi quân bài hỗ trợ không phải là KA với quân bài Rosie mà đó sẽ là Veres trong tay của G Turtle. Khá bất ngờ khi mà họ được chọn quân bài Veres là một quân bài hỗ trợ nó phù hợp phong cách tấn công đến từ Turtle mà thôi. Nhưng những gì mà chúng ta thấy những vòng đấu thi đấu gần đây thì Turtle là một người chơi hệ mạnh dạn, tự tin và quyết liệt, mà đôi khi sự quyết liệt thái quá của anh ta cũng đã đem đến nhiều những hậu quả đến với của Heavy. Sự đột biến từ vị trí của Turtle là điều rất quan trọng, nhưng đột biến thì luôn luôn có hai mặt. Và ít nhất thì trong bán thi đấu này, trong trận thi đấu này thì bên phía của Chitato cũng đã cho thấy được cái sự điềm đạm hơn rất nhiều khi phối kết hợp cùng với cả Chiết khá tốt ở vị trí đường dưới. Dù họ vẫn đang bị dẫn trước với Team Flash với tỷ số là 1-2. Ở khu đường trên này thì Chiết đang có mặt, cú nhắm hơi lâu nhưng cuối cùng vẫn chính xác vào Daim. Daim mất đi khá nhiều máu. Ở bán thi đấu này thì Daim chơi Slim, một vị tướng sẽ không quá khỏe do đi lên đoạn đầu trận đấu và là vị tướng thiên nhiều về late game hơn. Anh ta phải chống trụ ở trong khoảng thời điểm mà mình còn chưa có tiếng nói quá lớn. Khoảng thời điểm mà anh ta thực sự lớn sẽ khoảng thời điểm sau phút tiền thứ 15. Đó sẽ là lúc mà Slim chín chắn nhất và dậy thì thành công. Anh ta hoàn toàn sẽ có sức sát thương lớn. Nhưng ở thời điểm này thì chắc chắn rồi, Chiết là một chất tướng khỏe từ đầu đến cuối game với quân bài Elsu. Đúng là như vậy, chính vì vậy là Team Flash đang phải né giao tranh khá là nhiều.
Team Black đang để cho Dai được thi đấu theo kiểu là đối đầu với cả người chơi đấu sĩ của bên phía đội tuyển Heavy. Thành ra Dai đang phạm khá là thoải mái ở đường dẫn này, có một tình huống giao tranh. Lách bay lên với tiên diệt của mình đó là 5 stack và Free vẫn chưa phải nằm xuống. Bây giờ Lách bắt cho mình đó là cái tốc biến rồi. Gấu lao lên, Gấu sắp được thành công vào vị trí của Lách và Gấu có được chiến công đầu. Firsting kill dành cho đội tuyển Team Fast, một tình huống vây bắt khá tốt vào vị trí của Lách. Lách đã anh ta tự tin là anh ta có thể hạ gục được Pui, và đúng là anh ta chỉ thiếu một chút sát thương thôi, nhưng mà chừng đó sát thương là đủ để cho Pui có thể chạy về. Và Lách thì anh ta mất đi cho mình thiên dược rồi, tốc biến là không đủ để cho anh ta giữ được cái mạng của mình. Bây giờ Team Flash có được chiến công đầu, nhưng với việc là Team Flash đã mất đi rất nhiều chiến thức quan trọng, thì đội tuyển Heavy sẽ đang hướng tới con rồng. Đường lao lên của Pui giữ chân được Kenty trong một thời gian ngắn mà thôi. Ở đây một cú tiếp tục lao lên của Gray nữa, và đó là ai đã phải nằm xuống, nhất chứ ai phải nằm xuống cả. Bấm vào có băng xương, đấy là vị trí của Gray. Gray đang cố gắng lùi về nhưng không lùi về được rồi, bởi vì thân dực của Lách đã có quá nhiều sát thương. Và Heavy gỡ lên được một điểm bằng gục cùng với cả con rồng hắc, con rồng ở khu vực đường dưới. Rõ ràng đó là một tình huống mà Gray muốn băng vào với cùng Irie để có thể tranh cướp rồng với cả bên phía đối phương với sự cơ động đến từ phương bài Irie. Nhưng có điều rằng nếu không có quá nhiều sát thương của Uzi tốt đến từ Digital, anh ta băng vào đam mạch xích của mình hạ cũng thành công được smash rồi. Chết đã tới, bóc đầu căng ngang đối phương đến từ bên phía của Team Flat. Proe vẫn có thể chống chịu được thành công với cơ bài Richter này. Anh ta nhanh chóng ra dọn tân lính ở khu vực tuyến dưới này. Rõ ràng Heavy đang lấy thịt đè người trong khoảng thời điểm mà Team Flat đang chưa có được sức mạnh về khả năng giao tranh. Và như những gì mà chúng ta đã phân tích với nhau trước khi trận đấu này bắt đầu, thì những chất tướng đánh đầu game bên phía Heavy đánh giá là cao hơn rất nhiều so với cả những chất tướng bên phía của Team Flash. Team Flash sẽ thực sự khỏe ở đoạn cuối game khi mà những quân bài đấu sĩ có sự cứng cáp, và khi mà Dai đủ khỏe với quân bài Slim rồi, một tình huống mà suýt nữa Jito nằm xuống. Nhưng anh ta vẫn còn một lượng máu nhỏ để lùi về. Áp lực đến từ bên phía của Heavy đang là khá lớn sau khi họ có cho mình con rồng ánh sáng đầu tiên. Mà tuy nhiên thì lượng tiền chênh lệch giữa Heavy và Team Flash gần như là không có thời điểm này. Lách với Zata vẫn chơi theo đúng sở trường của anh ta. Anh ta đang khiến cho Team Fast gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước đó thì Lách suýt chút nữa hạ gục được Bree, và sau đó thì anh ta có được một điểm bằng gục nữa. Bây giờ thì mọi thứ đang nghiêng về đội tuyển Heavy. Digital vẫn đang thiệt đúng cái chất tướng của mình, đó là con bài có khả năng băng lên. Và ở đường trên này Daim bị kéo trở lại bởi keo lửa của KA, và chắc chắn anh ta sẽ phải nằm xuống mà thôi. Còn có bước xương tới từ vị trí của Daim bị làm choáng, đó là Daim rồi. Bree ở đây hỗ trợ là không kịp. Và đội tuyển Heavy có được cái mạng của Daim, nhưng ở đường dưới thì Gấu solo kill thành công vị trí của Chiết. Một bên mất đi cho mình đó là một điểm bằng gục, và đều là những người chơi xạ thủ. Đúng là đội tuyển Heavy đã có những tình huống vây bắt và bắt được những điểm bằng gục tốt, nhưng Gấu đã tỏa sáng ở trong bàn thi đấu này. Trước đó là một tình huống sát vực vào vị trí của Lách, và bây giờ lại là một tình huống nữa mà anh ta solo kill được vị trí của Chiết, trong khi Chiết có cho mình đó là cái tốc biến cũng như là cái giật bắn. Hai đội tuyển đang chơi một cách cực kỳ sòng phẳng ở trong bàn thi đấu này. Đúng là như vậy. Rõ ràng Smash rất là sợ những quả áp sát và những pha đặt mệnh xích đến từ Digital, ít nhiều cũng sẽ khiến cho Smash gặp nhiều khó khăn. Cuộc đường giữa này vẫn đang là áp lực đến từ phía của Heavy, chỉ có mình Dai mà thôi. Để mà yêu cầu Dai phải phòng ngự tên lính này một mình là quá khó với anh ta. Đối phương muốn ăn quyết tâm đến cái trụ đường giữa này, giao tranh nổ ra. Bên phía Team Flash muốn đánh nhau nhưng thiên dực là quá đẹp mắt từ Lách, anh ta lấy đi mạng của Dai rồi trước khi phải nằm xuống bởi đó là Gray. Trụ đường giữa vẫn còn y nguyên, còn ở tuyến dưới này thì Gấu đã tranh thủ lấy được cái trụ thứ hai của tuyến dưới rồi. Và qua đó thì pha đổi trụ này là không thành công bên phía của Heavy, họ sẽ bị lỗ khá nhiều. Họ dồn rất nhiều nhân lực ra khu vực đường giữa khi chỉ có mình Dai phòng ngự mà thôi. Nhưng mà Team Flash đã có mặt kịp thời, một pha quyết tâm lao vào đánh từ cả vị trí của Proe lẫn cả vị trí của Gray với cô bạn Irie nữa, và vẫn giữ được cho mình cái trụ đến từ bên phía của Team Flash. Dù phải mất đi một điểm hạ gục khi mà Lách có những cú thiết thực bay rất hay, Heavy vẫn đang lấy đi lợi thế là một đội tuyển khỏe đầu trận đấu để có thể tràn qua cướp hết tài nguyên rừng đến từ Irie trong tay của Gray. Gấu đang tới để hội quân rồi, Gấu đang tìm mục tiêu thành công hay không đây? Vẫn còn chưa quên chia tổ, anh ta thoát ra bên kia bờ tường. Pháo lửa hủy diệt kích hoạt ở đây, Pui gặp ngay chia tổ ở đây. Tránh một dương gặp vỏ dừa, anh ta lấy đi mạng của chia tổ rất nhanh. Ở tuyến còn lại thì Lách đang bay với thiên dực của mình và hạ gục được cả Proe nữa. Chỉ là đổi mạng mà thôi. Nhưng bên phía của Heavy thiệt hại đến hai người với việc Gấu đã kịp thời hội quân lên sớm hơn so cả KA. Anh ta di chuyển nhanh hơn với Omen, anh ta đẩy lính cao lấy lên cái trụ thứ hai, di chuyển sớm hơn ở hang Caesar bạo chúa. Xin các bạn, đó có hang Caesar trước người chơi cầm Rosie bên phía đối phương, đó là KA. Và thành quả là bên phía của đội tuyển Team Flash thì tới lấy đi được 2 điểm ở bên phía đối phương. Lách là tuyển thủ sử dụng được Zata nhiều nhất sau vòng 11 với 10 lần sử dụng, một con số khá ấn tượng với Lách. Đây là vị tướng mà Lách đã chơi rất nhiều trong khoảng thời gian đầu lượt đi. Và đây một tình huống tấn công đến từ vị trí của Lách với thiên dực của mình. Ta tiếp tục bay lên thiên dực thành công và hạ gục được cả Daim rồi. Một lần nữa anh ta cho thấy sự hoa mỹ của mình khi được cầm vị tướng tủ trong tay, một vị tướng mang đúng nghĩa một trung phong đường giữa đích thực bên phía đội tuyển Team Flash.
ăn mạng và săn bàn là những gì mà người chơi đứng giữa đội tuyển Heavy hướng tới. Chính xác hơn là Heavy hướng tới cho bán thi đấu này. Gray đang cố gắng để phòng ngự cái trụ đầu đứng giữa trước sức ép đến Chitato. Những đường trên này thì Sunback của Free cũng đang tương đối khó thở. Kenty đang có mặt với Wonderman đi rừng. Trụ bị lấy đi chỉ còn nửa máu mà thôi. Vered muốn căng ngang nhưng Gray đã có mặt và qua đó thì Heavy lùi. Chitato đánh rất thô bạo và vừa rồi anh ta cũng cướp đi con bọ hung của Gray ở trong ngay khu vực rừng của vị trí đi rừng bên phía đội tuyển Team Fast. Rõ ràng là Heavy mặc dù thua tiền và thua về cái trận một chút, tuy nhiên là họ vẫn đang kiểm soát được những cái tình huống mở khởi động giao tranh. Còn bên phía đội tuyển Team Fast thì điểm sáng của đội tuyển Team Fast ở trong ván thi đấu này đang là gấu với con bài Ome. Anh ta đã có cho mình đó là 3 điểm ở gục đường dưới cây, bị vây bắt bởi 3 thành viên bên phía đội tuyển Team Fast và có lẽ là cây ấy khó về rồi. Điểm mà gục dành cho Burido. Ngược lại thì Team Fast ở đường trên một mình gấu cân hết, gấu chém được một người, gấu chém được người thứ hai, đó là chết gấu bị shut down bởi các thành viên bên phía đội tuyển Heavy. Nhưng nhìn chung thì đội tuyển Team Fast vẫn có lợi trong tình huống thi đấu vừa rồi với 3 điểm ở gục của đội tuyển Heavy. Rõ ràng là gấu lấy được quá nhiều thứ đi, tạo ra khoảng trống để cho Gray lấy được cái trụ này. Dù đã có Vedet có mặt để phòng ngự rồi nhưng rùa không thể nào phòng ngự được cái trụ đầu đứng giữa này. Đối phương đang càn vào tại khu vực tuyến giữa này, cùng với đó là cả Slim nữa. Tốc độ lấy trụ là khá nhanh, vẫn là băng bằng quyết sinh long kiếm từ Gray. Anh ta muốn chơi Toto mất đi cho mình chưa cuối để bỏ chạy. Vlad đang đẩy kỷ lục trận đấu nhanh hơn bao giờ hết khi mà gấu đang tỏa sáng cho ván thi đấu này với quân bài Omen. Anh ta di chuyển sớm, hoàn toàn thắng đường so với cả KA. KA trong 2 năm trở lại đây thì chưa bao giờ anh ta đánh giá cao chất tướng theo kiểu dạng phòng ngự đường trên cả. Và Rosie cũng không phải là một vị tướng sở trường đến từ KA, kể cả trong thời điểm Hoàng Kim, là thời điểm mà KA nằm trong top những người chơi đường tà thần ra hàng đầu tại Việt Nam, thì những phong cách đánh theo kiểu dạng phòng ngự đường trên chưa bao giờ là điểm mạnh đến từ anh ta. Omen trong tay của gấu có sự chủ động đẩy lính rất nhanh, lấy được trụ tạo khoảng trống, lấy double kill và câu được một khoảng trống rất lớn ở cánh giữa, giúp cho Gray lấy được cái trụ đầu đường giữa quan trọng bên phía Heavy. Hiện tại thì lượng tiền đã là cách biệt lên 3.000 tiền sau khi mà gấu làm được quá nhiều thứ và tạo ra quá nhiều tiền đề cho Flat. Hiện tại thì dù đã Even đang xuống đến 3 điểm ở gục nhưng anh ta cũng đang không thua thiệt về lượng tiền so với cả Elsu. Y vẫn đang đảm nhận được khả năng farm kinh tế tốt 7.000 tiền từ vị trí của Daim. Với việc có luyện kim, cây ấy có một cú keo lửa tốt ở đây, đang kéo được gấu rồi. Vừa mới khen gấu xong, anh ta nằm xuống quá nhanh, một cú keo lửa cần thiết thời điểm này để Heavy có thể quay trở lại được, băng vào quất roi đối phương. Vẫn còn cho mình giáp tay thần kỳ, Sobek bị giữ chân lại được rồi, có cái lao cơ khí có từ Daim và Sobek lui về thành công. Một pha giao tranh mà hoàn toàn Heavy có thể lấy được hai mạng. Khoảng trống ở cánh trên đang là có cho Irie trong tay của Gray, có thể lấy trụ và tốc độ lấy trụ từ Irie là rất nhanh, vẫn có lợi thế về khả năng di chuyển đi flat. Còn vừa qua một tình huống mà bên phía của Heavy cần có những điểm hạ gục như vậy để có thể giành được thế kiểm soát khi đối phương đang chiến thắng trên mọi mặt trận. Ui, đối bị vây bắt bởi Zito cũng như là Kenty và anh ta suýt chút nữa đã phải nằm xuống rồi. Công thủ toàn diện bật ra là cực kỳ chính xác. Kenty sử dụng cho mình đó là chiêu cuối giáp tay thần kỳ và không làm tròn ai cả. Phá lửa diệt tung ra của Sobek là chuẩn, nhưng anh ta cũng phải nằm xuống bởi một tình huống thiên dược rất đẹp của Lách. Lách bây giờ hết thiên dược rồi, anh ta sẽ bị hạ gục ở đây bởi 4 thành viên bên phía Team Fast. Tốc biến đất tung vị chiêu KA lên, KA không còn tốc biến nữa và KA chắc chắn sẽ phải nằm lại. Điểm gục dành cho Gray của Team Fast, qua đó Team Fast có được 3 điểm gục của Heavy. Một tình huống giao tranh mà tưởng rằng là Heavy là đội chủ động hơn khi mà bắt vào Free. Tuy nhiên, những gì mà Flat phản công lại thì lại quá tuyệt vời. Free chống chịu và anh ta câu được rất nhiều chiêu với phía đội tuyển Heavy. Và khi mà Kenty Lách mới đi cho mình đó là chiêu cuối rất quan trọng rồi, thì hai vị tướng này rất yếu và từ đó thì team Flat dồn lên và có được 3 điểm gục của Heavy. Và bây giờ sẽ là con xe ra bóng tối mục tiêu duy nhất trên bản đồ thì hiện tại dành cho team Flat. Zitoto nhăm nhẹ ở đây, anh ta chả làm được cái gì cả, chỉ là những tình huống hù dọa tới từ Zitoto mà thôi. Đội tuyển Team Fast mặc dù họ không phải là đội chủ động trong những pha giao tranh, nhưng những gì mà Team Fast làm đó là phòng ngự và phản công một cách cực kỳ hiệu quả. Và bây giờ thì mọi thứ vẫn đang dành cho Team Fast với 7.000 tiền chênh lệch. Wow, Daim đang có đến 8.900 tiền, so sánh hơn 7.000 tiền chỉ có trên người của Chiết mà thôi. Anh ta thậm chí còn cẩn thận đến mức lên cả đai kháng phép nữa để có thể khiến cho những pha băng vào đến từ vị trí của Lách gặp nhiều khó khăn. Rất cục xúc sẵn sàng hy sinh một slot đồ của mình và một vị tướng co và một trang bị có khả năng kháng phép. Và điều đó sẽ khiến cho Lách ít nhiều không gây được quá nhiều sự khó chịu lên vị trí của Daim như trước đó nữa. Như trước đó thì cả 3 điểm bản gục của Daim phải nằm xuống thì có trong đó đóng góp đến 2 điểm gục thuộc về cho Lách. Cứ bay bên thiên dực của mình lao yeah. Chính xác từ đó Daim rồi. Mất giật bắn để lui về đó là chết. Lách đang cố gắng dùng thiên dực để có thể dép được tên lính này và anh ta dép được thành công. Tuy nhiên thì Team Flash vẫn có cái áp lực rất lớn ở khu vực tuyến dưới này. Vừa qua pha lao cực kỳ rất đau, sát thương từ đây đang làm cực kỳ lớn rồi.
Jito tìm thấy góc rồi, ta muốn băng vào tấn công đây, ta không ăn thua. Cùng diệt quỷ đã có mặt từ Froy rồi, phá đầu hình diện phép bắt đối phương đến từ sân bách chết đang mất đi quá nhiều máu. Sẽ có được siêu cấp đầu tiên cho bên phía của team Flash. Chính xác hơn được siêu cấp thứ hai khi mà gấu đã kịp thời lấy được cái trụ ở cánh trên rồi. Heavin gãy đi hai tay và chỉ còn một cái trụ đường giữa mà thôi, họ mất đi cả chân giữa luôn. Đó sẽ là ba đường siêu cấp của bên team Flash, họ bỏ người đến nhà, đó là gấu. Gấu đang nhồng lên, gấu có tơ vào trụ, gấu bỏ người đến nhà và gấu thành công. 3-1 cho màn thi đấu này thuộc về team Flash. Họ sẽ có được thêm 3 điểm nữa để cải thiện thành tích của mình trong vị trí top 4 và có thời gian nghỉ ngơi sớm để chứng kiến trận đối đầu tâm điểm ngày hôm nay giữa VK Minh và Sài Gòn Phantom. Một chiến thắng không quá dễ dàng bởi của team Flash, bởi vì là đội tuyển Heavy cũng đã có những cái tình huống chủ động mở ra giao tranh và có được những cái điểm ở gục với Zata của Lách. Nhưng mà đội tuyển team Flash lại phòng ngự phản công quá hay. Và trong tình huống giao tranh cuối cùng, Chiết đã bị cấu máu rất nhiều bởi Daim. Và Daim ở trong khoảng thời gian cuối game là một con quái vật với những cú phi lao của mình. Mặc dù là đội tuyển Heavy cũng đã cố gắng nhồng lên với Z-Total, nhưng mà chứng đó là không đủ. Và để hiểu rõ hơn về những vấn đề của đội tuyển Heavy gặp phải trong màn thi đấu vừa rồi, chúng ta sẽ tới ngay với bàn phân tích với MC Phương Thảo. Như vậy là 3-1 là kết quả chung cuộc nghiêng về team Flash trong cuộc đối đầu với Heavy ngày hôm nay. Nội tại 3-1 đã quay trở lại với team Flash và rõ ràng ở trong ván thi đấu thứ tư quyết định này, Heavy đã gây được khá nhiều khó khăn cho team Flash, thậm chí là ở giai đoạn giữa trận đấu thì thế trận đang là cân bằng. Vậy lý do lại tại sao mà Heavy cuối cùng lại phải nhận thất bại theo bình luận Hip Hopper? Thật khó để nói về những gì mà Heavy phải trải qua. Họ vẫn là một đội tuyển như vậy, một ngôi sao le lói trong một bán đấu và gãy trong tất cả các bán thi đấu còn lại. Thứ nhất phải nói đến vấn đề của đường tà thần Seiza. KA vốn dĩ chưa bao giờ được coi là một trong số những người chơi đánh cánh thủ tốt ở khu vực đường tà thần Seiza cả. Và anh ta cũng thực sự lóng ngóng với quân bài Roshi khi phải đối đầu với cả một Omen quá tủ cho tay của gấu. Vấn đề thứ hai nữa là bên phía của đội tuyển Flash liên tục là những khả năng di chuyển khó chịu đến từ Flash. Họ luôn luôn cho thấy một cái ưu điểm lớn khi lúc nào cũng khiến cho đối phương, những đội tuyển đánh giá thấp hơn về khả năng di chuyển và kiểm soát, bị hở cánh. Và một lần nữa chúng ta thấy được Gray thoải mái có khoảng trống để lấy trụ như thế nào. Và cuối cùng cái câu hỏi lớn nhất đặt ra đây chính là phong độ của Heavy. Heavy không phải là một đội tuyển có phong độ ổn định, và không phải ván thi đấu nào Heavy cũng thi đấu với một tâm thế là thực sự quyết tâm ở tất cả năm vị trí cả. Ý tôi không muốn nói rằng là Heavy không phải là họ không đủ quyết tâm để hạ gục với team Flash, mà họ đang hơi bị mất tập trung cho những bán thi đấu sau đó. Dù họ đã có những tình huống để có thể quay trở lại bán thi đấu này rồi, Chiết không có những tình huống bắn eo xu nào tệ cả, anh ta bắn eo xu rất tốt trong bán thi đấu này. Nhưng tìm chung lại thì cái sự rời rạc của Heavy luôn luôn tới những khoảng thời điểm mà họ dễ bị tổn thương. Và trong bán thi đấu quyết định này thì mọi thứ cũng là tương tự, họ vẫn phải chấp nhận một trận thua trước team Flash. Tức là xét về mặt cá nhân thì rõ ràng là bên phía của Heavy từng tuyển thủ đều có điểm sáng của riêng họ, nhưng không hiểu sao cứ có một vài pha phối hợp nó hơi khó hiểu một chút, nó hơi quyết định sai một chút, và cuối cùng thì họ rất khó có được chiến thắng chung cuộc trước những đội tuyển như là team Flash. Và MVP trong ván thi đấu thứ tư vừa qua để khép lại trận thi đấu hôm nay giữa team Flash và Heavy đó là Froy với con bài Richter của mình ở vị trí trợ thủ. Điểm MVP là 12.4, KDA là 3.16 và tỷ lệ phần trăm tham gia giao tranh là 69.2%. Bình luận viên Hồng Quân đánh giá như thế nào về Froy và phần thể hiện với Richter trong ván thi đấu vừa qua? Tôi khá là bất ngờ khi mà tôi nghĩ rằng là trong ván thi đấu này thì Gấu hoặc là Dai mới là MVP cơ, mà cuối cùng thì Froy lại là MVP. Bởi vì trong ván thi đấu này thì Gấu cũng đã thi đấu rất hay với những cái pha solo kill Chiết, rồi những cái tình huống mà 2-4 và lấy được 2 điểm ở gục. Còn Daim thì out tiền hoàn toàn so với Chiết và tỏa sáng ở trong đoạn cuối game. Nhưng Froy cũng đã chơi một cách cực kỳ hay trong ván thi đấu này với những tình huống phòng ngự và phản công. Chúng ta còn nhớ đó là một tình huống mà anh ta bị vây bắt ở khu vực đường dưới ở gần hang rồng nhưng vẫn thoát ra được, và từ đó thì đội tuyển Team Flash có một tình huống giao tranh thắng lợi. Và rõ ràng là các thành viên của đội tuyển Team Flash ở trong ván thi đấu này đều thi đấu rất hay, còn Froy là điểm sáng trong những cái tình huống mà anh ta mở ra những cái pha giao tranh đẹp dành cho team Flash. Tổng kết lại trận thi đấu đầu tiên trong ngày thi đấu Super Saturday ngày hôm nay, chúng ta đã có một tỷ số 3-1, một con số quen thuộc đã quay trở lại với team Flash trước Robin Heavy. Ngày hôm nay thì họ chưa thể lấy điểm của người giàu để chia cho người nghèo được rồi. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tâm điểm của tuần thi đấu này diễn ra giữa VGaming và Sài Gòn Phantom, một trận đấu tranh ngôi đầu bảng đến từ hai thế lực đang rất mạnh của đấu trường danh vọng hiện tại. Một lần nữa xin được cảm ơn bình luận viên Hip Hopper và cảm ơn bình luận viên Hồng Quân đã đồng hành cùng với Phương Thảo và các bạn khán giả trong trận đấu sớm ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với phần phỏng vấn sau trận đấu để xem là ngày hôm nay Flash nghĩ gì về chiến thắng của họ trước Heavy.
Xin chào các bạn đang quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Và ở bên phía bên kia màn hình của Phương Thảo đó là Broi. Hình như đây là lần đầu tiên được phỏng vấn Broi từ đầu mùa giải đến giờ hay sao ấy nhỉ? Broi có thể phát biểu cảm nghĩ của mình khi mà ngày hôm nay chúng ta đã có một chiến thắng 3-1 trước Heavy không? Chung chiến thắng này mình thấy bình thường. Các bạn bây giờ tất nhiên là chiến thắng thì vui nhưng mà kiểu cũng không có ý nghĩa nữa. Tại vì bọn mình đã chấp xuất vào top 4 rồi thì bình thường thôi. Bình thường á? Sao lại không có ý nghĩa? Bởi vì nếu như mà mình cứ tiếp tục giành trọn vẹn 3 điểm như thế này từ bây giờ đến cuối, mùa giải thì mình có thể vươn lên top 2 mà. Thực ra thì đối với bản thân mình ấy, thì mình cũng kiểu mình không thích thì mình phải mong chờ đội khác thua để mình có thể leo lên được thứ hạng tốt ấy. Nói chung là cũng do bản thân team mình khi mà thua 3 đội cạnh tranh thì bọn mình đã đánh rơi mất cái quyền lựa chọn top 2 ấy. Thì mình cũng không mong chờ, thì chỉ mong là bọn mình vào được playoff, xong rồi nếu mà bọn mình thể hiện tốt ở playoff thì bọn mình sẽ giành lại mọi thứ thôi. Thảo thấy là quãng thời gian cách đây mấy tuần khi mà Flat có chuỗi thua liên tục thì Broi tỏ ra khá là buồn. Thì không biết là sau khi sau trận thắng ngày hôm qua trước Zebrus Esports cũng như là hôm nay trước Heavy thì bạn đã cảm thấy phấn khởi hơn chưa khi mà team mình đã quay trở lại với cái nhịp thắng bình thường rồi? Ta thì mình thì thấy kiểu gặp cơ. Đối với kiểu thật sự thì gặp đối với các đội dưới cơ thắng thì mình cũng thấy khá là bình thường thôi, nhưng mà kiểu nếu mà gặp kiểu Egaming hay là XP mà mình thắng bọn họ thì thấy vui ấy. Kiểu thế, nhưng mà rất tiếc là bọn mình thua hạng 3 đội mạnh nhất rồi, cho nên là gặp mấy cái đội thắng thì mình cũng thấy mấy cái đội được coi là dưới cơ bọn mình thấy bình thường. Thế thì có thể thấy là theo những gì mà Hiệp chia sẻ thì tức là cái việc mà mình quyết tâm vào top 2 bây giờ là hơi khó đúng không? Hôm qua thì Bách cũng trả lời phỏng vấn là như vậy. Đấy có phải lý do mà ngày hôm nay ở ván thi đấu thứ 2 thì mình đã có lựa chọn là Van Hale với cả Nata coi như là một bài thử nghiệm trong trận đấu ngày hôm nay không? Đúng rồi, tại vì bọn mình cũng có chơi với các đội nước ngoài nhiều ấy. Thì cũng họ cũng hay thả cho bọn mình Aja chơi, xong rồi bọn mình xem kiểu đối phương pick như nào để counter, thì bọn mình cũng muốn áp dụng và thử xem nó có hợp với cái giải đấu của mình không. Thì như kiểu trong hôm nay thì mình cảm thấy là nó không hợp với cái giải đấu của mình thì chắc là bọn mình sẽ không pick như thế nữa. Như vậy là ít nhất là ngày hôm nay mặc dù là có một cái điểm số bị dành cho Heavy trong ván thi đấu đó thì ít ra là mình cũng đã có câu trả lời rồi. Thảo để ý là thấy ngày hôm nay bộ đôi Elandor và Rowie nói riêng có tới 2 ván thua ở mỗi đội, thì đó có phải là do cặp đôi này đã bị out meta không, hay là thực ra là do lỗi cá nhân từ các tuyển thủ theo ý kiến của Broi? Mình nghĩ thì out meta thì cũng không hẳn, nhưng mà chắc là cũng do lối đánh của các đội kiểu. Nói chung là trong cái trận đấu thì nó có lỗi, thì mình nghĩ là lỗi ít hay lỗi nhiều để dẫn đến thua trận thôi. Chứ thực sự để mà nói về tướng thì chắc thì không ao meta đâu. Vậy thì con bài trợ thủ mới đó là Aya thì sao? Bạn đánh giá đây có phải là vị tướng mà chắc chắn sẽ phải ban khi mà chúng ta bước vào vòng playoff không? Thực ra thì như tất cả mọi người đã xem các giải đấu như kiểu APL hay là GCS thì hầu như là ban Aya hết, tại vì con đấy nó mạnh quá. Hỗ trợ đối phương rất là tốt, hỗ trợ đồng đội mình rất là tốt, nên là mình nghĩ là con đấy thật sự thì chưa có lời giải đáp nào cho con đấy cả, thì mình nghĩ là chắc chắn trong playoff sắp tới thì mình nghĩ là sẽ out to ban. Câu hỏi cuối cùng cho Broi nha, đó là hôm nay thì Jitoto cũng đã gây được khá khó khăn cho team Flash. Vậy thì nếu chỉ dùng một từ để nhận xét về Toto thì Broi sẽ nhận xét bằng cụm từ nào? Mình nghĩ là Zito đánh hay nhưng mà hay chưa đủ, hay là chưa đủ. Tức là nói chung là bây giờ hỏi là nhận xét dùng từ gì để nói cho Zito thì là từ là chưa đủ hay đúng không? Không, không phải. Hay chưa đủ. Hay nhưng chưa đủ. Chưa đủ hay. Hay chưa đủ, không phải chưa đủ hay. Khác nhau. Xin lỗi. Khác nhau đấy, ý nghĩa nó khác nhau đấy.
Rồi rồi, tôi xin lỗi. À, như vậy là hay chưa đủ? Rồi ok, rồi. Cảm ơn Bro E với phần không, trò chuyện hay. Sau trận đấu ngày hôm nay. Chưa đủ hay. Ok. Đói như... bạn nói vậy. Rồi, hay nhưng chưa đủ hay. Đấy, đấy. Cần phải hay nữa, đấy kiểu cần phải cố gắng hay nữa ấy. Đấy. Cần phải hay hơn nữa. Rồi, cần phải hay hơn đấy, nữa. Coi đấy, như đấy, đây sẽ là một cái lời động viên đến Toto. À, mình nửa ghi nhận nhưng mà mình cũng nửa tặng cho bạn ấy thêm động lực để có thể hay hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng okay. rồi. Ok. À, cảm ơn Bro E với phần trò chuyện vừa rồi. Ok. Rồi, okay. Tôi sửa rồi. Và okay, chúc mừng cho Team Flash với chiến thắng ngày hôm nay và hy vọng rằng là trong những cái phần trong những trận đấu tiếp theo thì Flash sẽ tiếp tục cái phong độ này và hy vọng là sẽ được gặp Bro E nhiều hơn trong phần phỏng vấn nhé. Ok, thank you. Thank you. Xin chào mọi người nhé. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ nước uống chính thức của giải đấu nhãn hàng Sting, cũng như là sân trang trí cao cấp MyColor và Mili Modern. Cảm ơn các đối tác bảo trợ truyền thông, chuyên trang ICT News của báo Vietnamnet, báo thể thao và văn hóa, trang tin Mọt Game và trang tin Spotify. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Bruy xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận đấu tâm điểm giữa V Gaming và Sài Gòn Phạt Tội.